coi chừng. Lão già dâu chứ bát còn chưa kịp nói hết câu thì Triệu Bân đã nhanh chóng xoay người, đồng thời dùng hồn ngự kiếm chém một tia máu từ phía trước bắn tới. Về phần tia máu này từ đâu mà ra thì tất nhiên là xuất phát từ tòa tế đàn kia. Con mợ nó, bên dưới tế đàn còn có thứ khác sao? Lão già dâu chữ bát kinh ngạc thốt lên. Triệu Bân rút kiếm ra, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào tế đàn. Trong lúc hắn quan sát thì tế đàn đã ông ông chấn động, lại có thêm tia máu bắn ra như từng luồng kiếm khí. Hắn đã quá xem thường tấm bia đá phong ấn, không phải là nó phong ấn bát bộ phù đồ mà là bát bộ phù đồ đang phong ấn nó. Hắn lấy bát bộ phù đồ đi tức là đã phá trận pháp cho nên thứ bị phong ấn cũng sẽ thoát ra ngoài. Am, tế đàn nổ tung tạo ra một cái động lớn. Sau đó bạn họ liền nhìn thấy một thân ảnh đầm máu từ trong động bước ra, Triệu Bân và lão già sâu chữ bát đều ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh đầm máu này rất cao lớn, ước chừng hơn 3 thước cao, hai con mắt cực lớn lóe ra quang, trên ngực còn có lớp vảy màu máu cùng với răng nanh lóe ra ánh sáng sắc lạnh đáng sợ, toàn thân bộc phát khí huyết cuồng bạo khiến cho thiên địa phải chao đảo. Huyết, huyết ma, lão già dâu chữ bát vừa thấy vậy thì đã run rẩy không thôi. Huyết ma. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đã từng đọc được giới thiệu về huyết ma trong Ma Gia Bí Quyển. Đây cũng là một loại ma hết sức hung tàn, dựa vào máu huyết mà sống, tu luyện bằng cắn nuốt sinh mệnh của sinh linh khác, cắn nuốt được càng nhiều sinh linh thì nó càng mạnh mẽ. Nhưng bên trong bí quyển Ma Gia cũng có viết rằng dòng truyền thừa này đã tuyệt diệt từ lâu, không ngờ vẫn còn xuất hiện ở đây. Tiền bối, không nên hãm hại hậu bối như vậy chứ. Khóe miệng lão già dâu chữ bát giật giật, nghĩ lại những ngày tháng ở đây thì toàn thân liền cảm thấy ớn lạnh, không ngờ ngay bên dưới đạo quán của lão ta lại có phong ấn một huyết ma, nếu như lão ta biết được chuyện này thì trước giờ lão ta có thể ngủ được mới là lạ. Nhưng ngẫm lại, đây cũng là chuyện mà lão ta tự gây ra. Đáng ra bọn họ đã đi rồi, là do lão ta cứ muốn phá tấm bia đá phong ấn này. Bây giờ thì hay rồi, lão ta đã thỉnh ra một thứ không thể chọc vào, chỉ cần nhìn uy áp của huyết ma là biết sức mạnh khủng bố đến thế nào, tuy lão ta không thể nhìn ra tu vi của huyết ma nhưng chắc chắn phải mạnh hơn cả cường giả chuẩn thiên. Khí huyết tinh thuần quá. Huyết ma nở nụ cười gian ác, thè đầu lưỡi đỏ chót ra liếm môi, không phải đang nhìn lão già dâu chữ bát mà đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Hai con mắt lớn lộ ra sự tham lam. Huyết ma không ngốc, biết Triệu Bân so với lão già dâu chữ bát thơm ngon hơn rất nhiều, huyết thống nghịch thiên của hắn đối với huyết ma mà nói thì chính là một bữa tiệc rất thịnh soạn. Cảnh giới chuẩn thiên, cảnh giới thiên võ. Triệu Bân không ngừng lẩm bẩm trong lòng, trạng thái của huyết ma này còn tà hồ hơn hắn tưởng tượng. Khí tức của hắn ta có lúc ngang với cảnh giới chuẩn thiên lại có lúc ngang với cảnh giới thiên võ, uy áp cũng không ổn định. Nhưng bất luận thế nào thì nguồn năng lượng bộc phát ra vẫn rất khủng khiếp. Tổ tiên của lão già dâu chữ bát đúng là không tầm thường. Một con huyết ma khủng khiếp như thế này cũng có thể phong ấn được. Giống. Huyết ma di chuyển, khí huyết đỏ tươi ngay lập tức mãnh liệt quay cuồng hóa thành một biển máu cuốn về phía Triệu Bân và lão già dâu chữ bát. Bên trong biển máu có rất nhiều thân ảnh dãy dụa như lệ quỷ đang kêu lên thảm thiết. Tất cả những sinh linh từng bị huyết ma cắn nuốt đều trở thành lệ quỷ trong biển máu này. Đừng nói đến lão già dâu chữ bát, ngay cả Triệu Bân cũng cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này, không biết rốt cuộc huyết ma đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh. Phá! Triệu Bân quát lớn một tiếng, lôi thần nộ phối hợp cùng võ hồn tạo ra nguồn sóng âm bá đạo vô cùng, ngay lập tức chấn diệt biển máu, lệ quỷ cùng oán linh bên trong biển máu đồng loạt tiêu tán. Chỉ là một võ tu địa tạng nho nhỏ. Khóe miệng huyết ma hơi nhếch lên, hắn ta tự mình giết tới, từ trên không giáng xuống một trường, bên trong trường ấn khổng lồ đẫm máu còn có lốc xoáy mang theo lực cắn nuốt hiện ra. Triệu Bân không hề sợ hãi, ngay lập tức tung ra hám thiên quyền tiêu diệt trường ấn của huyết ma, khiến cho huyết ma cũng phải từng bước lui về phía sau, trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta lóe lên một tia sáng kỳ dị, võ tu địa tạng nhỏ bé này dường như còn mạnh hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Ăn một kiếm của ta đây. Triệu Bân bay vút lên trời, thi triển phách thiên trảm từ trên không chém xuống. Huyết ma thậm chí còn không thèm nhìn mà đã ngay lập tức trở mình tung ra một trường đối kháng phách thiên trảm, trong chớp mắt hắn ta lại có thể thi triển chiến lực của cảnh giới thiên võ, khiến cho kẻ mạnh mẽ như Triệu Bân cũng bị chấn bay, tay cầm kiếm cũng bị chấn nát. Vừa là thiên võ, vừa là chuẩn thiên. Ánh mắt Triệu Bân lóe lên, hắn đã nhìn ra được một chút manh mối từ đòn đánh này. Huyết ma này chắc chắn là một cường giả chuẩn thiên,
Sở dĩ hắn ta ở trong trạng thái bất ổn định này chắc chắn là do công pháp cùng khí lực xảy ra vấn đề, hoặc là do cắn nuốt quá nhiều sinh linh cho nên tiêu hóa không nổi mà gặp phải phản vệ nặng nề. Có được không vậy? Lão già râu chữ bát kêu lớn. Lùi lại, Triệu Bân đáp đất đánh ầm một tiếng, khí tức của hắn đạt tới cực điểm, có được hay không thì phải đánh tiếp mới biết, chỉ cần đối phương không phải là cường giả thiên võ chân chính thì hắn vẫn có thể đối đầu được. Lão già râu chữ bát trốn ở phía sau, tuy rằng muốn hỗ trợ nhưng xét về chiến lực của bản thân thì lão ta thấy tốt hơn hết là mình không nên làm phiền thêm. Hắn lui về phía sau, huyết ma lại sấn tới, huyết sát mãnh liệt quay cuồng nặng nề như núi ngưng tụ thành một con huyết long rít gào xông về phía Triệu Bân. Bên trong đôi mắt huyết long đỏ ngầu còn có lôi điện đánh ra, bên trong miệng huyết long còn phun ra vô số tia máu. Triệu Bân truyền tiên lực vào kiếm Long Uyên. Long Uyên ông ông chấn động. Có một tia sáng kéo dài ra như kiếm quang chém nứt đầu huyết long. Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ chính là huyết long lại mọc ra thêm một cái đầu thứ hai nuốt hắn vào bụng. Lão già râu chữ bát đã muốn tè cả ra quần, đừng mà. Nguy hiểm quá. Còn dám nuốt ta. Triệu Bân quát lớn, dùng kiếm chém rách bụng huyết long rồi từ bên trong nhảy ra, thi triển thiên thủ đại la tiêu diệt huyết long. Trong lúc đó hắn cũng đã bị trúng một kích của huyết ma, sau lưng bị chém một vết rất sâu. Trên miệng vết thương có u quang quẩn quanh hóa diệt tinh khí của hắn. Phong. Huyết ma cười lạnh một tiếng, hóa ra một tòa bảo tháp đẫm máu chấn xuống đầu Triệu Bân, bên trong bảo tháp lóe lên sấm chớp, huyết quang phóng ngang dọc như rắn rết còn mang theo sức mạnh hóa diệt. Phá. Triệu Bân quát lớn một tiếng, tung ra một quyền đánh vỡ bảo tháp đẫm máu. Huyết ma kêu rên rồi lại bị đẩy lui, ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ cả kinh. Không ngờ khả năng chịu đòn của tên nhóc này quá đáng sợ. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân vung kiếm, kiếm khí màu vàng đầy trời chém xuống. Huyết ma nhếch miệng cười khinh miệt, toàn thân hắn ta lúc này được bao phủ bởi một lớp vảy đẫm máu như một bộ giáp chiến. Không biết đây là loại bí pháp phòng ngự gì mà có thể khiến cho kiếm khí màu vàng của Triệu Bân không thể phá được, chỉ có thể khiến cho lớp ngoài của bộ giáp tạc ra ánh lửa lớn. Lôi phong quyết. Triệu Bân phóng lên nhanh như chớp, thi triển lôi phong quyết đâm thẳng tới mục tiêu. Huyết ma dường như không hề di chuyển, hắn ta chỉ hơi nâng tay thoải mái bắt lấy kiếm Long Uyên. Hắn ta bộc phát ra khí huyết lạnh băng, trong nháy mắt đã diệt trừ kiếm uy của Triệu Bân khiến cho kiếm quang cũng dần mai một. Mạnh đến vậy sao? Triệu Bân nhướng mày muốn rút kiếm lui về phía sau nhưng không thể nào rút được kiếm Long Uyên ra. Lúc này hắn lại muốn đâm kiếm Long Uyên tới nhưng cũng không được bởi vì thanh kiếm đang bị khóa lại hết sức gắt gao, cho dù hắn có dùng lực thế nào thì cũng không thể khiến cho kiếm Long Uyên tiến lui được thêm dù chỉ là nửa phân. Ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Huyết ma nhe nanh cười nói. Để ta giúp ngươi hào hứng thêm nhé, Triệu Bân dùng hồn ngự lôi điện, cũng dùng hồn ngự huyền hoàng khí, cả lôi điện và huyền hoàng khí đều thoát ra khỏi cơ thể truyền vào bên trong kiếm Long Uyên tạo ra một luồng kiếm quang đâm thẳng vào người huyết ma. Thế nhưng lớp phòng ngự của huyết ma vẫn không thể bị phá vỡ. Yếu. Quá yếu. Huyết ma phất tay, tung ra một chưởng đánh bay Triệu Bân. Trong lúc đó huyết ma vẫn đuổi sát không buông, bàn tay đẫm máu chộp tới muốn bóp nát đầu của Triệu Bân. Nhưng chuyện khiến cho hắn ta trở tay không kịp chính là bên trong chiếc nhẫn ma của Triệu Bân lại có thêm một người phóng ra rồi ngay lập tức tung một chưởng về phía hắn ta khiến cho hắn ta lảo đảo lui về phía sau. Đúng vậy. Đó chính là Diệu Ngữ. Trên người cô ta vẫn đang mặc chiếc áo cưới hư ảo. Tiểu nha đầu này rất nóng tính, không thể chịu nổi khi thấy Triệu Bân bị ức hiếp, một chưởng đánh lên của nàng ta có sức mạnh rất bá đạo, minh hôn lực được khai triển ở mức cực đại chỉ trong nháy mắt khiến cho chiến lực của cô ta bùng nổ, thậm chí còn có thể đẩy lùi được huyết mai xác sống. Lão già sâu chữ bát thấy vậy thì sừng sử lão ta chắc chắn không nhìn nhầm. Tiểu nha đầu này chắc chắn là một xác sống. Nhưng chuyện này lại càng kỳ quái hơn, xác sống sao còn có thể tự chủ ý thức, có thể tự tiến hành công phạt. Ngay cả lão ta còn có thể nhìn ra thì chẳng lẽ huyết ma lại không thể nhìn ra. Nguyên nhân chính là vì nhìn ra cho nên khuôn mặt của hắn ta mới trở nên hết sức quái dị. Chẳng lẽ hắn ta đã ngủ say quá lâu rồi hay sao? Ở thời đại này có quá nhiều kẻ kỳ quái, trước có một võ tu cảnh giới địa tạng với khả năng chịu đòn khủng khiếp. Sau lại có thêm một xác sống có thể tự phát động công kích, vừa phóng ra chưa nói lời nào đã tung cho hắn ta một chưởng. Vèo. Diệu Ngữ lại phóng lên, muốn tung ra thêm một chưởng.
huyết ma thi triển khí thế thiên võ trấn Diệu Ngữ trở mình. Triệu Bân nhảy lên đỡ được Diệu Ngữ, sau đó liền đuổi cô ta vào trong chiếc nhẫn ma, xong việc còn không quên thêm vào rất nhiều phong ấn, chỉ sợ Diệu Ngữ sẽ phóng ra ngoài thêm lần nữa. Huyết ma rất mạnh, ngay cả hắn còn không phá được lớp phòng ngự của hắn ta thì đừng nói đến Diệu Ngữ, cô ta xông ra đánh huyết ma một chưởng chỉ giống như gãi ngứa, nhưng nếu như huyết ma đánh lại cô ta một quyền thì cô ta chắc chắn sẽ bán thân bất toại. Thú vị lắm. Huyết ma cười rộ lên gian ác, càng lúc càng cảm thấy có hứng thú với Triệu Bân. Chỉ là một võ tu cảnh giới địa tạng nho nhỏ nhưng lại che giấu quá nhiều điều bí ẩn, trong nháy mắt lúc chiếc nhẫn ma mở ra hắn ta đã ngửi được khí tức của tiên gia, cũng là nói bên trong chiếc nhẫn ma kia có cất giấu một thi thể cấp tiên. Hôm nay vãn bối cảm thấy rất không vui. Triệu Bân lắc cổ tay, vặn vẹo cổ, hai mắt sáng rực ánh vàng, tinh thần chiến đấu hừng hực như lửa, dám đánh thê tử của ta thì phải trả giá. Không biết lượng sức. Huyết ma giơ ra một ngón tay, phóng đến đâm thẳng vào ấn đường của Triệu Bân. Tuy nhiên, vào lúc này hắn ta lại phải nhìn Triệu Bân thêm một lần nữa. Trùng hợp làm sao, hắn ta đã bị trúng ảo thuật thiên nhãn. Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cũng đã đủ để Triệu Bân né được một kích của huyết ma. Hắn không chỉ né tránh được mà còn nắm lấy cánh tay của huyết ma, thân thể cường giả thiên võ nặng như núi cũng bị hắn nhấc bổng lên sau đó đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Huyết ma hừ lạnh, mạnh mẽ đẩy lui Triệu Bân. Nhưng hắn ta còn chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã công kích tới. Triệu Bân vừa tiếp cận đã mở ra đấu chiến thành pháp, một tay được thiên lôi bao phủ, một tay được huyền hoàng phi bao phủ để thêm vào uy lực, liên tục đánh huyết ma đến mức hắn ta đứng không vững, lớp vảy trên người bị đánh vào phát ra những tiếng vang đỉnh tại nhức óc. Lực công phạt yếu ớt như vậy mà cũng muốn đã thương được ta hay sao? Khí huyết của huyết ma lại quay cuồng, lần thứ hai đánh bay Triệu Bân. Nhưng Triệu công tử vẫn nhào tới rồi dính chặt vào người của huyết ma, tiếp tục giáp chiến kịch liệt. Huyết ma đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, máu trên người không ngừng vung vẩy, đã có một mảng vảy bị Triệu Bân xé xuống dưới. Tiên thuật trộm cắp do Vương Trác sáng chế được Triệu Bân sử dụng rất linh hoạt, trên người huyết ma không có gì để lấy xuống ngoại trừ lớp vảy cứng này, hắn phải xé lớp vảy này xuống cho bằng hết thì mới có thể phá vỡ được phòng ngự của huyết ma. Hừ, huyết ma vô cùng tức giận, hóa ra một vầng sáng màu máu hất tung Triệu Bân lên không trung. Trong lúc bị đánh bay ngược, Triệu Bân lại lấy ra Bá Vương cung, Dương cung cài tên nhắm thẳng vào nơi không có lớp vảy bao trùm trên thân thể huyết ma rồi bắn ra một mũi tên sấm sét. Chuyện còn chưa kết thúc. Hắn vừa mới đáp xuống đất thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Khi hắn xuất hiện trở lại thì đã đứng ngay trước mặt của huyết ma, một kiếm thuấn thân tuyệt sát đã chém bay đầu của huyết ma. Hắn vốn không định dùng thiên nhãn thuấn thân bởi vì sẽ hao tốn rất nhiều đồng lực nhưng huyết ma quá mạnh mẽ. Nếu như không dùng thuấn thân thì muốn giết hắn ta sẽ rất lao lực. Máu tươi phun ra. Huyết quang chói mắt. Cái đầu khổng lồ rơi xuống đất đánh ầm một tiếng. Hai mắt huyết ma mở lớn, đến tận lúc chết cũng không ngờ mình lại có thể bị chém đầu. Làm tốt lắm. Lão già dâu chữ bát trầm trồ khen ngợi, lão ta đã đánh giá thấp Cơ Ngân rồi, không ngờ hắn còn có thể thuấn thân. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới khiến cho hai mắt của lão ta muốn lòi cả ra. Huyết ma mặc dù đã bị chém đầu nhưng thân thể vẫn có thể cử động, còn thừa dịp Triệu Bân đứng nghỉ xả hơi tung ra một chưởng khiến cho xương cốt của Triệu công tử nứt hết cả ra. Ực, lão già dâu chữ bát nuốt mạnh xuống, đầu cũng đã bị chém rồi mà vẫn chưa chết sao. Triệu Bân cũng cau mày, lùi lại phía sau mấy bước. Khi hắn định thân thì toàn thân đều cảm thấy đau nhức. Một chưởng của huyết ma không phải là chuyện đùa. Nếu như hắn không có thân thể kiên cường dẻo dai thì một chưởng này đã đủ để đánh gục hắn rồi. Thiên nhạc còn không thể giết chết được ta, người vẫn còn kém xa. Là huyết ma đang lên tiếng. Nói chính xác thì là cái đầu của hắn ta đang nói chuyện, thân thể của hắn ta tự điều khiển cánh tay nhấc cái đầu lên rồi nối lại vào cổ. Sau khi hắn ta vặn vẹo cổ vài cái thì dường như cơ thể nhà văn không còn thương tổn gì, ngay cả lễ máu trước đó bị mũi tên sấm sét bắn xuyên qua cũng đã liền lại. Lớp vây bị Triệu Bân xé xuống cũng đã mọc ra một lần nữa. Thiên nhạc. Lão già sâu chữ bát vừa nghe thì liền biết. Thiên nhạc chính là một trong số những lão tổ của dòng này, là cao thủ thiên võ hàng thật giá thật. Hắn bắt đầu hiểu ra, tại sao lão tổ thiên nhạc chỉ phong ấn huyết ma chứ không giết, bây giờ nhìn lại, không phải không giết, mà hình như không giết nổi. Bất diệt ma thân quyết.
Triệu Bân lầm bầm rồi đánh giá từ trên xuống dưới. Người thực sự bị chặt đầu mà không chết, hắn mới từng thấy một người, là tên Vương Dương kia. Bây giờ có huyết ma là kẻ thứ hai. Điều này khiến hắn bất giác tưởng rằng vị ma này cũng tu luyện bất diệt ma thân quyết. Nếu thực sự là thế thì quá nhảm nhí. Vương Dương đã khó giết, vị này hình như còn khó giết hơn. Phải biết rằng, Vương Dương còn cách xa cấp bậc của huyết ma. Một người là chuẩn thiên, một người là thiên võ. Nếu thực sự phải đánh thì sẽ tốn sức lắm. Màn khởi động, kết thúc rồi, huyết ma mỉm cười ghê rợn. Triệu Bân nghe câu này cũng chẳng cảm thấy gì, dù sao huyết ma căn cơ hùng hậu, còn rất nhiều thủ đoạn chưa tung ra. Nhưng lão già dâu chữ bát nghe thấy thì cực kỳ chấn động. Đầu bị chém rơi một lần mà mới chỉ là màn khởi động. May mà là Triệu Bân đánh nhau với kẻ này, chứ nếu là lão ta, chắc chỉ có trời mới biết lão ta đã bị tiêu diệt bao nhiêu lần. Đòn tấn công của lão ta chẳng khác nào gãi ngứa giúp huyết ma, nhưng đòn tấn công của huyết ma, dù chỉ là một chưởng, cũng có thể tiễn lão ta lên đường xuống suối vàng rồi. Đây là sức ép tuyệt đối đến từ tu vi và sức mạnh, mấy thủ đoạn múa may bên lề toàn là vật trang trí hết. Phụt! Huyết ma vừa dứt lời, hắn ta bỗng biến thành một vũng máu, từng tấc một, mà thế giới ở vùng trời u ám này cũng biến thành màu đỏ, có khói đỏ bốc lên, có huyết quang bắn ngang dọc, cảm giác đầu tiên mang lại cho người ta là rơi xuống một địa ngục đầm đìa máu me, đâu đâu cũng là máu đang nhỏ giọt. Đây là gì thế? Lão già dâu chữ bát kinh hãi, lập tức tới bên cạnh Triệu Bân, túm chặt cây phất trần Diệu Thiên, mặt mũi tái nhợt nhìn xung quanh. Lần này họ gây họa lớn thật rồi, chọc phải một sự tồn tại khủng khiếp. Người mà lão tổ thiên nhạc còn không giết nổi, khó lòng tưởng tượng hắn ta đáng sợ đến mức nào. Đúng là chỉ có ngươi mới thế. Triệu Bân hút một hơi thật sâu. Xét về vốn sống, có lẽ hắn không bằng lão già dâu chữ bát. Nhưng xét về nhãn giới, hắn tự thấy mình cao hơn lão ta nhiều. Chí ít thì bây giờ hắn có thể nhận ra thế giới đỏ rực này là thứ gì. Nếu hắn đoán không sai, chắc hẳn giờ phút này họ đang ở trong bụng huyết ma đúng vậy, là bụng đấy, huyết ma đã đồng hóa bản thân cùng với vùng trời này rồi, suy đoán của hắn nhanh chóng được kiểm chứng. Thế giới trước mặt vẫn đang thay đổi, trên dưới trái phải có thêm nhiều bức tường, nói cho đúng hơn là vách thịt đô làm, còn nhu động từng hồi giống như dạ dày của một người vậy. Không thể không thừa nhận, bụng của huyết ma thật quỷ dị, nó có thể tự biến thành không gian, đến cả đám phân thân của hắn ở bên ngoài cũng bị ngăn cách. Lão già dâu chữ bát trông thấy mà nôn khan liên tục, trước hết không nói tới mùi máu tanh và hôi đến lợm giọng, chỉ riêng cảnh tượng này cũng đủ buồn nôn rồi. Nào, dung hòa cùng ta đi. Tiếng cười ghê rợn kia vang vọng khắp thế giới màu đỏ, tất nhiên là huyết ma đang lên tiếng, tuy ngắn ngủi thôi, nhưng chứa đầy ma lực, làm nhiễu loạn tâm trí họ, lão già dâu chữ bát phải ôm đầu rên rỉ. Hu hu, tiếng gào khóc nhanh chóng vang lên, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều có những người bê bết máu bỏ ra khỏi vách thịt, giống như những con lệ quỷ. Nhưng đây không phải lệ quỷ, mà là những người từng bị huyết ma nuốt vào bụng, dùng thể phách của mình làm vật chứa, nuôi dưỡng họ thành oán linh đáng sợ. Đúng là bất diệt ma thân quyết. Triệu Bân lầm bầm, mỗi một oán linh này coi như một mạng của huyết ma, cũng có nghĩa là, huyết ma nuôi bao nhiêu oán linh, hắn ta sẽ có bấy nhiêu cái mạng. Dạng người này, trừ khi đánh chết thành cho trong một lần, nếu không về cơ bản giết thế nào cũng không chết, bởi chỉ có trời mới biết hắn ta đã nuốt bao nhiêu người. Khi hắn nhìn sang, oán linh ngập trời đang nhào về phía họ, đã vậy còn không phải oán linh thông thường. Chỉ xét về thực lực, người yếu nhất ở đây cũng là võ tu địa tạng, bởi vì người nuôi là huyết ma nên ngay từ đầu đã có khí vận của hắn ta, ngay từ đầu đã được kết nối cùng căn cơ của hắn ta. Thực sự, phải bỏ mạng ở đây à? Lão già dâu chữ bát run rẩy, gương mặt già nua trở nên tái mét. Con người mà, không thể quá tạo nghiệt, sớm muộn gì cũng tự đào hố chôn mình. Giống như lão ta vậy, động vào thứ gì chẳng được, cứ phải động tới phong ấn bia đá. Quỳnh! Triệu Bân lôi bảo liên đăng ra, treo nó lơ lửng trên đầu, dùng tiên lực dồi dào đến đốt cháy nó tới mức đượm nhất. Liên hỏa hừng hực, liên quang lấp lánh, bao trùm hắn và lão già dâu chữ bát. Ấy thế mà có thể ngăn cản được huyết khí, đến cả oán linh đang nhào tới cũng lộ vẻ khiếp sợ, chỉ dám lượn lờ xung quanh chứ không dám xông tới. Thứ này hay ghê. Lão già dâu chữ bát nhích tới gần Triệu Bân, chỉ thiếu nước ôm chân hắn. Ánh mắt lão ta ngước nhìn bảo liên đăng cứ sáng ngời ngời,
tất nhiên là bởi đã nhìn ra đây cũng là di vật của tiên gia, thậm chí còn có sức mạnh kỳ dị này. Tốt lắm! Tiếng cười của huyết ma không biết phát ra từ nơi đâu, nhìn tốc độ nhu động của vách thịt là biết hắn ta đang phấn khích lắm. Hắn ta rất thích bảo liên đăng này, sau khi phá phong ấn lại gặp ngay một bảo bối. Đợi khi nuốt xong Triệu Bân, bao nhiêu báu vật của tên tiểu tử này đều thuộc về hắn ta hết. Ta muốn xem thử, người trụ được bao lâu. Huyết ma mỉm cười ghê rợn, còn chưa dứt lời, đảm sản linh kia như bị hạ ma chủ nên điên cuồng nhào về phía Triệu Bân và lão già sâu chữ bát, cuồn cuộn không dứt, không sự sống chết. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẫm máu, oán linh đụng phải ánh sáng của bảo liên đăng là biến thành một vũng máu hoặc khói đỏ, tiếng kêu la gào thét thê thảm như có ma lực, tấn công thẳng vào linh hồn. Định đọ sức tiêu hao à? Triệu Bân nhìn xung quanh, mỗi một oán linh nhào tới, liên quang của bảo liên đăng lập tức bị thủng lỗ chỗ, thời gian lâu dần, chắc chắn sẽ bị ăn mòn. Trừ phi hắn có đủ tiên lực để duy trì liên hỏa không bao giờ tắt, nhưng một khi tiên lực của hắn hao hết, bảo liên đăng không còn sức mạnh để tiếp tục, nó sẽ không còn khả năng uy nhiếp. Oán linh nhào tới sẽ xé xác họ đến khi thịt nát xương tan. Đọ sức tiêu hao, hắn không đọ nổi. Vẫn là câu đó thôi, sinh linh mà huyết ma từng nuốt quá nhiều, mỗi một oán linh có thể là một mạng của hắn ta. Họ ở trong bụng huyết ma, đây là sân nhà của hắn ta, chiến thuật biển người này sớm muộn gì cũng tiêu hao họ hoàn toàn. Tiểu tử, liên lụy tới ngươi rồi, lão già dâu chữ bát tỏ ra áy náy. Cũng là ta liên lụy ông. Triệu Bân ho khan một tiếng, hắn quá sơ suất, chỉ mải lấy bát bộ phù đồ mà bỏ qua càn khôn bên dưới tế đàn. Huyết ma ở đó thì còn đỡ, nếu hắn ta ra ngoài gây rối, chắc chắn sẽ là một kiếp nạn khủng khiếp, vậy thì Triệu Bân chính là tội nhân thiên cổ rồi. Thế nên mới nói, phải giết huyết ma. Đại họa do hắn gây ra, dù liều mạng cũng phải kết thúc nó. Nghĩ đến đây, hắn trở tay lấy ra đàn đá, gảy dây đàn, nhưng không đàn khúc vô xương nữa, mà đàn khúc tỉnh thế. Đây là khúc đàn do hắn tự ngộ ra thông qua chú tỉnh thế của Phật gia, về cơ bản thường chỉ đàn để giải trí, đây là lần đầu hắn lấy ra đối phó với kẻ địch. Khác với khúc vô xương, âm đàn của khúc tỉnh thế có cầm ý gột rửa mọi thứ. Đánh đàn trước giờ luôn dùng ý chứ không dùng lực, đòn tấn công vô hình vẫn luôn bá đạo như trước, từng oán linh lao tới bị cầm ý tiêu diệt hết, từng con một. Ôi chao! Lão già dâu chữ bát nhớn mày, ánh mắt lại rơi xuống chiếc đàn đá, nhìn nó một lúc rồi lại nhìn Triệu Bân. Rốt cuộc tiểu tử này đã gặp được bao nhiêu may mắn. Chiếc đàn đá này hình như cũng là một di vật của tiên gia, âm thanh từ nó mà ra cũng hết sức bá đạo. Nếu không lắng tai nghe kỹ, lão ta không biết rằng cơ ngân có trình độ hiểu biết cao đến vậy về âm luật. Nhân tài toàn năng à. Thú vị đấy. Tiếng cười của huyết ma lại vang một lần nữa vang lên, giống như ma chú tới từ địa ngục, còn tiếng gào khóc do hắn ta kích phát ra chẳng khác nào chuông báo tang mà hắn gõ lên vì hai sinh linh trong bụng mình. Hắn ta không nóng vội, không hề nóng vội. Bảo liên đăng dù huyền diệu, đàn đá dù quái gì tất cả chẳng có nghĩa lý gì, chỉ cần hai kẻ này vẫn còn ở trong bụng hắn ta sẽ không thể thoát khỏi thế giới màu đẻ kia, cho dù là một cao thủ thiên và cũng sẽ bị hắn ta bào mòn hết, từng chút tinh tim mốt. Năm đó thiên nhạc suýt chút nữa bị hắn ta tiêu diệt như vậy đấy, nếu không phải có một đảm nạn gây rối ở bên ngoài thì thiên nhạc đã là thức ăn trong bụng hắn ta từ lâu rồi, cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng tiêu hao hết sức mạnh, lâu già sâu chữ bát thì thầm khôn. Nhìn ra được, Triệu Bân vừa đánh đàn vừa nhìn ngó xung quanh. Cục diện này chẳng dễ gì phá được, nhưng họ cũng không đến mức không có sức lực phản kháng. Sở dĩ huyết ma dùng bí pháp này để đối phó họ cũng đủ chứng tỏ một điều, trạng thái hiện tại của huyết ma không ổn lắm. Nếu không phải thể phách gặp vấn đề thì sao hắn ta lại dùng chiến thuật biển người chứ, nếu không bị thứ phản vệ nào đó liên lụy, chắc chắn tên đó còn đánh đấm phô trương hơn. Ép ta dùng tới át chủ bài thật à? Triệu Bân lầm bầm trong lòng, liếc mắt nhìn Tiểu Kỳ Lân. Anh bạn nhỏ kia đã tung tăng trong đan hải mấy vòng rồi, chỉ cần một ý nghĩ của hắn là sẽ lao ra trợ chiến. Nếu cưỡng ép dùng kỳ lân hóa, có thể phá được ra bụng của huyết ma. Nhưng đây là át chủ bài duy nhất của hắn, cần phải dùng đúng lúc đúng chỗ. Đánh bại huyết ma không phải mục đích cuối cùng, tiêu diệt huyết ma hoàn toàn mới là sứ mệnh của trận chiến này, nếu không, sẽ có thêm nhiều người gặp nạn. Có trông thấy ai thân quen không? Triệu Bân đột nhiên hỏi. Nghe thấy câu này, lão già dâu chữ bát nhướn mày. Người thân quen.
huyết ma chắc từng nuốt tổ tiên của ông đấy, Triệu Bân nói. Lão già râu chữ bát nhíu mày, sau đó dồn hết thị lực để tìm kiếm trong đám oán linh. Với tuổi tác của lão ta, người có bối phận lớn nhất từng gặp là Thái Sư Tổ, còn người có bối phận lớn hơn cả Thái Sư Tổ thì lão ta chưa từng gặp ai. Việc gặp này là gặp người thật việc thật chứ không phải chưa từng trông thấy tranh vẽ. Nếu trong số những oán linh này thực sự có tổ tiên của lão ta liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Sau nhiều lần nhìn ngó, lão ta thực sự tìm ra được một người ở trong hình thái oán linh, không hề có ý thức, không hề có thần trí, ẩn trong gương mặt dữ tợn là sự giằng co và vùng vẫy. Nếu thế gian này có luân hồi thì tiên tổ của lão ta lại bị nhốt ở đây, mãi mãi không thể siêu sinh. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Giống như tổ tiên của lão ta, tất cả oán linh ở đây đều có chung cảnh ngộ. Triệu Bân không nhiều lời, tiếp tục đánh đàn, đánh thêm nhiều cầm ý tỉnh thế. Hắn biết oán linh là sự tồn tại như thế nào nên mới không dùng khúc vô xương. Với cục diện này, khúc tỉnh thế dường như hữu dụng hơn khúc vô xương nhiều. Chú tỉnh thế của Phật gia có thể biến thứ mục nát thành thần kỳ. Nếu không, tên mập đen thui với trí nhớ trống rỗng cũng không thể bị đánh thức thần trí. Khúc tỉnh thế mà hắn ngộ ra cũng sở hữu năng lực này, biến oán linh thành người chúng chú vong thế, rất dễ hiểu thôi. Chỉ cần đánh thức ý chí lúc sinh thời của oán linh, trận chiến này đã thắng 6 phần rồi. Bến phần còn lại đành nhờ vào hắn. Đào tế lâu già sâu chữ bát nghẹn ngào, lệ tuần như mua. Tổ tiên bị biến thành bộ dạng thế này, đủ biết tâm cảnh của người làm hậu bối như là ta sẽ thế nào. Lão ta bắt đầu hiểu ra, tại sao dòng nhánh của mình lại lụn bại, chắc hẳn là vì huyết ma thôi. Sư phụ của lão ta từng nói, các vị tổ tiên từng gặp phải hạo kiếp, chết mất hai thế hệ, sau hạo kiếp, nhân tài heo hút, không thể trở về đỉnh cao huy hoàng như lúc xưa. Nếu thật sự là như thế thì lão ta khó lòng tưởng tượng nổi, năm đó, để trấn áp huyết ma, các vị tổ tiên phải trả cái giá thảm khốc thế nào. Keng! Tiếng đàn của Triệu Bân bớt đi vẻ sát phạt, trong cầm ý nhiều thêm sự thức tỉnh. Mạo oán linh đang nhào tới lại có chút biến hóa vì tiếng đàn và cầm ý của hắn, tuy vẫn nhào tới, nhưng động tác đã có phần chậm chạp, trong ánh mắt hung ác và đờ đẫn thỉnh thoảng có thêm chút mờ mịt. Sự trần trừ của họ chứng minh rằng tâm trí bị cắn nuốt của họ có dấu hiệu thức tỉnh. Đây là mở đầu rất tốt. Tiếng gào thét của oán linh có thêm chút bi thương và oán thán, bi cho mình, oán cho huyết ma. Hắn ta nhốt họ ở trong cơ thể, đời đời kiếp vẫn là oán linh, đời đời kiếp kiếp luôn bị sai khiến. Sống hay chết, họ đều cam lòng. Bất kể sống hay chết, đều là một sự giải thoát. Hu hu. Tiếng gào thét bên trong thế giới màu đỏ có phần thảm thiết, cũng có phần thê lương. Cùng với khúc tỉnh thế, thần trí của các oán linh dần dần thức tỉnh. Họ thức tỉnh cũng không sao, nhưng huyết ma vô cùng khó chịu. Thể phách gặp vấn đề là do công pháp, còn phản vệ đa phần tới từ các sinh linh bị hắn ta nuốt vào bụng. Hắn ta dùng cơ thể mình nuôi dưỡng oán linh, nhưng trong tiềm thức của sinh linh vẫn còn phản kháng. Một vài người thì không sao. Một khi nhiều hơn sẽ biến thành sức mạnh phản phệ đáng sợ. Bây giờ ý chí của các oán linh dần thức tỉnh, sức mạnh đó cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ của huyết ma vô cùng rõ ràng. Khỏi cần nhìn cũng biết trạng thái hiện giờ của hắn ta gay gâu thế nào, dùng máu người để sống, nếu nuốt nhiều quá thì không tiêu hóa nổi, ai khó chịu kẻ đó tự biết. Thấy vậy, tốc độ gảy dây đàn của Triệu Bân càng lúc càng nhanh hơn, âm điệu của tỉnh thế vang vọng khắp thế giới màu đỏ. Chỉ cần có thể đánh thức ý chí của oán linh, chuyện gì cũng dễ giải quyết. Lúc này không phải một mình hắn đang chiến đấu nữa, mà kẻ bị quần ẩu sẽ là huyết ma. Dùng cách này, có lẽ sẽ thực sự tiêu diệt được ma đầu này. Không có oán linh gán mệnh, giết hắn ta cũng không tốn sức đến vậy nữa. Có lẽ đây cũng là một cách phá bất diệt ma thân quyết, tuy quá trình hơi phức tạp, nhưng thực sự hữu hiệu. Người đáng chết, huyết ma tức giận, kiến ra một bàn tay màu đỏ như máu. Từ trên trời tám xuống. Triệu Bân chẳng buồn nhìn, chỉ gảy dây đàn, cầm ý bá đạo phóng ngược lên trời, chém tan bàn tay kia. Huyết ma lại rên rỉ một tiếng, thế giới màu đỏ rung lên bần bật, vách thịt đang nhu động khắp nơi rơi rụng khá nhiều, biến thành một vũng máu. Giết! Huyết ma giống lên giận dữ, ngưng tụ kiếm khí đầy trời chém xuống, mỗi kiếm khí bắn ra huyết quang, mới nhìn chẳng khác nào cơn mưa màu đỏ cả, lão già râu chữ bát nuốt nước bọt. Nếu dính phải mà không bị chém thành cho mới là lạ đấy. Uỳnh!
Triệu Bân phân tâm làm ba việc cùng lúc, vừa đánh đàn, vừa dùng tiên lực châm bảo liên đăng, vừa dùng võ hồn ngự kiếm để ngăn cản kiếm khí bay ngập trời. Tâm trí của huyết ma đã rối loạn, mặc dù công pháp rất lớn, nhưng thiếu nhiều uy lực, chắc vì bất chấp phản vệ mà tấn công. Thế nên, cho dù trận chiến này rất giằng co, nhưng càng câu giờ thì càng có lợi cho họ. Bởi vì ý chí của oán linh đang thức tỉnh dần, đây mới là điều khiến huyết ma khó chịu nhất. Lão tổ, xin hãy tỉnh lại đi ạ. Lão già dâu chữ bát không rảnh rang, hả họng gào thét. Chưa được bao lâu, lão ta lại tìm thêm được khá nhiều tổ tiên mà lão ta từng trông thấy qua tranh vẽ. Đúng với suy đoán, hạo kiếp mà năm đó dòng họ của lão ta gặp phải xuất phát từ huyết ma, hai thế hệ bị chôn vùi, đối với một dòng dõi mà nói, đây là đả kích lớn cỡ nào chứ? Tiếng gọi của lão ta không hề uổng phí. Tâm trí các vị tổ tiên của lão ta đa phần đã thức tỉnh, vẻ hung ác và đờ đẫn trong đôi mắt dần dần rút đi, đổi vào đó là mờ mịt, sau phút mờ mịt chính là sự tỉnh táo. Nhưng oán linh khác cũng có chung trạng thái, họ vốn đang lao tới giết chóc, bây giờ đa số đã dừng lại mà ôm đầu gào thét. Một thứ oán niệm cổ xưa hình thành nên sức mạnh đáng sợ, phản vệ huyết ma. Á! Huyết ma gào giống lên, không thể chấn áp nổi oán linh nữa nên gắng gượng tấn công. Hắn ta biến ra một mặt quỷ khổng lồ, u ám và đáng sợ, vặn vẹo khó coi với cái miệng to đùng như chậu máu, định nuốt trọn Triệu Bân. Phá! Triệu Bân vốn đã phân tâm làm ba phần việc lại tiếp tục chia đôi tâm trí, một mảnh hồn ngự thiên lôi, một mảnh hồn điều khiển khí huyền hoàng, chém ngược lên trời, chém nát mặt quỷ. Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng hộc máu, chắc hẳn là huyết ma bị trọng thương nên đang điên cuồng thổ huyết. Các tiền bối, thức tỉnh đi! Tiếng hô hào của Triệu Bân cộng hưởng cùng tiếng đàn, đánh thẳng vào linh hồn của oán linh. Lời nói này sở hữu uy lực mạnh mẽ, các sản linh đang dây dụa đồng loạt khôi phục thần trẻ trong đôi mắt không chỉ có sự thanh tinh hận ngút trời. Huyết mao mà còn có oán tiếng gào của họ là tiếng giống gào phát ra từ lệnh hồn, biến thành từng luồng huyết quang, chém lên vách thịt để làm giống như trước đó tấn công Triệu Bân và lão già sâu chữ bát vậy, hết người này tới người kia xông tới không sự sống chết. Đây là đòn tấn công cuối cùng của họ khi còn tỉnh táo. Nói thẳng ra, đó là đòn tấn công tự sát, chết là sự giải thoát cho họ. Không còn phải giày vò như trước nữa, dù biến thành quỷ cô hồn, dù thịt nát xương tan cũng tốt hơn mãi mãi không thể siêu sinh. Phụt, phụt. Đối với huyết ma, đòn phản công trước khi chết của oán linh là đả kích hủy diệt. Từng búng máu mà hắn phun ra không thể nào nhiều hơn được nữa. Bị chính oán linh mà mình nuôi dưỡng phản phệ thì không chỉ đơn giản là khó chịu nữa. Vết thương này không thể nào hồi phục được, cho dù hồi phục cũng không thể nào tiến vào cảnh giới thiên võ được nữa. Đối với Triệu Bân mà nói, trận chiến này, hắn đã thắng tới 9 phần. Oán linh chết hết, huyết ma chỉ còn một cái mạng, giết hắn ta là tiêu diệt triệt để. Tiểu Kỳ Lân, Triệu Bân hô lên. Growl. Kỳ Lân hiểu ý, nhanh chóng cống hiến sức lực. Giúp Triệu Bân mở kỳ lân hóa. Một anh bạn to lớn ầm ầm xuất hiện, kỳ lân hóa hình người sừng sững giữa đất trời, khí huyết cuồn cuộn, uy thế lẫm liệt. Đệt! Lão già dâu chữ bát trông thấy mà không khỏi chửi thề, mẹ kiếp! Đây là thánh thú kỳ lân trong truyền thuyết à? Hóa ra Triệu Bân có kỳ lân, nếu không tận mắt nhìn thấy thì lão ta đâu dám tin. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, tên tiểu tử này rốt cuộc đã gặp bao nhiêu may mắn. Không chỉ lão ta mà huyết ma cũng rất chấn động, lão già dâu chữ bát mới gặp kỳ lân lần đầu, hắn ta cũng vậy. Trước đó hắn ta không hề phát hiện ra tên võ tu yếu nhách này đã kết thành khế ước cùng thánh thú, hình dạng này còn bá đạo hơn hung hổ nữa đấy. Hắn ta nuốt phải một tên yêu nghiệt à. Mở. Triệu Bân sách kiếm Long Uyên trăm trượng, chém rách thế giới màu đỏ. Phụt. Huyết ma quay về với bản thể, hóa thành hình người, văng ngược ra ngoài. Thể phách đầm đìa máu me liên tục nứt vỡ, từng miếng vảy bắn ra xa, tan thành khói xương đỏ lòm trong quá trình rơi xuống. Đợi khi tiếp đất, hắn ta đã biến thành một vũng máu. Có lẽ vì bị thương quá nặng, có thể vì oán linh đã bị tiêu diệt hết, không còn ai gán mạng, thể phách tàn phế không thể nào khôi phục. Vũng máu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất, khí thế cũng giảm mạnh, không còn lúc chuẩn thiên lúc thiên võ nữa, bây giờ chỉ là một cao thủ chuẩn thiên. Chẳng qua hắn ta vẫn sở hữu khí vận thiên võ thôi. Tiền bối, kết thúc rồi. Triệu Bân điềm tĩnh nói, giơ kiếm từ trên trời chém xuống. Huyết ma gào sống, đột nhiên đứng khựng lại, chắp hai bàn tay,
ngưng tụ ra một tấm khiên màu đỏ. Thế nhưng điều này không bao giờ đủ kiếm Long Uyên hạ xuống, chém về tấm khiên sốt. Huyết ma cùng rất gian xảo, nhân lúc này để điện. Tiếc rằng hắn ta không đi được, bởi Triệu Bân đã dự đoán từ trước, lập tức kéo cung gắn tên, mũi tên lôi đỉnh bá đạo vô song. Phụt! Vết máu bắn ra đỏ lòm. Huyết ma còn chưa trốn được đi đâu đã bị mũi tên bắn trúng, cơ thể đỏ rực bị tiêu diệt từng tấc một. Không, không, không. Tiếng thét gào của hắn ta tràn ngập vẻ khiếp hãi. Ngay trong lúc thét gào, hắn ta nổ tung thành một làn khói đỏ, chết rất đau thương. Hắn ta vốn là cao thủ thiên võ, đến cả thiên nhạc còn không làm gì được, không giết chết được, chỉ có thể phong ấn. Không ngờ rằng đến khi phong ấn được hóa giải, hắn ta bị một võ tu địa tạng tiêu diệt, là tiêu diệt một cách triệt để, không còn oán linh để gán mạng. Bao nhiêu huyết ma, hình như chỉ có hắn ta chết mà uất ức nhất. Phù! Thấy huyết ma bị tiêu diệt, Triệu Bân mới thở phào một hơi, sau đó thu hồi kỳ lân hóa. Lão già dâu chữ bát quỳ gục trên nền đất, bày linh vị của tổ tiên, khóc đến mức nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Triệu Bân khẽ thở dài, lấy bầu rượu ra, tưới một ít rượu đục coi như cúng bái các vị tiền bối. Năm đó, để trấn áp huyết ma, tổ tiên trong dòng họ của lão già dâu chữ bát đã đánh một trận thảm liệt đến mức nào. Họ đều rất đáng kính. Qua hồi lâu, lão ta mới lau khô nước mắt. Hai người lại tới tế đàn, nhìn qua cái lỗ to đùng trên tế đàn, đúng là bên trong ẩn giấu càn khôn. Cho dù đến lúc này, hoa văn bí mật vẫn tung hoành, bát bộ phù đồ trước đó chính là một trận tuyến trung tâm. Vị tiền bối tên thiên nhạc kia đúng là không đơn giản, có thể mượn phong ấn trên bát bộ phù đồ để trấn áp huyết ma. Lão tổ, huyết ma bị tiêu diệt rồi. Lão già dâu chữ bát tưới rượu rồi cung kính hành lễ thêm lần nữa. Khi hai người ra ngoài, màn đêm đã ập tới, ấy thế mà tấm bia đá kia vẫn vẹn nguyên không chút tổn hại, lão già dâu chữ bát trông thấy mà sững sờ. Triệu Bân vẫn khá điềm tĩnh, bởi vì tấm bia đá chưa hề vỡ, trước đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh, lừa được lão ta chứ đâu lừa được hắn. Rốt cuộc bên trong chiếc hộp sắt phòng ấn ai vậy? Dâu chữ bát cuối cùng cũng đặt câu hỏi cho nghi vấn của mình, có thể khiến Phật gia dùng tới phòng ấn cấp cao nhất, lão tổ mượn nhờ nó để trấn áp huyết ma. Đủ thấy người được phong ấn bên trong rất mạnh và đáng sợ. Ma quân, Triệu Bân không giấu giếm nữa. Đúng như hắn nghĩ, dâu chữ bát nghe xong, mất một lúc vẫn chưa phản ứng. Ma quân, bất diệt ma quân của ma vực, đó là kẻ đỉnh nhất thế gian. Đệ nhìn khắp lịch sử, bất diệt ma quân không hề là chỉ cường trong thiên hạ, đến cả chín vệ ma tướng dưới trướng cũng là cao thủ thiên và hàng thật giả thật, đủ biết phong thái của ma quân chơi lợi tới mức nào. Một vị cường giả như thế mà bị phong ấn, lại còn bị Phật phong ấn. Điều này có phần không khớp với lịch sử mà lão ta được biết. Ở thời đại man hoang, ma quân còn từng đại náo đất Phật, với căn cơ của ma vực, ma quân có thể bị Phật gia phong ấn sao? Ngươi lừa ta đúng không? Lão già dâu chữ bát tỏ ra không tin. Ta rảnh đến thế sao? Triệu Bân lườm lão ta. Lão già dâu chữ bát có phần choáng váng, niên đại xa xưa rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mạnh như ma quân mà cũng bị phong ấn thì đất Phật mạnh tới mức nào? Trước đó lão ta chỉ kính nể Phật, bây giờ lại có thêm chút khiếp sợ. Nghe nói phong ấn của bát bộ phù đồ rất tàn nhẫn, cần phải tháo các chi của kẻ bị phong ấn. Phật trước nay từ bi hỉ xả mà lại độc ác vậy sao? Phải hận bất diệt ma quân tới mức nào mới dùng tới cách này chứ? Cạc! Không lâu sau, đại bằng dương cánh bay cao. Suốt dọc đường, mồm miệng của dâu chữ bát chưa từng ngừng lại, liên tục hỏi han. Lão ta hỏi những gì? Hỏi những bí mật của Triệu công tử, ví dụ như Tiểu Kỳ Lân, ví dụ như Bảo Liên Đăng và Đàn Đá, ví dụ như Diệu Ngữ. Triệu Bân biết gì cũng nói hết. Tất nhiên, một số đoạn sẽ được lược bỏ, nếu nói quá rõ ràng, e là sẽ làm hỏng tình cảm đôi bên. Cứ như thế, lão già dâu chữ bát bị đả kích đến độ không ngẩng được đầu lên. Đáng lý ra, hai người từng sát cánh chiến đấu cùng nhau, khoảng cách đâu thể cách tới vậy. Hóa ra câu nói mà sư phụ lão ta thường hay treo trên miệng là có lý lắm, nhân phẩm rất quan trọng. Ôi! Lão già dâu chữ bát thở dài, tiện tay lấy ra một bộ tranh. Vì tâm trạng rất buồn bã, xem ít hàng nóng giải sầu là việc cần thiết. Triệu Bân thấy vậy, thò đầu nhìn sang. Lão già dâu chữ bát cũng hào sảng, nhét cho hắn một bộ. Ta là người đứng đắn. Triệu công tử nói thì hay lắm,
nhưng tay chân không hề rảnh rỗi, lập tức nhận lấy. Sau đó, hắn liếc nhìn quanh một vòng, thấy không có ai mới điềm nhiên mở ra. Không tồi. Đây là phiên bản siêu tầm, ta không cho người bình thường xem đâu. Đừng có giấu giấu giếm giếm như thế, lấy hết ra đi. Hai kẻ này cũng rất thú vị, nửa đêm nửa hôm không nghỉ ngơi mà vùi đầu nghiên cứu hàng nóng, có một động tác mà cả hai vô cùng ăn ý. Động tác gì thế? Động tác quẹt máu mũi ấy mà. Mày xem, Triệu Bân không biết bên cạnh có thêm một người, tất nhiên là Diệu Ngữ. Lại là đêm hoa nở trăng trên, lại là cảnh đẹp ý vui, cô nương nhà người ta chạy ra hóng gió, vẫn như lúc trước, cô ta khoác tay Triệu Bân, ngả đầu lên vai hắn, đúng chuẩn một cô vợ ngoan hiền, dễ dàng không có ý thức của người sống, nhưng trông u thấy hàng nóng vẫn lộ ra cảm xúc như con người. Đúng là kỳ lạ. Khi còn sống chưa từng thấy thứ này. Sau khi chết rồi mới được mở mang tầm mắt. Triệu Bân khẽ ho một tiếng, vội vàng cất hàng nóng, không chỉ cất bộ của mình mà còn rằng luôn bộ của lão già dâu chữ bát, nhét hết vào trong chiếc nhẫn ma, chỉ sợ Diệu Ngữ mở miệng ra sẽ nói, vô liêm sỉ. Xí! Lão già dâu chữ bát không nghĩ như vậy, khoanh tay ngồi thẳng dậy. Sau vài lần như thế, hai mắt lão ta trợn ngược, cảm thấy đầu mình tối nay sáng loáng như bóng đèn. Hai người kia nên bị sét đánh chết, đêm hôm mà còn phát cơm chó. Nói nữa thì tiểu cô nương này cũng quá đáng thương. Hình thái của xác sống, không có ý thức, chỉ là một thi thể không linh hồn, lang thang trong trời đất. Hả? Chỉ trong chớp mắt, Diệu Ngữ từ từ đứng lên. Lão già dâu chữ bát nhướng mày, chân mày của Triệu công tử cũng nhướng cao chót vót. Không đợi hai người này có phản ứng, Diệu Ngữ nhảy khỏi lưng đại bằng, sức mạnh minh hôn của cô ta quá mạnh mẽ, vừa rơi xuống đất đã tạo thành một tiếng vang lớn, dọa sợ cả chim thú trong khu rừng u ám. Diệu Ngữ. Triệu Bân lao đi như tia chớp, lập tức theo sát. Lão già dâu chữ bát cũng nhảy xuống, không biết là tư thế còn chưa bày xong hay có thể là nhắm quá chuẩn nên đầu mắc trên chạc cây rồi. Triệu Bân không để tâm, chỉ lo nhìn chằm chằm Diệu Ngữ. Diệu Ngữ tối nay rất kỳ quái, sau khi đáp xuống như u linh, cô ta tới lui trong rừng như đang tìm kiếm thứ gì. Hắn gọi mấy lần mà không thấy cô ta dừng lại. Đến một khoảng rừng, Diệu Ngữ quanh đi quẩn lại ở đó như bị quỷ đánh tường. Sao thế, lão già dâu chữ bát đuổi theo, gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Không biết, Triệu Bân đáp, hắn vẫn không quên quan sát chung quanh. Theo phong thủy, nơi này đúng là vùng đất tốt, xây mộ ở đây rất phù hợp. Nếu hắn không nhìn nhầm bên dưới này có một ngôi mộ mà hắn không nhìn lầm thật phía dưới thật sự có ngôi mộ, mà không chỉ mộ. Còn có một người nữa kia, khi Diệu Ngữ là quẩn que nhờ đó, người âm cùng đội mồ chui lên từ dưới lòng đất. Là mập, toàn thân làm ta dính đầy bụi đất. Rõ ràng là một người sống nhưng lại mặc áo niệm sâu chữ bát, nhìn mà sợ tới mức muốn tè ra quần. Đúng là có duyên nha. Triệu Bân thấy thế thì nói một câu sâu xa. Không sai, hắn quen người đó, chẳng phải là lão đạo áo niệm sao? Lão ta là người dắt hắn xuống cổ mộ vua Man trước đây. Còn suýt bỏ mạng trong đó. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn phải cảm ơn lão đạo áo niệm. Ngày xưa, nếu không nhờ lão ta dắt hắn xuống mộ thì hắn cũng không thể khơi thông được đan hải. Chẳng ngờ sau nửa năm, cả hai lại gặp nhau ở đây, cũng không hổ là dân đào mộ, nửa đêm lại chạy đến đây đào mộ tổ nhà người ta, trông dáng vẻ rũ rượi đó thì biết chắc không tìm được bảo bối gì. Nhưng điều mà hắn tò mò là tại sao Diệu Ngữ lại chạy đến đây? Lẽ nào trong ngôi mộ này có bảo bối sao? Hoặc là, trên người lão đạo áo niệm có bảo bối? Cuối cùng cũng ra ngoài được. Lão đạo áo niệm lầm bầm, chắc vì đầu óc đang choáng váng nên lão ta không phát hiện ra vẫn còn ba người ở đó, một trong số đó đang đi lòng vòng, hai người còn lại khoanh tay đứng nghiêm nghị, nhìn lão ta chằm chằm. Có ma! Lão đạo áo niệm hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Triệu Bân tự giác nhất, giữ lão ta lại ngay. Hả? Đến khi hai mắt nhìn rõ, lão đạo áo niệm mới khẽ ú ớ một tiếng. Lão ta không biết Diệu Ngữ, cũng không nhận ra lão già dâu chữ bát nhưng lại biết gương mặt phổ thông này của Triệu Bân, dường như lão ta đã từng dắt cái tên có khuôn mặt bình phàm đó xuống cổ mộ của vua Man. Nhưng trong ký ức của lão ta, chẳng phải tên này đã tèo trong cổ mộ rồi sao, giờ chẳng những còn sống mà còn có tu vi cỡ này, chẳng lẽ mở bắp á? Từ cảnh giới chân linh nhảy vọt lên cảnh giới địa tạng đỉnh cao luôn sao?
Vì quá nhiều vấn đề khó hiểu nên đầu óc lão ta lại hơi choáng váng. Tiền bối, lâu quá không gặp, Triệu Bân mỉm cười và nói. Ừ, lâu quá không gặp. Lão đạo áo niệm khoanh tay, đi một vòng quanh Triệu Bân, thỉnh thoảng còn thò tay ra bóp nhẹ lên cánh tay và bắp chân đối phương. Chắc có lẽ vì lão già này ở trong mộ quá lâu nên chỉ biết Triệu Bân người mình quen mà không hề biết Cơ Ngân thánh tử của Thiên Tông, người đã nổi danh khắp bát hoang từ lâu. Nếu lão ta mà biết thì sẽ giật mình đến rất cằm. Triệu Bân không quan tâm đến lão ta mà chỉ nhìn Diệu Ngữ. Lão đạo ác niệm dạo quanh thân hắn, còn Diệu Ngữ lại giống như một cái đuôi đi theo phía sau lưng lão ta. Cái vàng trên lần quần này khiến Sâu Chữ Bát nhìn đến mụ mị đầu óc. Một lúc lâu sau, lão đạo áo niệm cùng cảm thấy cả gì đó sai sai, lão ta không nhìn Triệu Bân nữa mà chuyên tâm quan sát Diệu Ngữ. Lão ta vừa nhìn, hai mắt đột nhiên híp lại, đây là người chết mà không phải là xác sống, khác với con rốt xác chết, cô nhóc này có thể tự do hành động, không cần triệu hồi. Còn nữa, làn khói lãng đãng trên người cô nhóc là loại sức mạnh gì? Lão ta nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì. Đây là lần đầu tiên lão ta thấy trường hợp như vậy. Là nó. Triệu Bân phất tay, dùng tiên thuật trộm cắp, nhón được một thứ trên người lão đạo áo niệm. Đấy là một miếng ngọc bội, màu xanh trong suốt. Đó chẳng phải là thanh giác sao? Cũng là một mảnh vỡ nhỏ. Cuối cùng hắn cũng hiểu, chắc là thanh giác trong người Diệu Ngữ cảm nhận được mảnh vỡ đó nên mới thôi thúc cô ta đến đây. Đó cũng là lý do tại sao Diệu Ngữ cứ đi theo lão đạo áo niệm. Ôi má, còn ăn cắp đồ nữa à? Lão đạo áo niệm lớn tiếng mắng. Từ đâu có được thứ này, Triệu Bân cầm thanh giác, mắt nhìn tới nhìn lui. Là đồ gia truyền, lão đạo áo niệm nói với vẻ thành thật. Tin người chết liền, chắc ăn cắp từ trong mộ đúng không? Lão già dâu chữ bát bĩu môi, mặc dù lão ta không quen tên mập này nhưng đã từng nghe nói đến rồi. Lão ta chính là Từ Lương, kẻ trộm mộ nổi tiếng khắp Nam Bắc, luôn thích mặc áo niệm đi khắp thiên hạ, đặc biệt hứng thú với mộ tổ tiên nhà người ta. Đừng nói khó nghe như thế, đấy gọi là mượn. Lão đạo áo niệm vuốt râu, vẻ mặt rất chân thành, dưới ánh trăng mờ, phong thái dần đạt đến mức tuyệt đỉnh. Trộm cũng được, mượn cũng chẳng sao, miếng ngọc bội này đã thuộc về ta, Triệu Bân vẫn rất tự giác. Là do ta đã ở trong đó lâu quá à? Sao thanh niên bây giờ đều không biết xấu hổ đến vậy hả? Mặt lão đạo áo niệm sầm xuống, ông đây vất vả lắm mới trộm ra được, sao lại về tay ngươi rồi? Triệu Bân không nói gì, chỉ nhét cho lão ta một bức tranh. Ừm, là hàng hot nha. Lão đạo áo niệm nhìn thấy thì mắt liền sáng rực lên. Vậy mới là việc con người làm chứ. Lão ta hạ giọng, khi cầm được bức tranh thì không còn nhắc đến chuyện ngọc bội nữa. Triệu Bân không quan tâm, truyền mảnh vỡ ngọc xanh vào người Diệu Ngữ. Bỗng nhiên, cả người Diệu Ngữ phát ra ánh sáng, làn khói nhẹ bao quanh khiến cô ta càng thêm ma mị. Lão đạo áo niệm thấy vậy thì khá ngạc nhiên. Lão già dâu chữ bát càng thắc mắc hơn. Con nhóc này từ đâu đến thế? Lão đạo áo niệm nhìn sang lão già dâu chữ bát. Vợ của tên nhóc này, là Minh Hôn, lão già dâu chữ bát khẽ nói. Minh Hôn. Đến cả người từng trải như lão đạo áo niệm mà cũng cảm thấy thắc mắc. Ta còn nữa đây này, cần không? Lão già dâu chữ bát chọt nhẹ lão đạo áo niệm, trong ống tay áo nhét đầy tranh. Chẳng phải một hai bộ mà là cả lốc, mà đó chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Vậy thì ngại lắm, lão đạo áo niệm cười khì khì rồi đưa tay ra định lấy. Ta đâu nói cho không, phải mua bằng tiền. Xem tiểu bối nhà ngươi kìa, nhắc tiền bạc làm gì cho mít lòng nhau. Không cần thì thôi. Cần chứ. Hai lão già kéo nhau ra chỗ riêng rồi tụm đầu lại xì xầm. Trả giá, chủ yếu là để trả giá mặc cả thôi. Một tay giao tiền một tay giao hàng, thế là một cuộc làm ăn đã được hoàn thành trong vui vẻ. So với hai người họ, Triệu công tử nghiêm túc hơn một chút. Hắn trông chừng Diệu Ngữ, lấy ra một mảnh vỡ thanh giác, dung hợp với cơ thể cô ta. Diệu Ngữ đang lột xác, sức mạnh Minh Hôn đang trở nên tinh túy hơn, xương mở quanh thân cũng càng tươi đẹp. Thú vị! Lão đạo áo niệm đã quay lại, không ngừng suýt xoa. Thế giới rộng lớn nên chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, cô nhóc xác sống này cũng là một trong số đó. Kết Minh Hôn thôi mà thần kỳ đến vậy sao? Lão đạo, bên dưới là mộ của ai? Lão già dâu chữ bát kéo nhẹ lão đạo áo niệm. Đấy, là một ngôi mộ giả. Lão đạo áo niệm hít một hơi thật sâu.
Mộ giả là gì? Mộ giả tức là một cạm bẫy. Lão đạo ác niệm mở miệng mắng, mặt tối sầm, là ta bị nhốt hơn nửa năm mới biết thì ra đây là một ngôi mộ giả dùng để bày những tên trộm mộ, nếu như không phải là ta nhanh trí thì đã bị chôn thân bên trong rồi. Người tạo ra mộ giả là một nhân tài, lão ta trộm mộ bao nhiêu năm đào mề bao nhiêu lâu nhưng đây là lần đầu tiên ăn lề cờ này. Làm nhiều chuyện thất đức quá thì cùng phải gặp báo ứng, lão già sâu giọng nói sớm muộn gì chữ bát hạ. Ta chỉ lấy bảo bối, không làm phiền đến vong linh ai mà, lão đạo áo niệm nghiêm túc nói. Theo lão già dâu chữ bát thấy, đấy là lời nói thừa, lấy hết đồ bồi táng mà còn nói là không phiền đến vong linh sao. Chắc chỉ còn thiếu việc dở quan tài của người ta ra nhỉ. Có phải Nhược Thủy đã bị ông bắt đi không? Triệu Bân liếc mắt hỏi. Con nhóc đó là một kỳ tài tu luyện, ta đã tìm cho cô bé một sư phụ giỏi rồi, lão đạo áo niệm vuốt râu. May mà ông đã đưa cô nhóc đi, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Ý gì? Thôn nhỏ đó đã bị bọn cướp tấn công, không một ai sống sót. Còn có chuyện đó nữa sao? Lão đạo áo niệm chau mày, trong lòng thấy may mắn vì nếu chưa kịp đưa Nhược Thủy đi thì cô bé cũng đã gặp nạn, vậy thì thế giới sẽ mất đi một kỳ tài hiếm có. Lão già dâu chữ bát chỉ đứng nghe, vài việc tự tưởng tượng ra là được. Tối đó, cơ ngân giết hết bọn cướp, chắc là để báo thù cho người của ngôi làng đó, nếu không có chuyện kia thì hai người họ cũng không quen biết nhau. Cô nhóc ở Thiên Âm Các, rảnh thì có thể đến thăm. Lão đạo áo niệm vừa nói vừa quay đi, ta vẫn còn có việc, đi trước đây. Lại đi đào mồ à, lão già dâu chữ bát liếc một cái. Đào mồ muội ngươi, đi tìm máu kỳ lân, Nhược Thủy đang chờ cứu mạng. Đừng tìm nữa, vị này có, lão già dâu chữ bát đưa tay ra kéo lão ta trở lại. Lão đạo áo niệm chau mày, quan sát Triệu Bân một lượt, người có máu kỳ lân sao? Có, Triệu Bân mỉm cười. Đi mòn gót giày tìm chẳng ra, giờ chẳng tốn chút công sức nào mà lại có được. Lão đạo áo niệm liền thấy phấn khởi, hai mắt sáng rỡ, mau, cho ta xem thử đi. Lão ta vừa dứt lời thì tiểu kỳ lân liền chui ra. Mẹ kiếp! Lão đạo áo niệm lớn tiếng chửi thề, đấy nào phải là máu kỳ lân, má ơi, là một con kỳ lân sống. Ở trên đời này 50 năm rồi, đây là lần đầu tiên lão ta thấy thánh thú kỳ lân. Ở đâu ra thế, lão đạo áo niệm vô cùng phấn khích. Nhặt được đấy, lão già dâu chữ bát đưa ra đáp án chính xác và còn hiểu ý nói luôn những gì mà lão đạo áo niệm đang muốn nói, nhặt hay lắm, nhặt không tốn tiền. Lão đạo áo niệm tặc lưỡi, má nó, sao ta không có được may mắn như thế chứ? Nhưng lúc này, những thứ đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là nó thật sự là một con kỳ lân. Nào, cho ta chút máu đi. Lão đạo áo niệm cười he he. Gào! Tiểu kỳ lân giống lên, ánh mắt đầy hung dữ. Lão đạo áo niệm thấy vậy thì giật nhẹ khóe miệng, sao kỳ lân này như đứa dở hơi thế? Trông nhỏ người thế mà tính khí đanh đá dễ sợ, dáng vẻ hung dữ như muốn nhào đến cắn lão ta. Nhược Thủy bị bệnh rồi sao? Triệu Bân hỏi. Bệnh không nhẹ đâu, lão đạo áo niệm thở dài, do huyết mạch nên cần có máu kỳ lân làm thuốc dẫn. Huyết mạch, Triệu Bân nghe xong thì ngạc nhiên. Hắn dẫn dắt Nhược Thủy vào con đường võ đạo nhưng lại không phát hiện cô nhóc đó có huyết mạch đặc biệt. Là do hắn bị nhìn nhầm sao? Hay là do huyết mạch của Nhược Thủy được che giấu quá kỹ? Trong lúc họ nói chuyện, Diệu Ngữ đã lột xác xong. Một làn gió nhẹ thổi qua, cô ta ngã vào lòng Triệu Bân. Nói cô ta lột xác xong rồi thì cũng không chính xác, quá trình này vẫn tiếp tục trong khi ngủ say. Quạc! Đại bằng lại bay lên trời cao, nhóm hai người giờ đã thành nhóm ba người. Đêm nay lão đạo áo niệm rất không an phận, cứ lải nha lải nhải mãi vì muốn làm thân với tiểu kỳ lân. Sau đó thì bị tiểu kỳ lân cắn bị thương khắp người. Lão già dâu chữ bát thấy thế, trong lòng cũng thấy cân bằng rồi, lão ta cũng muốn kết bạn với tiểu kỳ lân, rồi cũng bị nhóc con đó dần một trận. Lão phu cần được an ủi. Hai lão già tụ lại, ôm hàng nóng. Cắm đầu xem say xưa. Triệu công tử liếc nhìn nhẫn ma, thấy Diệu Ngữ không có động tĩnh gì thì cũng lấy một bộ tranh ra. Để tránh Diệu Ngữ bất ngờ chạy ra ngoài, hắn còn lập cấm chế trên nhẫn ma, tìm một cái cớ rất hợp lý, đừng gấp, từ từ lột xác, không ai quấy rầy cô đâu. Ba tên ngốc, Nguyệt Thần liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy rất được an ủi. Lúc đại bằng đáp xuống,
bên dưới là đỉnh núi cũng giống như những thế lực truyền thừa khác, Thiên Âm Các cùng ẩn mình sâu trong núi, vậy là có chuyện để nói rồi, tại sao tất cả đều thích chạy vào trong núi chứ? Đương nhiên là có lý của nó, một là tiện che giấu, hai là có thể mượn thế núi để bày trận, lý do thứ ba không thể thiếu được là cứ hề chỗ nào có rừng sâu, cây cối tùm thì thường sẽ có rất nhiều linh khí, bất kể là tu luyện hay là tịnh dưỡng, đó đều là nơi tuyệt vời là chỗ để. Lão đạo áo niệm giơ tay chỉ về phía xa. Không cần lão ta nói thì Triệu Bân và lão già dâu chữ bát cũng đã nhìn thấy. Sương mù răng kín những dãy núi, núp sau màn sương là một ngọn núi đổ sộ giống như một cô gái đang đeo mạng che mặt, toát lên vẻ thần bí đặc biệt, nếu ngửi kỹ thì còn có thể ngửi thấy mùi hương của phụ nữ. Người từng nghe nói đến Thiên Âm Các đều biết chỗ này chưa từng nhận đệ tử nam, từ các chủ đến đệ tử, tất cả đều là phái nữ. Không biết có thể xin các chủ Thiên Âm Các ban cho ta một cô vợ được không nhỉ? Lão già dâu chữ bát nhúc nhích mũi hít lấy hít để. Suốt dọc đường xem hàng nóng đến đỏ mặt tía tai, giờ ngửi thấy mùi phụ nữ thì như trúng độc, không đứng núi này trông núi nọ thì đúng là khó. Ý tưởng hay đó, lão đạo áo niệm liếc lão ta, ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chạy đến Thiên Âm Các tìm vợ. Không sợ bị thiến à, đừng thấy bên trong toàn là phụ nữ mà lầm, thật ra họ hung dữ lắm đấy. Chỗ tốt, Triệu Bân nhìn quanh bốn phía, đúng là không hổ cái tên Thiên Âm Các, mấy người này rất biết chọn địa điểm, trong địa mạch thế núi ở đây mà xem, phải nói là cực kỳ bá đạo, mượn dùng địa thế này bày trận thì uy lực ra sao cũng dễ đoán. Đi thôi, lão đạo áo niệm dẫn đầu, men theo một con đường mòn để đi xuống. Triệu Bân và lão già dâu chữ bát theo sau, vừa đi vừa quan sát, nơi tăm tối này ẩn chứa rất nhiều cấm chế và trận pháp. Có lẽ trước đây lão đạo áo niệm thường xuyên đến nên trông có vẻ rất thạo đường đi nước bước. Lão ta dắt theo bọn họ, rẽ trái rồi quẹo phải, không hề chạm phải bất cứ cấm chế nào, an toàn đến trước cửa Thiên Âm Các. Này, mở cửa đi. Lão đạo áo niệm chống hai tay lên hông, cao giọng hét. Điều đáng xấu hổ là gào khản cổ cả buổi cũng không thấy ai trả lời, làm lão ta mất mặt ghê. Ngươi không được hoan nghênh thế à, lão già dâu chữ bát suýt xoa. Này, mở cửa đi. Lão đạo áo niệm không từ bỏ, tiếp tục hét, mặt lão ta tối sầm, hiếm khi dắt người ngoài đến đây, có thế nào cũng phải nể mặt lão ta một chút chứ, đâu thể để lão đây mất mặt được. Nhưng sau một lúc gọi cửa thì lão ta mất hết thể diện thật. Không ai trả lời. Không ai để ý đến lão ta. Này, lão đạo áo niệm không chịu thôi, lấy đầu nghề ra, muốn gây động tĩnh lớn hơn. Tiền bối Cơ Ngân Thiên Tông xin gặp. Triệu công tử tiến về trước, chắp tay hành lễ. Phải nói là câu đó rất hiệu quả. Hắn vẫn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng gió lắc vun vút. Vài bóng người từ trong núi lướt ra, tất cả đều là trưởng lão của Thiên Âm Các, có đến mấy chục người, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới địa tạng đỉnh cao. Họ xuất hiện không phải vì Thiên Tông mà là vì Cơ Ngân, tên nhóc đó cực kỳ tài giỏi, không biết đã tạo nên bao nhiêu thần thoại, uy danh của hắn đã sớm truyền khắp đại hạ. Chuyện này. Lão đạo áo niệm thấy thế thì ngây mặt ra, là do lão ta bị nhốt trong mộ quá lâu nên đã bỏ lỡ nhiều chuyện lớn sao. Lão ta hét cả buổi trời mà cũng không ai quan tâm, tên nhóc này mới nói một câu thì đã có nhiều trưởng lão như thế xuất hiện. Tên tuổi của Cơ Ngân Thiên Tông dùng tốt đến vậy sao? Tóm lại, không so sánh thì không có đau thương mà. Không chỉ có lão ta, đến lão già dâu chữ bát cũng bất ngờ. Lão đạo áo niệm bị nhốt nửa năm trong mộ thì lão ta cũng vậy, lão ta cũng không ra khỏi đạo quan nửa năm rồi nên chẳng hay biết gì về thế giới. Giờ xem ra tên nhóc Cơ Ngân này cũng khá lắm, chỉ mới tự xưng tên tuổi là đã được Thiên Âm Các nể mặt rồi. Các trưởng lão của Thiên Âm Các đã dừng bước, một nửa trong số đó đều cầm một bức họa trong tay, tranh vẽ ai? Là tranh vẽ Cơ Ngân của Thiên Tông, họ đối chiếu với tranh để chắc chắn đối phương đúng là Cơ Ngân của Thiên Tông. Trông khí chất thì không phải giả mạo. Tìm khắp thế hệ trẻ trong thiên hạ cũng không ra người thứ hai sở hữu được khí uẩn và phong thái ngời ngời như thế. Thánh tử Thiên Tông đến thăm, thứ lỗi đã không nghênh đón từ xa. Lại có người xuất hiện, đó là một cô gái áo trắng, là cao thủ cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao chính hiệu trạc tuổi Linh Lung. Xét về ngoại hình thì người này cũng không thua kém gì nữ soái Xích Diễm. Dưới ánh trăng, khí chất cô gái này rất ma mị. Cô ta là Bích Tiêu Các chủ của Thiên Âm Các. Vô tình đã làm phiền, Triệu Bân lại chắp tay. Thánh tử nói gì thế, mời, Bích Tiêu khẽ cười.
Đương nhiên Triệu Bân không khách sáo mà sải bước tiến vào. Lão già râu chữ bát cũng nhanh chân theo sau, nhưng lão đạo áo niệm thì tối sầm mặt, Bích Tiêu, trông cô kìa, uổng công lão đây tìm cho cô một đồ đệ giỏi, thế mà gọi cả nửa ngày cũng không thấy ra mở cửa. Ngươi là ai? Ta. Đấy là Cơ Ngân. Không nhầm đâu, hắn là thánh tử của Thiên Tông. Đúng thật là phi phàm. Tối nay, Thiên Âm Các vô cùng náo nhiệt. Vì Triệu công tử đến nên các đệ tử đều kinh ngạc, họ như những đóa hoa rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, tất cả đang tụm năm tụm bảy với nhau, bàn tán xôn xao. Lão già râu chữ bát và lão đạo áo niệm đều bị phớt lờ. Các nữ đệ tử chỉ nhìn Triệu Bân, khuôn mặt phổ thông vậy thôi chứ họ, hắn cực kỳ đẹp trai, anh hùng trông hẳn có trong mắt bạn xứng giai nhân là chuyện đã có từ lâu, lật ngược lại càng thêm thủ chỗ này âm khí nặng thật. Lão già râu chữ bát liên tục quay đầu như cái trống lắc, nhìn bên trái, liếc bên phải suốt dọc đường, gái đẹp nhiều đến mức lão ta chỉ muốn. Có một mối tình oanh oanh liệt liệt. Tệ nhất thì cũng có thể làm được vài bộ tranh nóng bỏng đem về, nhất định sẽ có người giành mua. Đúng vậy, chỗ này âm khí rất nặng. Từ trên tới dưới đều là nữ, âm khí có thể không nặng sao? Mặt lão đạo áo niệm vẫn tối thui, cứ đợi đấy, đến lúc đi lão ta nhất định sẽ mắng cho sướng miệng. Mẹ nó, uổng công lão đây đối tốt với các ngươi. Trong lúc đó, lão ta còn liên tục liếc nhìn Triệu Bân. Nói thật, lão ta cũng vừa mới biết Cơ Ngân là thánh tử của Thiên Tông, sau này còn là trưởng giáo của Thiên Tông. Hèn gì Thiên Âm Các lại tỏ ra long trọng đến thế. Cơ Ngân là chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa tồn tại của hắn lại cực kỳ lớn, thánh tử có thể đại diện cho Thiên Tông. Nhưng lão ta vẫn không dám tin là chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi. Tên tiểu võ tu ngày nào lại trở thành thánh tử của Thiên Tông. Vậy thì phải có đột phá biết bao nhiêu lần. Triệu Bân vẫn là người bình thản nhất, người ta là người từng trải, không nói chuyện gì khác, chỉ nói mỗi chuyện ba ngày ba đêm thì còn có ai so bì nổi. Nửa đêm thế này, tiểu hữu đến thăm có việc gì không, Bích Tiêu mỉm cười hỏi. Còn có thể vì chuyện gì nữa, đương nhiên là đến để cứu Nhược Thủy rồi. Lão đạo áo niệm tỏ vẻ khó chịu. Các ngươi có biết rằng người này mới là ân sư vỡ lòng của Nhược Thủy không? Có chuyện đó nữa sao? Tất cả các trưởng lão, bao gồm cả Bích Tiêu đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu không nhờ lão đạo áo niệm bật mí, bọn họ cũng không biết quan hệ của Nhược Thủy và Thánh tử Thiên Tông. Đặc biệt là Bích Tiêu, ánh mắt của cô ta là kỳ lạ nhất. Ở Thiên Âm Các, cô ta là sư phụ của Nhược Thủy. Giờ lại gặp thêm một vị sư phụ khác, cảm giác có kỳ lạ không chứ? Triệu Bân mỉm cười. Hắn thật sự không dám nhận danh xưng sư phụ này. Hình như trước đó hắn chưa truyền dạy được cho Nhược Thủy thứ gì. Nhưng Nhược Thủy lại không nghĩ như vậy. Cô nhóc là một cô bé ngoan ngoãn mà quật cường. Quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi. Dù đã gia nhập Thiên Âm Các nhưng cô bé vẫn không quên ân sư vỡ lòng là hắn. Tiểu hữu có thể cứu được thánh nữ thật sao? Một trưởng lão nữ hỏi với vẻ thăm dò. Chắc chắn, máu kỳ lân có thể cứu được Nhược Thủy. Lão đạo áo niệm chen miệng nói. Lão ta vừa thiết lên thì Bích Tiêu và các trường là đều nhíu mày. Cơ Ngân có thành thủ kỳ lân, chuyện này cả thiên hạ đều biết, Thiên Âm Các tất nhiên cùng và rằng, nhưng chuyện mà họ không biết là máu kỳ lân có thể cứu được Nhược Thủy, nếu sớm biết như vậy thì họ đã phải người đến Thiên Tông tìm Cơ Ngân xin máu kỳ lân từ lâu rồi, bất kể là mua bằng tiền hay là đổi bằng bảo bối thì Thiên Âm Các của cô ta cùng sẽ không từ mọi giá. Sao người không nói sớm? Bích Tiêu liếc nhìn lão đạo ác niệm. Ta bị nhốt trong mộ gần nửa năm, vừa mới thoát ra được thôi. Lão đạo áo niệm tằng hắng, ta biết được sức mạnh thần kỳ của máu kỳ lân cũng từ ngôi mộ cổ đó, khi ra ngoài ta đã hỏa tốc chạy về đây cho kịp. Vậy thì ghi cho ngươi một công. Không cần ghi công đâu, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi lại nói chuyện lý tưởng đi. Được. Bích Tiêu vừa nói vừa không quên nhìn các trưởng lão. Các trưởng lão hiểu ý. Lập tức mời lão đạo áo niệm đi nói chuyện, được thôi, bọn này nói chuyện với ngươi. A, tiếng hét thảm như lợn bị thọc tiết vang lên ngay sau đó. Triệu Bân thì chẳng có gì nhưng râu chữ bát thì sợ thốn luôn. Nghe đồn mấy câu trong Thiên Âm Các ai cũng như hổ cái, giờ gặp mới thấy đúng thật. Cũng phải trách lão đạo áo niệm, không biết giữ mồm giữ miệng, dám trêu ghẹo các chủ Thiên Âm Các trước mặt mọi người, người không ăn đòn thì còn ai nữa. Vẫn là lão ta thông minh nên chỉ lén lút nhìn. Phải thừa nhận rằng mấy cô gái này rất xinh đẹp. Một lúc sau, Bích Tiêu dắt Triệu Bân vào một địa cung. Nhược Thủy đang ở đó,
lặng lẽ nằm trên một chiếc giường băng ngọc ngủ ngon lành. Kể từ tối hôm đó, đây là lần đầu tiên Triệu Bân gặp lại Nhược Thủy, không ngờ lại là trong tình huống này. Hắn lấy ra chút căn nguyên, truyền vào cơ thể Nhược Thủy, dùng căn nguyên để cảm nhận. Lão đạo áo niệm không lừa hắn, huyết mạch của Nhược Thủy thật sự có vấn đề. Đều ngủ say như nhau nhưng Nhược Thủy có phần khác với Liễu Tâm Như là đang thay đổi huyết mạch, cộng thêm việc thức tỉnh xảy ra sự cố, còn Nhược Thủy thì là do thức tỉnh gặp sự cố nên căn nguyên mới phản phệ lên cơ thể. Nếu như vậy thì việc dùng máu kỳ lân để trung hòa và khống chế sẽ là một phương pháp hay. Nhưng cũng chưa chắc có tác dụng. Huyết mạch là thứ rất kỳ bí, dù cho máu kỳ lân có công dụng thần kỳ nhưng dù sao thì nó cũng là ngoại lực. Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân Nhược Thủy. Tiểu Hữu còn cứu được không? Mích Tiêu Hội với vẻ thăm dò để thử xem. Triệu Bân gọi Tiểu Kỳ Lân ra nhóc để cùng rất hiểu chuyện, ngưng luyện ra 3 giọt máu tình nguyên. Nhìn chỉ có 3 giọt vậy thôi nhưng bên trong lại có chứa ý huẩn và tinh túy dồi dào và nó đã từng ăn tiên quả kỳ lân đấy là thành thủ sao? Mích Tiêu lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên cô ta thấy kỳ lân, thật sự không hổ danh là thánh thú có thể sánh vai với 4 đại thánh thú, chỉ là một con non thôi nhưng lại khiến cô ta cảm thấy rất áp lực, đấy cũng là sự khống chế tuyệt đối từ huyết mạch. Bên này, Triệu Bân đã truyền máu kỳ lân vào cơ thể của Nhược Thủy. Hắn còn lấy tiên lực ra, giúp Nhược Thủy luyện hóa để tránh việc máu kỳ lân quá mạnh sẽ làm tổn hại đến cơ thể của cô nhóc. Tốc độ luyện hóa của hắn rất chậm, truyền từng chút một. Nhược Thủy đang ngủ thì đột nhiên rên lên. Từ cơ thể của cô nhóc có ánh sáng tỏa ra một loại khí màu xanh nhưng lại không ổn định, nó cứ thoát ẩn thoát hiện, đến cả dị tượng huyết mạch cũng trở nên mờ ảo, đến cả Triệu Bân cũng không biết thứ được truyền lại là gì. Đừng nói gì đến hắn, ngay cả Bích Tiêu ở bên cạnh cũng không hề biết. Trên thế giới có hàng vạn huyết mạch nhưng không phải loại nào cô ta cũng từng gặp qua. Cô ta chỉ biết huyết mạch của Nhược Thủy rất kỳ lạ, đã từng nhìn lén vào căn nguyên của cô nhóc và biết nó có tiềm ẩn một loại sức mạnh bất thường, thần bí và cổ xưa. Lúc cô ta đang quan sát thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ từ bên ngoài. Mích Tiêu bất giác quay sang nhìn, đôi mày xinh đẹp hơi nheo lại, nửa đêm rồi mà ai còn đánh đến cửa núi Thiên Âm nữa. Các chủ, kẻ địch đánh đến. Bên ngoài địa cung có tiếng gọi vang lên. Mích Tiêu liếc nhìn Triệu Bân rồi ra khỏi địa cung. Đúng là địch đang đánh đến. Lực lượng của đối phương cũng không phải nhỏ, bốn bề đông như kiến, ai cũng sát khí ngút trời, bọn họ đang công đánh trận hộ thiên của Thiên Âm Các. Trong địa cung, Triệu Bân vừa liếc mắt để xem tình huống, khổ nỗi hắn không nhìn xa được như thế. Hắn dùng đại địa linh chú, sức mạnh lan rộng ra xung quanh một cách không giới hạn. Hắn đã ngửi thấy mùi ma sát, cũng ngửi thấy mùi máu tanh, và còn cả một luồng khí tức quen thuộc, Vương Dương. Không sai, là Vương Dương, chỉ có điều không phải là bản gốc mà chỉ là một thân ma. Ma quật, mắt Triệu Bân sáng lên. Nếu như do Vương Dương dẫn đầu thì nhất định là ma quật rồi. Nhưng chuyện này không hợp lý. Nhầm tính thời gian thì mấy người thương khung đã đến từ lâu, nếu họ đã biết xào huyệt của ma quật ở đâu. Vậy thì nên xử lý đám đó rồi mới đúng, lẽ nào lại có biến cố xảy ra? Hay là đã bị ma quật đánh lùi? Không đúng. Ánh mắt hắn lại sáng lên, hắn tĩnh tâm cảm nhận, trong số những người đến bao vây Thiên Âm Các, không chỉ có ma quật không thôi mà còn có một thế lực khác, đấy là oan gia cũ đi đến đâu là gặp tới đó của hắn, thi tộc. Đêm xuống, Thiên Âm Các đang hết sức hỗn loạn. Cảm giác của Triệu Bân không sai, đó đích thị là ma quật. Ngoại trừ ma quật thì còn có dấu vết của một thế lực khác chính là thi tộc. Không biết vì sao hai thế lực này lại liên thủ, cũng không biết vì sao bọn chúng lại liên thủ công phạt Thiên Âm Các, chỉ biết bọn chúng đang kéo đến như thủy triều, trận hình vô cùng lớn, rõ ràng là muốn nuốt trọn Thiên Âm Các. Thương khung, ông chạy đi đâu rồi? Triệu Bân thầm lẩm bẩm, không biết ông ta đã đi lạc hay bị giết chết rồi. Hắn thật sự muốn tìm người để hỏi. Chỉ có điều trong trận chiến với huyết ma phân thân hắn để lại ở đế đô và thành thiên thu đều đã bị hóa diệt, bây giờ muốn tìm người thì phải phái phân thân đi mới được nhưng đường xá xa xôi, chỉ có quỷ mới biết được khi nào phân thân mới đến nơi. Trong lúc hắn đang lẩm bẩm thì những tiếng gầm giống ở bên ngoài lại càng vang lớn hơn. Không cần cảm chi lực thì hắn cũng biết Thiên Âm Các đã bị bao vây. Vương Dương, lại là ngươi. Mích Tiêu đứng trên đỉnh núi quát lên một tiếng lạnh lùng vang vọng khắp vòng trời.
Nghe ý tứ trong lời nói của cô ta thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô ta gặp Vương Dương. Không chỉ có cô ta. Tất cả những người ở Thiên Âm Các đều không phải là lần đầu tiên gặp hắn ta. Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Dương tới đây. Hắn ta thường xuyên tới đây làm loạn, nhưng hôm nay trận hình còn lớn hơn bình thường, hắn ta đã kéo theo rất nhiều người, không chỉ có người của ma quật mà còn có người của thi tộc. Giao cô ta ra đây. Nếu không ta sẽ san bằng Thiên Âm Các. Ma thần Vương Dương nhếch miệng cười gian ác, nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta còn lóe lên u quang tràn đầy ma tính. Si tâm vọng tưởng. Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, tự mình chấp trưởng hộ thiên đại trận, Thiên Âm Các tràn đầy hào quang chói lọi bắn thẳng lên 9 tầng mây, tạo thành một kết giới bốn phương bao phủ Linh Sơn Thiên Âm Các. Đã cho ngươi mặt mũi mà ngươi còn không biết điều. Ma thần Vương Dương lộ ra hung quang, cuối cùng hắn ta cũng đứng dậy vung kiếm. Theo mệnh lệnh của hắn ta, bốn phía càng tấn công dữ dội, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn, sát trận, xe nỏ. Khiến thiên địa chấn động, đe dọa đến hộ thiên đại trận, đội hình kẻ địch quả thật quá khổng lồ. Đám thi tộc đang ẩn náu trong bóng tối đều là những kẻ tinh thông trận pháp. Bọn chúng âm thầm bóp méo trận văn của Thiên Âm Các để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Cùng may người của Thiên Âm Các đều hừng hực chí ý. Từ các chủ đến đệ tử, tất cả đều trong tinh thần sẵn sàng đón quân địch, nếu như kết giới bị phá thì bạn họ cùng không ngại từ chiến với đối phương. Nếu như Thiên Âm Các còn là tề tọa trấn thì ma quật cùng thi tộc sao dám làm cận như vậy. Đại trường lão Thiên Âm quát lớn một tiếng, tay cầm sát kiếm bộc phát sát khí ngập trời. Nghe xong lời này thì tất cả các trưởng lão đều thở dài. Thiên Âm Các truyền thừa đến đời này đã xuống dốc thảm thương. Nghĩ lại lúc trước còn có cường giả thiên võ tọa chấn, khắp thiên hạ không ai dám không nể mặt, đừng nói là ma quật, ngay cả Đại Hạ Thiên Tông cũng không dám lỗ mãng. Đáng tiếc, những ngày tháng huy hoàng nay còn đâu. Thế hệ này quá yếu, đến mức để cho kẻ địch đánh tới cửa. Thiên Âm Các khổng lồ lúc này tràn đầy bi thương. Có nhiều người quá. Lão già dâu chứ bát đang đứng trên một đỉnh núi cầm kính viễn vọng quan sát, có thể thấy ở bốn phương tám hướng xung quanh Thiên Âm Các tràn đầy bóng kẻ thù, ma sát mãnh liệt quay cuồng, tương liên thành thủy triều đen đáng sợ, dường như sắp nhấn chìm Thiên Âm Các. So sánh đội hình của đôi bên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Thiên Âm Các chắc chắn sẽ bị san bằng. Một hồi lâu sau mới thấy lão đạo áo niệm lên đến nơi, mặt mũi bầm dập, mắt sưng vù như gấu trúc, toàn thân in hằn nhiều dấu chân. Rõ ràng là đã bị các nữ trưởng lão đánh không nhẹ. Mà lão ta dường như cũng đã quen với điều đó. Mỗi lần trở về Thiên Âm Các thì lão ta đều sẽ bị đánh mất một lúc, cho dù không có lý do đánh thì Thiên Âm Các cũng sẽ tìm cho bằng được một lý do, dù sao bọn họ đã muốn đánh thì chạy cũng không thoát. Thời gian càng trôi qua thì cũng sẽ thành thói quen thôi. Trêu ghẹo thích lắm cơ mà, lão già dâu chữ bát liếc nhìn lão già kia, sau đó lại liếc nhìn ra xa. Người như lão đạo áo niệm này đúng là nên thường xuyên bị đánh. Người thì làm gì biết lạc thú là gì, lão đạo áo niệm bất mãn nói rồi cũng cầm lấy kính viễn vọng, không ngừng lầm bầm, sớm muộn gì lão phu cũng thu phục hết mấy lão nương đó. Người mà Vương Dương đang nhắc tới là ai, lão già dâu chữ bát hỏi. Còn có thể là ai nữa? Nhược Thủy đó, lão đạo áo niệm nói, hắn ta đang muốn có huyết mạch của Nhược Thủy. Ý đồ hay lắm. Lão già dâu chữ bát ý vị thâm trường nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tối nay Thiên Âm Các sẽ bị san bằng. Nhưng trùng hợp làm sao, tối nay thật sự có chuyện bất ngờ xảy ra, đó chính là sự xuất hiện của Thánh tử Thiên Tông. Cái tên đó không phải là người thường, ngay cả huyết ma cũng có thể đánh diệt, có thể nói những chuyện trước mắt bây giờ đều là những chuyện nhỏ, nếu như không có cường giả thiên võ xuất hiện thì không ai có thể đánh bại hắn. Nói đến Triệu công tử. Đúng là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận chiến bên ngoài đang diễn ra hết sức kịch liệt nhưng bên trong địa cung lại hết sức yên tình, tiên lực của hắn đã bao phủ toàn thân Nhược Thủy, trợ giúp Nhược Thủy luyện hóa máu kỳ lân. Hắn không dám liều linh chi dung nhập máu kỳ lân rất chậm rãi, máu kỳ lân rất hữu dụng, không chỉ ngăn chặn căn nguyên phản phệ mà còn giúp Nhược Thủy điều hòa huyết mạch nguồn năng lượng thần bí chạy khắp cơ thể Nhược Thủy diễn hóa ra dị tượng huyết mạch. Mà dị tượng lại càng lúc càng trở nên rõ ràng, nếu như không có chuyện gì bất ổn xảy ra thì Nhược Thủy hoàn toàn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Ngao, ngao, tiểu kỳ lân cũng ở đó, đang chạy nhảy xung quanh địa cung.
lúc Triệu Bân quay đầu nhìn lại thì thấy nó đã đào ra trên mặt đất một cái hố lớn. Có bảo bối sao? Triệu Bân lẩm bẩm, mở thiên nhãn nhìn chằm chằm về phía đó. Bên dưới địa cung thật sự có càn khôn, chỉ có điều thiên nhãn của hắn đã bị hạn chế bởi vì bên dưới có một nguồn năng lượng thần bí che lấp không cho thiên nhãn nhìn lén, nhưng thứ có thể khiến cho Tiểu Kỳ Lân hào hứng như vậy thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Răng rắc, rất nhanh liền có thanh âm vỡ vụn vang lên. Tiểu Kỳ Lân đã đào ra một cái hố sâu rồi nhảy vào. Triệu Bân dò xét hồi lâu nhưng cũng không ngửi được mùi của bảo bối. Bên dưới chắc chắn còn có bùa che lấp ngăn cản cảm chi lực. Triệu Bân không nhìn về phía đó nữa mà nhìn về phía lối vào địa cung, đã có người tiến vào địa cung nhưng không phải là người của Thiên Âm Các. Hiển nhiên là có người ngoài đột nhập. Đột nhập vào đây chắc chắn không phải để đi dạo mà là để bắt cóc. Bắt cóc ai? Tất nhiên là bắt cóc Nhược Thủy. Trong lúc hắn đang quan sát thì cổng địa cung đã mở ra, sau đó có một thân ảnh màu đen bước vào. Đó là một lão già mặc áo choàng đen, chiến lực không biết có mạnh hay không nhưng thân thủ thì hết sức nhanh nhẹn khiến cho ngay cả Triệu Bân cũng không khỏi thổn thức. Hửm! Nhìn thấy Triệu Bân, lão già áo đen vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở đây ngoài thánh nữ Thiên Âm thì vẫn còn có người khác. Tiền bối, rảnh rỗi vậy, Triệu Bân nói nhưng không thèm nhìn lão ta, chỉ chuyên tâm luyện hóa máu kỳ lân. Ngươi là ai? Lão già áo đen cau mày hỏi. Vô danh tiểu tốt, Triệu công tử thản nhiên đáp. Vậy thì để lão phu đích thân tới xem thử, lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức xông tới. Triệu Bân không hề nhúc nhích, chỉ dùng hồn ngữ lôi. Lão già áo đen không kịp trở tay, bị hất tung chỉ bằng một đòn. Phụt! Huyết quang hiện ra, đỏ tươi chói mắt. Lôi điện màu vàng, lão già áo đen giật mình, dường như đã nhận ra thân phận của Triệu Bân. Khắp tứ hải bát hoang chỉ có Thánh Tử Thiên Tông là có lôi điện màu vàng, mới ngay lập tức, quay nguyên nhân chính là vì nhận ra cho nên lâu ta đầu bỏ chạy, Cư Ngân là một kẻ tàn nhẫn, lão ta không thể đánh thắng được, cũng không có gan khiêu khích hắn, lão ta cảm thấy rất kỳ quái, chẳng phải Cư Ngân đang ở Thiên Tông hay sao, sao tự dưng hắn lại chạy đến Thiên Âm Các. Vèo! Thân thủ của lão ta thật sự rất nhanh, trong nháy mắt đã nhảy ra khỏi địa cung. Tuy nhiên, huyền hoàng khí của Triệu công tử còn nhanh hơn lão ta, trong lúc hắn dùng hồn ngự lôi thì hắn cũng đã dùng hồn ngự huyền hoàng khí ngưng tụ thành một luồng kiếm khí đuổi theo lão già áo đen chém ra ngoài. Huyết quang lại hiện ra. Lão già áo đen cảnh giới chuẩn thiên bị kiếm khí chém đứt xương sống. Thế mà lão ta vẫn đang di chuyển, vẫn rất muốn chạy khỏi đây. Nhưng Triệu công tử là ai, làm sao hắn có thể cho lão ta cơ hội đó được? Hắn dùng hồn ngự kiếm. Kiếm Long Uyên phóng ra ngoài như một tia sáng vàng đâm thẳng vào người lão già áo đen khiến cho lão ta thét lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống trong vũng máu. Đây chính là sức mạnh của Thánh Tử Thiên Tông, hắn thậm chí không cần nhúc nhích mà đã có thể giết chết được một cường giả chuẩn thiên. Người của Thiên Âm Các đều đang ở tiền tuyến, không biết trong địa cung đang xảy ra chuyện gì, bọn họ cho rằng ở đó đã có Thánh Tử Thiên Tông bảo vệ thì sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Triệu Bân hóa ra phân thân. Bảo phân thân lôi lão già áo đen trở lại địa cung. Ông là người của thế lực nào? Triệu Bân lãnh đạm nói. Muốn giết cứ giết, lão già áo đen rú lên, lão ta cũng là một đại hán tử. Triệu Bân không nhiều lời, ngay lập tức đặt tay lên đỉnh đầu của lão ta rồi thi triển thuật soát hồn. Sau khi soát hồn thì hắn liền cau mày. Lão ta không phải người của ma quật cũng không phải người của thi tộc mà là người của gia tộc Công Tôn. Chính là gia tộc Công Tôn ở Nam Vực. Lúc trước, hắn đã từng bắt cóc thiếu chủ của gia tộc Công Tôn là Công Tôn Minh, đòi được tiền chuộc 100 vạn lượng, nhưng đó cũng không phải là chủ ý của hắn, là do Công Tôn Minh tìm hắn gây phiền toái trước. Bí pháp thiên nhãn truy tung mà hắn có bây giờ cũng chính là cướp được của Công Tôn Minh. Hắn không ngờ gia tộc Công Tôn lại dám phái người vào địa bàn đại hạ lén lút hành sự. Lão già áo đen sau khi bị soát hồn thì đã chết bất đắc kỳ tử. Triệu Bân lại sử dụng đại địa linh chú hướng ra bên ngoài để cảm nhận tình hình xung quanh. Lần này hắn đã cảm nhận được thế lực thứ ba, ngoại trừ ma quật cùng thi tộc thì ở đây còn có cường giả của gia tộc Công Tôn. Cẩn thận cảm nhận thêm lần nữa, hắn lại phát hiện ra thế lực thứ tư, chính là Cát gia ở Nam Vực. Lại xuất hiện thêm một oan gia trong trận đấu giá tại thành Liệt Hòa ở Nam Vực, thiếu chủ Cát gia Cát Dương đã bị hắn cùng Nhan Như Ngọc hàm hại. Sau đó lại bị nữ soái Xích Diễm hàm hại thêm lần nữa, chuyện đó cho đến nay vẫn còn được lan truyền rộng rãi,
Triệu Bân lầm bầm lúc trước hắn đến núi Địa Long thì gặp phải thi tộc, Nhật Quốc, Huyết Ti Môn cùng tộc Hỏa Long, bây giờ hắn đến Thiên Âm Các cũng không được yên ổn, đụng phải bốn thế lực lớn, trong đó có hai thế lực còn đến từ Nam Vực, chỉ vì muốn tranh đoạt huyết mạch đặc biệt của Nhược Thủy mà bọn chúng đã gây ra động tình quá lớn. Bây giờ hắn đã có chút hiểu được tại sao mấy người Thương Khung không muốn thu phục ma quật, cũng không phải là không muốn mà là rất có thể sẽ không thu phục nổi. Đánh nhau với một ma quật thì không thành vấn đề, nhưng nếu như vậy cũng sẽ động đến thi tộc, gia tộc Công Tôn và Cát gia tham chiến, đến lúc đó đội hình một đánh bốn lại là vấn đề khác. Cho nên mới nói ma quật khác với bốn dòng truyền thừa còn lại. Nếu như muốn hợp nhất cả ma quật thì không thể không đổ máu. Vèo. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì lại có thêm một thân ảnh khác nhảy vào địa cung. Lần này không phải là người của gia tộc Công Tôn mà là người của Cát gia, cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật, mặc một chiếc áo choàng màu tím che kín mặt mũi, thân thủ thậm chí còn nhanh hơn lão giả áo đen trước đó. Chẳng qua kẻ này đã lẻn vào Thiên Âm Các chậm hơn lão giả áo đen trước đó một bước. Kẻ này cũng không đến đây để đi dạo mà là đến để bắt cóc Nhược Thủy, tình cờ lại đụng phải Triệu công tử, sau đó thái độ liền kinh ngạc giống y hệt lão giả áo đen trước đó. Chẳng phải Thiên Âm Các chỉ có phụ nữ thôi hay sao? Sao ở đây lại có đàn ông? Tiền bối, rảnh rỗi vậy. Triệu Bân lặp lại câu đó một lần nữa. Nhưng khác với lúc nãy, lần này hắn đã vũ động kiếm Long Uyên ngay trong lúc nói, thậm chí còn dùng hồn ngự huyền hoàng khí cùng thiên lôi cùng một lúc khiến cho kẻ mặc áo tím giật mình thon thót. Đây là thiên lôi. Đây là kiếm Long Uyên. Đây là huyền hoàng khí. Tất cả đều là vật của Thánh tử Thiên Tông. Vậy thì người này chính là Cơ Ngân. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Tại sao Cơ Ngân lại ở Thiên Âm Các? Nếu như hắn đã xuất hiện ở đây thì hậu quả sau đó sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Ông! Kiếm Long Uyên phóng tới nhanh như chớp. Kẻ mặc áo tím không dám đánh, chỉ phi thân bỏ chạy. Thân thủ của kẻ này thật sự rất huyền ảo, kiếm Long Uyên nhanh như vậy nhưng cũng chỉ có thể đâm vào khoảng không. Thiên lôi đến sau cũng không đánh trúng được mục tiêu nhưng huyền hoàng khí thì đã rạch ra được một vết thương lớn trên cánh tay của kẻ đó. Tiền bối, không đi được đâu. Triệu Bân lạnh lùng nói, dùng lực huyết mạch ngưng tụ thành một luồng kiếm quang màu vàng, một kiếm chém bay kẻ mặc áo tím, sau đó còn không chờ kẻ đó đứng ổn định thì thiên lôi, kiếm Long Uyên cùng huyền hoàng khí đã đồng loạt phóng tới đâm chết kẻ đó. Kẻ mặc áo tím chết trong buồn bực. Y hùng hổ xông vào đây muốn bắt người cuối cùng lại bị người khác giải quyết một cách nhanh gọn, thậm chí Cơ Ngân còn không cần nhúc nhích để có thể giết chết y. Mới vài ngày không gặp, cái tên này rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào rồi? Còn có kẻ nào không? Triệu Bân lẩm bẩm, liếc nhìn lối vào địa cung. Cả gia tộc Công Tôn và Cát gia đều đã phái người đến, nói không chừng sau đó thi tộc cùng ma quật cũng sẽ phái người đến đây. Nhưng hắn chờ một lúc lâu cũng không thấy hai thế lực kia phái người đến. Lúc này, Tiểu Kỳ Lân đã nhảy ra khỏi cái hố mà nó đào, hơn nữa trong miệng còn ngậm theo một khối tinh thạch. Tinh thạch tỏa sáng rực rỡ thắp sáng bốn phía, còn có tiên khí bao phủ trông hết sức bất phàm. Tiên tinh băng ngọc. Triệu Bân vừa nhìn thấy nó thì hai mắt đã sáng lên, hắn đã từng nhìn thấy thứ này trong thiên thư huyền môn, đó chính là vật của tiên gia, chỉ có thể được tạo ra ở tiên giới, không ngờ nay lại xuất hiện tại Thiên Âm Các ở nhân gian. Đây là một bảo bối tốt. Có thể bồi dưỡng ý uẩn, chính là tiên vật hiếm có. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân nuốt tiên tinh băng ngọc vào rồi nhảy qua nhảy lại. Triệu Bân dường như có thể hiểu được tiếng kêu của nó, cũng chính vì hiểu được cho nên hai mắt lại càng sáng lên, phía dưới địa cung còn có tiên tinh băng ngọc, chuyện này khiến cho hắn nghi ngờ rằng bốn thế lực tới đây không chỉ vì Nhược Thủy mà còn vì tiên tinh băng ngọc. Tiểu Kỳ Lân lại nhảy xuống, có thể nghe thấy tiếng leng keng phát ra phía dưới. Triệu Bân làm như không nghe thấy. Nếu không phải đang bận luyện hóa máu Kỳ Lân thì hắn còn muốn nhảy xuống đó tầm bảo. Theo như Tú Nhi thấy thì Thiên Âm Các này cũng thật rộng rãi, không để lại người nào ở đây canh chừng. Chắc là bọn họ không biết Triệu Bân cùng với Tiểu Kỳ Lân là hai tên nhóc vô cùng tham lam. Không lâu sau thì Tiểu Kỳ Lân đã nhảy ra ngoài, trong miệng còn ngậm thêm một khối tiên tinh băng ngọc cực lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến cho mắt chó của người nào đó như muốn lòi cả ra ngoài. Một khối tiên tinh băng ngọc lớn đến như vậy chính là một bảo bối vô giá. Tiểu Kỳ Lân rất thông minh, nó nhét tiên tinh băng ngọc vào trong chiếc nhẫn ma rồi lại nhảy vào trong hố. Sau đó lại nghe thấy tiếng leng keng vang lên. Trên đỉnh núi,
Bích Tiêu, các chủ Thiên Âm Các đột nhiên cau mày. Sao vậy? Đại trưởng lão đứng bên cạnh liền hỏi. Có dự cảm không lành, Bích Tiêu lẩm bẩm. Vừa nghe lời này thì đại trưởng lão đã ho khan một tiếng, dự cảm này có phải đã đến chậm quá rồi hay không, kẻ địch đã đánh tới cửa mới dự cảm được. Để Cơ Ngân ở lại trong địa cung sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, Bích Tiêu nhỏ giọng nói. Đường đường là thánh tử Thiên Tông mà còn có thể trộm bảo vật của Thiên Âm Các ta hay sao, đại trưởng lão cười nói. Câu này, nói hay lắm. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Tốt xấu gì thì hắn cũng là thánh tử Thiên Tông, sao có thể trộm đề của người ta chứ? Nhưng Tiểu Kỳ Lân có ăn trộm hay không thì cũng khó nói đánh, đánh cho tả tiếng gầm sống của Dương Dương vang vọng trong gem đen. Không cần hắn ta lên tiếng thì thế lực tứ phương cũng đã xông lên mãnh liệt, có kẻ muốn huyết mạch đặc biệt, có kẻ muốn tiên tinh băng ngọc, tất cả đều ra sức đánh phá Thiên Âm Các để cướp đoạt bảo vật. E rằng chống đỡ không được bao lâu. Các trưởng lão của Thiên Âm Các đã nói câu này rất nhiều lần. Bích Tiêu không nói gì, cô ta chấp trưởng vị trí trung tâm của đại trận, tự biết chuyện Thiên Âm Các bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như thật sự muốn sống mái với kẻ thù thì nội tình của Thiên Âm Các vẫn còn kém rất nhiều, nói ra lại hổ thẹn với tổ tông. Đừng sợ, có lão phu ở đây. Lão đạo áo niệm quát lên một tiếng hết sức phong độ. Mọi người nghe đến đây thì hai mắt đều xếch lên, trong số những người ở đây thì lão là người yếu nhất, còn đứng đó gào to cái gì chứ? Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Lão già râu chữ bát vuốt râu, bộ dáng trông hết sức vững vàng. Đừng lo, chúng ta có thánh tử Thiên Tông, đợi đến khi hắn ra mặt thì kẻ thù sẽ biết thế nào là bá thiên tuyệt địa. Ngươi nói xem, dùng tên của thánh tử Thiên Tông hù dọa bọn chúng thì có tác dụng không? Lão đạo áo liệm hỏi lão già râu chữ bát. Trời cao hoàng đế xa, ai để ý đến lời hù dọa của ngươi chứ? Lão già râu chữ bát xua tay nói. Đây chính là sự thật. Nếu như chỉ cần hù dọa bằng tên tuổi là được thì trên đời đã không xảy ra chiến loạn nhiều như vậy. Tại địa cung, Triệu công tử vẫn đang chuyên tâm luyện hóa máu Kỳ Lân, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang cái hố mà Tiểu Kỳ Lân đào, mỗi lần hắn nhìn sang thì lại thấy Tiểu Kỳ Lân ngậm ra một khối tiên tinh băng ngọc lớn nhỏ khác nhau. Tiểu Kỳ Lân hết sức nhiệt tình chạy tới chạy lui. Muốn lấy tiên tinh băng ngọc cũng không khó. Cái khó chính là trong lúc lấy tiên tinh băng ngọc phải né tránh được cấm chế, đòi hỏi kỹ thuật cao. Cũng may nó đi theo Triệu công tử đã lâu cho nên cũng học được không ít kỹ năng trộm cắp. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới dừng tay. Ba giọt máu Kỳ Lân đã được luyện hóa xong. Nhược Thủy mặc dù vẫn còn đang say ngủ nhưng đôi má tái nhợt đã hồng hào trở lại, hơi thở ổn định hơn, dị tượng huyết mạch cũng tiến hóa rõ ràng. Xem như đã vượt qua cửa ải khó khăn. Không bao lâu sau cô bé sẽ tỉnh lại. Huyết mạch lột xác, khí lực niết bàn. Triệu Bân nhanh chóng ngồi xổm trước cái hố mà Tiểu Kỳ Lân đào, cúi đầu nhìn vào bên trong. Đúng như hắn dự đoán, bên dưới quả nhiên có rất nhiều bùa che lấp, nếu không thì bảo vật bên trong nhất định sẽ lộ ra ngoài. Tiên tinh băng ngọc được khảm vào lòng đất, Tiểu Kỳ Lân đang đào ra từng mảnh, đến hơn nửa đêm cũng không còn lại được bao nhiêu. Hắn lên tiếng gọi Tiểu Kỳ Lân. Không thể tiếp tục trộm nữa, cũng phải trừ lại cho người ta một ít. Tiểu Kỳ Lân kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi hố. Nó nuốt khối tiên tinh băng ngọc trong miệng vào bụng, sau khi luyện hóa thì tinh thần cũng bừng bừng sảng khoái. Nhưng cho dù nó có ăn nhiều thêm cũng vô dụng. Tiên tinh này vô dụng đối với thánh thú cùng thần thú, nhưng đối với võ tu thì lại là một chuyện khác. Như Triệu công tử nếu như nuốt rồi luyện hóa tiên tinh băng ngọc thành công thì nói không chừng còn có thể đột phá cửa ải cuối cùng. Xem đi, lần này hắn đến Thiên Âm Các cũng không vô ích. Sau khi nhìn quanh lần cuối hắn mới xoay người rời khỏi địa cung. Chiến cục bên ngoài vẫn đang diễn ra hết sức kịch liệt. Nếu như không có hắn trợ chiến thì Thiên Âm Các chắc chắn sẽ bại trận. Ôi trời, tiểu tổ tông của ta rốt cuộc cũng đã ra rồi, nhìn thấy Triệu Bân. Lão già râu chữ bát hết sức kích động. Nếu như hắn còn không xuất hiện thì hộ thiên đại trận chắc chắn sẽ bị phá, đạo hạnh nông cạn như lão ta chắc chắn sẽ hy sinh đầu tiên. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ cầm lấy kính viễn vọng quan sát biển người bên ngoài, phát hiện ra ma thân Vương Dương ở trong đó, đúng là vẫn có được vài phần chân truyền của chân thân, thần thái cùng khí uẩn đều không khác nhau là mấy. Quả nhiên là cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân lẩm bẩm. Lúc trước cảm giác không rõ ràng nhưng bây giờ thì khác, ma thân Vương Dương kia là cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật,
ngay cả ma thân còn có tu vi bậc này thì chân thân chắc chắn cũng là cường giả chuẩn thiên. Luận chiến lực thì có lẽ Vương Dương không bằng hắn. Nhưng luận tốc độ thăng cấp thì cái tên đó thăng cấp nhanh hơn hắn rất nhiều. Hắn mới đạt tới cảnh giới địa tạng định phong mà đối phương đã vượt qua hắn một bước, muốn giết chết đối phương xem ra cũng phải lao lực khá nhiều, nhưng dù lao lực cách mấy thì hắn cũng sẽ giết chết Dương Dương. Ngày trước sở về Dương Dương, đọc Bích Tiêu, nơi này đã bị vây chặt rồi, cô còn cố chấp gì nữa, từ bên ngoài núi truyền đến tiếng cười gian ác. Đó là tiếng cười của nhị trường là ma quật, tiếng cười nghe có chút khái mà trong đôi mắt già nua của lâu ta còn lệ ra sự tà dâm. Bên ngoài vẫn còn có rất nhiều kẻ khác cũng giống như lão ta. Các chủ thiên âm các là báu vật nhân gian, phàm là kẻ yêu thích cái đẹp đều không có lý do gì để không thèm muốn. Hơn nữa, các nữ trưởng lão cùng đệ tử của thiên âm các đều rất xinh đẹp, nếu như bắt về hưởng lạc thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Muốn chiến thì cứ đến đây, Bích Tiêu hừ lạnh quát. Các chủ không sợ chiến, mấy trưởng lão cùng đệ tử cũng không sợ chiến. Chống đỡ. Không quan sát nữa, Triệu Bân một mình xuống núi. Các trưởng lão của thiên âm các thấy vậy thì tất cả đều hít sâu một hơi, Thánh Tử Thiên Tông chuẩn bị hành động, thiên âm các của bọn họ đã được cứu rồi. Ngay cả trăm vạn đại quân cũng không thể làm gì được cơ ngân thì tình hình bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Triệu Bân như một bóng ma lẻn ra khỏi thiên âm các từ một phía. Hắn sẽ sử dụng đấu pháp cũ, đánh thi tộc đầu tiên, diệt được một tên thi tộc tức là đã diệt được ba kẻ thù bởi vì sở trường của bọn chúng là điều khiển thi khôi, trong những thời điểm quan trọng thì bọn chúng rất nguy hiểm. Hắn mở thiên nhãn, nhìn thẳng lên một đỉnh núi. Cường giả thi tộc đều đang ở đó, khung cảnh hết sức thanh nhàn, bọn chúng để thi khôi xông ra chiến tuyến còn mình thì ở trên đỉnh núi nhàn nhã vừa uống rượu vừa quan sát. Chờ đến khi kết giới của thiên âm các bị phá thì bọn chúng sẽ xông vào trước tiên để cướp đoạt chiến lợi phẩm. Tất cả huyết mạch đặc biệt, tiên tinh băng ngọc, mỹ nữ thiên âm các. Bọn chúng sẽ cướp cho bằng hết. Vèo. Triệu Bân chậm rãi cầm theo kiếm độn thổ, tiếp cận ngọn núi. Có lẽ là do đại chiến quá kịch liệt, cũng có lẽ là do hắn ẩn nấp quá kín cho nên đám cường giả thi tộc không hề để ý, cũng không hề biết rằng mình sắp phải chết rất thê thảm. Dưới nền đất. Triệu công tử đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tất cả cường giả thi tộc tụ tập ở đây đều đang nhàn nhã vừa uống rượu vừa thưởng thức đại chiến, cười nói đùa giỡn hết sức sảng khoái. Chính là ở đây, Triệu Bân dùng kiếm đâm thẳng vào nền đất, triển khai thiên lôi trận. Ở đây có đông người thế này, tất nhiên là phải dùng đến đại chiêu quần công. Với nội tình hiện giờ của hắn thì thiên lôi trận mà hắn triển khai hoàn toàn không phải chuyện đùa, từng luồng lôi điện từ bên dưới lòng đất đánh lên. Mỗi một luồng đều vô cùng uy lực, sắc bén bá đạo, tất cả những kẻ đứng trong phạm vi công phạt đều phải gánh chịu tai ương. Né tránh. Thủ lệnh thi tộc kinh hãi, phi thân bỏ chạy đầu tiên. Đám thi tộc còn lại cũng run rẩy, không còn phong độ ung dung như trước nữa. Phút, phút, ngay lập tức máu tươi đã phun ra trời mắt. Có kẻ tránh được nhưng cũng có kẻ tránh không được, bị lôi điện đánh thành thịt nát ngay tại chỗ. Đến đây nào các bảo bối. Trong chớp mắt. Triệu Bân phóng ra nhanh như gió, lướt qua đám người trong bóng tối. Hắn lướt tới đâu thì nơi đó sẽ có người ngã xuống, tim bị xuyên thủng, đầu bị chặt đứt. Cảnh tượng thê thảm vô cùng, có rất nhiều kẻ còn chưa kịp đứng vững thì đã bị tiễn xuống hoàng tuyền. Đây không phải là đại chiến mà là tàn sát từ một phía. Triệu Bân rất có tiềm năng làm sát thủ, liên tục ra chiêu tuyệt sát, lợi dụng tình cảnh hỗn loạn để lấy mạng kẻ thù. Chỉ trong vài khắc đã có không biết bao nhiêu cường giả bị giết chết. Ực, các trưởng lão của thiên âm các đang nhìn về phía này đều âm thầm nuốt nước miếng. Lão đạo áo niệm lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Bân đại triển thần uy thì cũng giật giật khóe miệng. Tên nhóc này thật sự chỉ có cảnh giới địa tạng thôi hay sao? Chiến lực của hắn đáng sợ quá, ở bên kia có rất nhiều cường giả thi tộc đã bị một mình hắn giết chết. Như này thì có đáng gì? Lão già râu chữ bát nhếch miệng cười không ngừng. Lão ta đã từng chính mắt nhìn thấy Triệu Bân quyết đấu với huyết ma, trận chiến đó mới chính là sóng to gió lớn, đám thi tộc này chẳng qua chỉ là lạch nước nhỏ dưới khe ngầm mà thôi. Không có thiên lôi cũng không thi triển kỳ lân hóa mà chiến lực vẫn đáng sợ thế sao, Bích Tiêu lẩm bẩm, thân là sư phụ của Nhược Thủy nhưng cô ta cũng tự nhận ra mình không thể sánh được với Triệu Bân, nếu như hắn thi triển hết thực lực thì không ai có thể áp chế được hắn ngoại trừ cường giả thiên võ. Thiên âm các đã nhận ra động tĩnh thì các thế lực khác như gia tộc Công Tôn, Cát Gia và Ma Quật cũng như vậy,
bọn chúng đều đồng loạt ngước mắt lên nhìn đỉnh núi nơi thi tộc đang ẩn thân rồi nhận ra dường như đồng minh của mình đang bị kẻ khác đánh giết. Thi khôi trên chiến trường cũng lần lượt ngã xuống, đỉnh núi nơi thi tộc ẩn thân cũng máu chảy thành sông, tiếng thét gào vang đầy trời. Là ai? Có rất nhiều người cầm lấy kính viễn vọng cố gắng căng mắt nhìn về phía đó nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ lướt qua bóng đêm giống như thần chết đang đi thu gặt sinh mạng của cường giả thi tộc. Mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ một người mà có thể khiến cho thi tộc thương vong thảm trọng, hoàn toàn có thể đoán được nội tình của người đó đáng sợ đến cỡ nào. Ở đâu lại xuất hiện một người mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là viện quân? Hay đó chính là nhân tình của các chủ thiên âm các từ xa đến đây diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân? Hợp lực chiến đấu. Cường giả gia tộc Công Tôn quát lớn, ngay lập tức xông về hướng đó. Ngoài ra còn có người của Cát gia và Ma Quật cũng đã xông lên, yếu nhất là Và Tu Địa Tạng. Bạn chúng có thể giết được viện quân hay không thì tạm thời chưa nói tới, nhưng tất cả đều muốn xem người kia là ai mà lại có lá lớn như vậy, gan dám nhưng chân vào vùng bùn này. Cùng được lắm. Nhìn thấy có không ít người đã xông tới, Triệu Bân lại phóng ra ngoài giống như một luồng sáng vàng xuyên qua bầu trời. Chạy đi đâu, thế lực tứ phương quát lớn, có kẻ dùng bùa phi hành, có kẻ dùng thú cưỡi. Ngay lập tức đuổi theo. Thể ánh sáng. Không đợi thế lực tứ phương khai công, Triệu Bân đã thi triển bí pháp ánh sáng. Ngay lập tức, hắn dường như đã hóa thành một vầng thái dương tỏa ra ánh sáng chói lòa. Hự. Tất cả những kẻ đuổi theo trên không trung đều bị lóa mắt, không còn nhìn thấy gì nữa. Thuộc tính ánh sáng cực kỳ hiếm gặp, không có nhiều người thi triển được bí pháp này, thiên hạ đều biết chỉ có Sở Vô Xương cùng Thánh Tử Thiên Tông mới có thể thi triển được bí pháp này, vậy người này nhất định là Cơ Ngân. Trong chớp mắt tất cả đều nháo nhào lên. Sao có thể là Cơ Ngân, sao Cơ Ngân lại đến Tây Nhạc? Cơ Ngân! Ở phía xa, Ma Thần Vương Dương nhìn thấy cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn ta suýt chút nữa đã bị Cơ Ngân tiêu diệt đến hai lần, không ngờ bây giờ lại gặp lại ở Thiên Âm Các. Ma thân nhìn thấy thì chân thân tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Nửa năm. Hắn ta đã ngủ đông nửa năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Đã đến Tây Nhạc rồi thì đừng mong về nữa. Chân thân Vương Dương nhếch miệng cười gian ác, muốn đích thân đến xử lý Cơ Ngân. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân vừa quát lớn vừa vung kiếm chỉ xuống dưới. Đây là đấu pháp thường dùng của hắn, sau khi thi triển thể ánh sáng thì liền thi triển đại chiêu quần công, thừa dịp trạng thái của đối phương không tốt để gây sát thương nhiều nhất có thể, giết chết địch thủ càng nhiều càng tốt. Keng, keng! Hắn vừa dứt lời thì kiếm minh đã vang lên đầy trời. Từng luồng kiếm khí màu vàng rực rỡ xuất hiện đầy trời giống như mưa kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm uy sắc bén mang theo kiếm ý đáng sợ ma sát với không khí, tạc ra trên không trung hàng ngàn tia lửa. Phụt, phụt, kiếm quang đầy trời chạm xuống, máu tươi phun lên chói mắt. Đám người cùng thủ cười bị lóa mắt bởi thể ảnh sáng lúc trước còn chưa kịp đứng vững thì đã bị chém thành thịt nát, máu thịt văng tứ tung, người cùng với thú cười đều lần lượt rơi xuống đất trong vùng máu chiến lực mạnh quả. Người của Thiên Âm Các thấy vậy thì đều run rẩy. Đại chiêu quần công thi triển ra uy lực đáng sợ như vậy thì cũng có thể thấy được nội tình của Cơ Ngân hùng hậu đến cỡ nào, phải biết rằng đám cường giả vây công yếu nhất cũng là cảnh giới địa tạng đỉnh phong nhưng bây giờ tất cả đều đã trở thành những trái dưa hấu bị ngự kiếm phi tiên của Thánh Tử Thiên Tông chém nát. Cơ Ngân! Tiếng gầm giống vang lên, ma thân Vương Dương nghịch thiên xông đến. Mặc dù chỉ là ma thân nhưng khí thế cũng hết sức đáng sợ, ma sát quanh thân mãnh liệt quay cuồng. Khí tức cường giả chuẩn thiên bộc phát cuồn cuộn như biển, mà đây mới chỉ là ma thân, nếu như chân thân xuất hiện thì không biết còn khủng khiếp đến mức nào. Giống. Ma thân Vương Dương đánh ra một trưởng hóa thành ma long gầm giống bay lên trời. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, truyền tiên lực xuống lòng bàn chân, tung ra một cước giẫm nát ma long. Chết đi. Ma thân Vương Dương nhếch mép, xuất kiếm đâm thẳng lên trời. Lời đe dọa của hắn ta rất có cơ sở. Đường kiếm này đáng sợ tới mức khiến cho Bích Tiêu cũng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy, cường giả chuẩn thiên bình thường nếu như tránh không được thì chắc chắn sẽ bị đâm chết, cho dù là cô ta cũng phải bị thương nặng, ma thân này xem ra còn mạnh hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Keng! Triệu Bân khép hai ngón tay lại, thi triển Chu Tiên Quyết từ trên trời giáng xuống. Tiếng kim loại va chạm vang lên, sau đó tạc ra ánh lửa lớn trên không trung.
Đường kiếm bá đạo của ma thân vương dương đụng phải chu tiên quyết của Triệu Bân liền mất đi kiếm uy trong chớp mắt, ngay cả ma thân vương dương cũng phải lảo đảo lui về phía sau rồi phun ra máu tươi giàn giụa, mỗi bước lui đều khiến cho hư không chấn động. Ngươi gánh không được thì bảo chân thân đến đây. Triệu Bân lãnh đạm nói, thiên thủ đại la lại từ trên trời giáng xuống. Ma thân vương dương kêu rên, bị thiên thủ đại la chấn áp đến mức hai chân gập lại phát ra tiếng răng rắc, xương cốt toàn thân đều nứt gãy. Cường giả chuẩn thiên thì thế nào, dù sao hắn ta cũng không phải chân thân, so sánh nội tình với Triệu Bân thì hắn ta vẫn còn kém tận mấy bậc. Triệu Bân nâng tay tung ra thêm một chưởng thứ hai, khí thế cường đại, nặng như núi cao chấn xuống. Ma thân vương dương còn chưa kịp đứng vững thì đã bị chưởng thứ hai ép quỳ xuống, cho dù ma sát mãnh liệt dâng lên cũng không thể gánh nổi thiên thủ đại la, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Đều chậm rãi nứt vỡ. Đợi ta tới nhất định sẽ giết chết người. Hai mắt ma thân dương dương để ngầu, lệ ra vẻ đai ton. Trên thực tế, câu này là do chân thân dương dương nói ra, hắn ta đang trên đường tới đây. Ta chờ người. Hắn đã bị thương rồi, mau đồng loạt xông lên tiêu diệt hắn. Đám đông quát lên dữ dội, một lần nữa vây công. Thừa nước đục thả câu mới là đạo lý đúng nhất. Ánh mắt Triệu Bân tràn đầy khinh miệt. Bị thương, hừ. Hắn quả thực đã bị thương nhưng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hắn có trường sinh quyết chống đỡ, không vết thương nào có thể làm khó được hắn, nếu như không phải một kích tuyệt sát thì căn bản không thể nào uy hiếp được hắn. Thiên địa hết sức hỗn loạn. Đại chiến vô cùng bi thảm, máu chảy thành sông. Thánh tử Thiên Tông vô cùng khí phách, tắm mình trong biển máu, một mình chiến đấu với hàng trăm cường giả nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong. Làm gì vậy? Thi triển kỳ lân hóa đi chứ. Trên đỉnh núi, lão già dâu chữ bát nhảy dựng lên. Thi triển chứ, hắn chắc chắn sẽ thi triển kỳ lân hóa nhưng không phải lúc này. Kỳ lân hóa phải để dành cho chân thân vương dương. Kẻ đó tu luyện bất diệt ma thân quyết, muốn giết cũng rất lao lực. Để tránh cho vương dương chạy thoát, vẫn cần để lại một số quân bài tẩy. Keng, các chủ thiên âm các, bích tiêu, rút kiếm rồi giết ra nhanh như chớp. Đi cùng với cô ta còn có mười mấy trưởng lão cảnh giới chuẩn thiên khác, đây là kiếp nạn của thiên âm các, bọn họ sao có thể đứng một bên nhìn để cho cơ ngân chiến đấu một mình, bọn họ phải giết ra ngoài để giảm bớt áp lực cho hắn. Khung cảnh càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Có nhóm oanh kích hộ thiên kết giới, có nhóm vây công bên ngoài, rất nhiều vòng chiến đã xuất hiện, ngoài ra còn có kẻ hò hét trợ uy như lão già dâu chữ bát cùng lão đạo áo niệm. Cơ ngân. Khi đại chiến đang nóng hừng hực thì từ phía chân trời lại truyền đến một tiếng gầm giống giận dữ. Ngẩng đầu nhìn ra xa có thể thấy được một màn sương mù máu quỷ dị, sâu trong màn sương mù máu có một thân ảnh trông y hệt đại ma đầu bộc phát sát khí ngập trời, hắn ta đang ở khoảng cách rất xa nhưng tiếng gầm giống vẫn có thể gây chấn động đến đây. Đúng vậy, chính là Vương Dương. Lần này chân thân đã đích thân đến để xử lý cơ ngân ta đã chờ người rất lâu. Triệu Bân chém chết một cường giả chặn đường sau đó phóng thẳng qua hướng đó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Dương Dương kể từ khi rời khỏi ngôi làng nhỏ kia. Kẻ tu bất diệt ma thân quyết quả nhiên không tầm thường, Vương Dương bây giờ đã vượt xa Vương Dương ngày xưa, chỉ có quỷ mới biết Vương Dương đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh mới có thể bộc phát ra sát khí bậc này. Sương mù máu quay cuồng trong thiên địa ngập tràn tiếng lệ quỷ kêu rên, đó chính là những oán linh đang chịu dày vò và bị Vương Dương khống chế. Mạnh quá! Lão già dâu chữ bát vừa nhìn thấy vậy thì trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không chỉ có lão ta, Bích Tiêu, lão đạo áo niệm cùng các trưởng lão khác cũng cau mày thật chặt. Ý uẩn của kẻ kia thật sự xuất thần. Chỉ cần nhìn ý uẩn của chân thân Vương Dương liền biết hắn ta có nội tình hùng hậu bao nhiêu. Cường giả chuẩn thiên có nội tình hùng hậu như vậy thì ngay cả cường giả thiên võ có ra mặt cũng rất khó hạ gục. Giết! Vương Dương gầm giống. Hai mắt đỏ ngầu, hắn ta suýt chút nữa bị cơ ngân tiêu diệt hai lần và một ma thân của hắn ta đã bị cơ ngân giết chết tại di chỉ ma vực, hắn ta vẫn luôn ghi nhớ mối hận này. Cơn giận dữ bị đè nén bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này, hôm nay hắn ta nhất định phải giết chết cơ ngân. Hắn ta tung ra một chưởng từ trên không giáng xuống, chưởng uy vô song bộc phát ra ma sát khủng khiếp. Triệu Bân không chút sợ hãi. Ngay lập tức tung ra hám thiên quyền bá thiên tuyệt địa đối kháng. Quyền trưởng va chạm, lôi quang bùng nổ trong hư không. Cùng với tiếng nổ vang trời,
Tầng tầng ánh sáng màu đen lan tràn ra tứ phương từ vị trí quyền trưởng va chạm, uy lực cực kỳ lớn, các đỉnh núi xung quanh đều bị san bằng. Quan sát tình hình hai bên, cả Vương Dương và Triệu Bân đều lùi lại nửa bước. Cũng có thể nói trong trận đầu tiên này cả hai ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Triệu Bân thầm nghĩ, xương bàn tay đã nứt vỡ. Mới nửa năm không gặp nhưng chân thân Vương Dương đã mạnh hơn rất nhiều, vượt xa hắn ta ngày xưa, xem ra nửa năm nay hắn ta cũng không hề nhàn rỗi, liên tục cắn nuốt không ít sinh linh và cũng gặp được không ít cơ duyên. Làm sao có thể? Khuôn mặt Vương Dương trở nên hết sức dữ tợn, bàn tay đã đẫm máu. Hôm nay hắn ta đã là cường giả chuẩn thiên hàng thật giả thật, xét tu vi thì hắn ta vẫn cao hơn Cơ Ngân, hắn ta vốn tưởng rằng có thể giết chết Cơ Ngân chỉ bằng một đòn. Không ngờ sau trận đầu tiên thực lực của cả hai lại ngang bằng nhau, như vậy cũng chẳng khác nào hắn ta đã đại bại. Am, am, hai người đồng loạt định thân đứng ở hai phía trên không trung, một bên tỏa ra ánh sáng vàng, một bên bộc phát ma sát ngập trời, giống như tiên vương đang đấu với ma thần, khi thế đối kháng khiến cho hư không ầm ầm chấn động, trận chiến trước đó xem chừng chỉ là món khai vị, đại chiến chân chính bây giờ mới sắp mở màn. Có rất nhiều người đang nín thở theo dõi. Trong toàn bộ thế hệ trẻ sợ rằng sẽ không tìm ra được người thứ ba có thể sánh vai cùng hai người này. Một bên là Thánh tử Thiên Tông, một bên là Thánh tử Ma Quật. Ai cũng muốn biết giữa hai người này rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Sau khi giật mình mất một lúc, Vương Dương liền nở nụ cười lạnh lẽo như một con lệ quỷ. Thế này thì đã xá gì? Vì trận chiến này hắn ta còn chuẩn bị cho Cơ Ngân rất nhiều đại lễ. Không chết không ngừng. Triệu Bân lạnh lùng nói, hôm nay hắn cũng nhất định phải giết được Vương Dương. Nói thật ra hắn cũng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Giết! Chiến! Vương Dương gầm giống, Triệu Bân gào thét, cả hai di chuyển cùng một lúc từ hai bên xông vào nhau, đều đánh ra một kích đỉnh phong. Tuy nhiên, đúng vào lúc này một điều bất ngờ đã xảy ra. Biến cố xảy ra, vào lúc hai bên sắp va chạm thì Vương Dương đột ngột biến mất. Không sai, hắn ta đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn ta vừa biến mất thì đòn công kích của Triệu Bân cũng đã đánh tới, một chưởng đánh sập ngọn núp phía sau. Người đâu? Tất cả mọi người thấy vậy thì đều sửng sốt. Một người còn sống sờ sờ, tại sao đang yên đang lành lại bốc hơi? Không gian thay đổi. Triệu Bân chớp mắt định thân, bất giác nhìn xung quanh. Không sai. Nhất định là do không gian thay đổi cho nên Vương Dương vừa xông tới đã bị lực không gian đẩy đi nơi khác. Nguyên nhân chính là vì nhận ra điều này cho nên Triệu Bân mới muốn văng tục, sắc mặt của hắn đen lại, đấu pháp đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc hắn sắp xông vào thu phục Vương Dương thì không gian lại đẩy hắn ta đi nơi khác, như vậy thì còn đánh cái quái nữa. Chuyện gì thế? Rất nhiều người thốt lên đầy kinh ngạc. Không chỉ có các trường là của Thiên Âm Các đến cả các cao thủ bao vây tấn công Thiên Âm Các cùng ngây mặt ra, vấn đề là một trận chiến về cùng đặc sắc, vốn phải đánh đến trời đất quay cuồng nhưng sao tự dưng Dương Dương lại biến mất. Chạy rồi sao? Không thể nào, bà nội ngươi. Triệu Bân vẫn còn đang chửi thầm, dốc hết sức tìm kiếm xung quanh. Hắn muốn tìm Vương Dương nhưng vấn đề là không biết tìm ở đâu, biến động không gian quá kỳ dị, ai biết tên đó đã bị đưa đến chỗ nào rồi. Gần thì còn đỡ, nếu như xa quá thì thôi rồi. Bực bội. Hắn đang rất khó chịu. Vì vậy hắn phải tìm chỗ nào đó để xả cơn giận. Triệu Bân thu lại tầm mặt, cầm kiếm xông lên. Các thế lực vẫn đang bao vây tấn công Thiên Âm Các nên xả giận lên bọn họ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Chạy thôi. Cao thủ chung quanh nhìn thấy Triệu Bân quay lại đánh thì liền xoay thân bỏ trốn. Vương Dương đã biến mất. Giờ không ai có thể địch lại được Cơ Ngân của Thiên Tông, vậy còn đánh cái quái gì nữa? Nhắc đến Vương Dương, mẹ kiếp, đúng là trời ơi đất hỡi, đến lúc quan trọng lại để xảy ra chuyện. Sau này muốn tìm đồng đội thì phải tìm ai đáng tin cậy một chút. Chạy à! Triệu Bân hừ lạnh, cầm kiếm đuổi đánh phía sau. Mích Tiêu và các trưởng lão Thiên Âm Các cũng bám sát theo sau. Bọn họ bị bao vây tấn công suốt cả đêm nên cũng ấm ức trong bụng. Giờ đã đến lúc phản công lại. Ầm, bùm. Trời đất lại vang lên tiếng nổ. Các thế lực bỏ chạy, Triệu Bân và Thiên Âm Các bám sát phía sau. Máu văng tung tóe suốt chặng đường. Rất nhiều người chạy một hồi là đầu cũng rơi xuống đất. Đặc biệt là Triệu Công Tử. Hắn giống hệt như thần chết đang vung liềm,
những người bị hắn giết chết như ngả dạ. Thảm. Các thế lực rất thê thảm, lúc đến nghênh ngang hống hách, giờ thì thất bại thảm hại. Chủ yếu là không có ai dám đối đầu với Cơ Ngân Thiên Tông, hắn quá mạnh, đánh hội đồng cũng không thể đánh bại được, không chạy chẳng lẽ chờ bị đánh sao? Đến lúc trời gần sáng tiếng nổ mới dừng hẳn. Khi mấy người bọn Triệu Bân quay lại, toàn thân đẫm máu. Nói tóm lại, trong trận chiến lần này Thiên Âm Các đã thắng lợi hoàn toàn. Bọn họ sẽ còn đến nữa. Triệu Bân cất Long Uyên vào rồi cầm ra một vò rượu. Lời này là nhắc Bích Tiêu, đồng thời cũng nhắc những trưởng lão khác. Không cần hắn nói ra thì các trưởng lão đều rõ. Ma Quật sẽ không chịu dừng tay, Thi Tộc, Công Tôn gia, Cát gia đều sẽ không chịu từ bỏ âm mưu, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Lần này có Triệu Bân giúp đỡ lật ngược tình thế, nhưng lần sau có thể sẽ không may mắn như vậy nữa. Bởi vậy mới nói, chuẩn bị đề phòng trước vẫn hơn. Nếu không chê thì các vị có thể đến núi Bất Tử, Triệu Bân chậm rãi nói. Đấy, hắn đang chờ Thiên Âm Các do dự thôi. Thế lực của Thiên Âm Các không nhỏ, nếu lôi kéo họ về thành Thiên Thu thì sẽ có thêm trợ lực mạnh mẽ, thế giới loạn lạc, đoàn kết giúp đỡ nhau mới là chuyện nên làm. Đương nhiên vẫn còn có một lý do khác nữa. Lý do gì? Là trong Thiên Âm Các toàn là giai nhân mỹ nữ. Vừa hay ở thành Thiên Thu lại có rất nhiều thanh niên ế. Là thành chủ của thành Thiên Thu, đương nhiên hắn phải suy xét đến hạnh phúc của người nhà mọi lúc mọi nơi. Không cần chúng tiếng xét ái tình, chỉ cần bồi dưỡng dần tình cảm cũng được, hợp nhau là tới thôi. Núi Bất Tử. Bích Tiêu nghe thế thì nhíu mày, các trưởng lão cũng vậy, hình như phần lớn trong số họ đều từng đến núi Bất Tử, ngoài việc nơi này có rất nhiều núi thì chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Có điều, nhìn vẻ thần bí của Triệu Bân thế kia, lẽ nào thật sự có càn khôn ẩn bên trong? Lẽ nào ta lại hại các vị sao? Triệu Bân mỉm cười và nói. Cho phép bọn ta trao đổi một chút, Bích Tiêu khẽ cười. Cô ta vừa dứt lời, một luồng sáng phóng thẳng lên bầu trời, xuyên thẳng qua tầng mây, là dị tượng của huyết mạch, nói chính xác là dị tượng huyết mạch của Nhược Thủy. Tỉnh rồi sao? Mắt Bích Tiêu và các trưởng lão sáng lên, họ thi nhau chạy về địa cung. Triệu Bân hút một ngụm rượu rồi cũng theo sau. Nhưng khi đến địa cung, không khí lại trở nên sượng sùng. Nhược Thủy chưa tỉnh. Cô bé vẫn còn đang ngủ say và tiếp tục lột xác, nhưng địa cung lại bị người ta đào một cái lỗ to, tiên tinh băng ngọc được chôn dưới địa cung đã bị ăn cắp sạch. Bích Tiêu và các trưởng lão thấy vậy thì bật ngửa, má nó, gặp đám trộm cắp rồi sao? Bỗng dưng tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Triệu Bân. Tối qua, trước khi trận chiến diễn ra, ngoài Nhược Thủy, chỉ có Cơ Ngân ở đây thôi. Tốt xấu gì ta cũng là Thánh Tử Thiên Tông. Lẽ nào lại đi ăn cắp đồ của các người, Triệu Bân nói với vẻ rất ngay thẳng. Là người hay không thì vừa nhìn là biết ngay mặt đại trường lão tối sầm, nhặt một viên thủy tinh ký ức từ dưới đất lên, cô ta đã cái sẵn nói ở đó, ai dám lên vào, ai dám vào đi giải thì thủy tinh ký ức đều ghi lại hết. Triệu Bân nhìn thấy thì bêu môi không ngờ đây còn giấu thủy tinh ký ức dưới đất, trước đó hắn hoàn toàn không phát hiện, người của Thiên Âm Các suy nghĩ rất chu đáo. Răng rắc. Đại trưởng lão dùng sức bóp nát thủy tinh ký ức. Sau đó, một hình ảnh xuất hiện, một nhóc con đang nhảy nhót qua lại. Là thánh thú Kỳ Lân. Và cũng chính là thánh thú Kỳ Lân của Triệu Bân. Lại một lần nữa, ánh mắt của mọi người lại tập trung hết lên người Triệu công tử. Bao gồm cả Bích Tiêu, mặt cô ta cũng tối sầm. Ngụy biện, biện hộ tiếp đi. Da mặt Triệu công tử dày, xem như không nhìn thấy, chỉ lo ôm kiếm Long Uyên. Cúi đầu lau chùi, tất cả những hành động đó đều muốn ám chỉ, dù sao thì cũng không phải do ta lấy. Nói vậy cũng không sai. Cảnh tượng được thủy tinh ký ức ghi lại chỉ có một mình Tiểu Kỳ Lân, không hề có bóng dáng của Cơ Ngân. Không có bằng chứng thì không thể vu oan cho người tốt được. Mặt của mọi người lại tối sầm thêm. Dù không thể bắt quả tang tận tay Cơ Ngân nhưng có vài chuyện chỉ cần nghĩ thôi là biết. Tiểu Kỳ Lân ăn cắp nhiều tiên tinh băng ngọc như thế là để dùng một mình sao? Hay là nó đã vào túi của ai kia rồi? Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ là Cơ Ngân đã xúi giục Tiểu Kỳ Lân đến ăn cắp đồ nữa. Ngươi ra đây cho ta. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm đan hải của Triệu Bân, cô ta biết Tiểu Kỳ Lân đang ở bên trong. Tiểu Kỳ Lân rất thông minh, gọi thế nào cũng không chịu ra, ta đáng yêu thế này, để xem ai nỡ mắng ta. Đừng dọa nó. Tính tình nó không tốt đâu.
Triệu Bân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rất chân thành. Mọi người nghe xong thì đều muốn bật cười, ý gì đây? Tính tình bọn ta tốt lắm chắc. Hôm nay thời tiết không tồi. Triệu Bân vừa nói vừa quay đầu đi ra khỏi địa cung. Sau lưng, tất cả mọi người bao gồm cả Bích Tiêu đều phải ôm ngực. Nhất là Bích Tiêu, dự cảm đêm qua của cô ta đã linh nghiệm, dù sơn môn không bị công phá, nhưng báu vật đã bị khoáng đi gần hết. Hay lắm cơ ngân. Đại trường là mắng rất hăng hái, đúng vào đêm qua, cô ta còn không hề nghi ngờ phẩm chất cao thượng của người nào đó, hôm nay xảy ra chuyện này, đúng là như tát thẳng vào mặt. Thử nói xem, một thanh niên tốt gánh nước giúp cụ già, bắt trộm giúp tiểu cô nương, đã bà lào qua đường tại sao lại vô liêm sỉ như thế chứ? Vậy thì vấn đề tới rồi đây, có tới núi bất tử hay không? Chuyện này còn phải suy xét, xét thấy mức độ liêm sẻ của người nào đó rất cần được thảo luận kỹ càng. Đừng để tới lúc bị người ta bán đi rồi mà không biết. Hát, xì. Ở bên cạnh, Triệu công tử vừa đi vừa hắt hơi. Hắn tìm nơi nào đó không có ngươi, trước hết phải bày thế trận ẩn giấu, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, lấy một viên tiên tinh băng ngọc, phản quang bốn phía, vô cùng chói mắt. Thứ này tốt đấy. Người nào đó cười hề hề, há miệng gặm luôn như ăn táo vậy. Tiểu Kỳ Lân răng miệng tốt, tên này cũng không kém gì. Viên tiên tinh sáng loáng bị hắn nhai rôm rốp. Tiên tinh tiến vào cơ thể lập tức bị tiên lực cưỡng chế luyện hóa, từng luồng tinh túy chảy khắp toàn thân thông qua kỳ kinh bát mạch, cảm thấy nóng lạnh điều hòa, xua tan mọi mệt mỏi, tinh thần cũng phấn chấn thêm. Khá đấy. Triệu Bân đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai mới lôi ra cả đống tiên tinh băng ngọc đặt xung quanh cơ thể, cố gắng lưu chuyển công pháp, hấp thu tinh túy của tiên tinh. Cứ thế, tay hắn còn cầm thêm một viên. Gặm ngon lành như ăn đùi gà vậy. Theo lời hắn nói, ta giúp các người đánh yêu ma quỷ quái cả một đêm rồi, phải mời nhau bữa cơm chứ. Tiên tinh này ngon đấy. Kẻ kia, đi đâu rồi? Ở bên ngoài, tiếng hô gọi vang lên không dứt. Đến cả lão già dâu chữ bát và lão đạo áo niệm cũng đang tìm cơ ngân khắp nơi. Đánh trận xong rồi, sao vẫn không tìm thấy người nhỉ? Không nghe thấy. Triệu công tử không để tâm đến điều gì khác. Chăm chú nuốt tiên tinh. Nếu hắn tấn cấp cần đến cơ duyên thì đống tiên tinh băng ngọc này chính là cơ duyên của hắn, chưa biết chừng có thể giúp hắn vượt qua cửa ải thứ ba. Khỏi phải nói chứ, ăn nhiều tiên tinh như thế, cũng có chút khởi đầu. Lúc này đây, hắn nhìn thấy cửa ải thứ ba rõ ràng hơn khá nhiều, không còn mờ mịt xa tầm với như lúc trước nữa. Triệu Bân chìm đắm vào trong đó, cuối cùng cũng có thể chạm tay tới. Cơ duyên có rồi, thời cơ cũng đến rồi. Hắn cần tích lũy đủ sức mạnh để có thể phá vỡ cửa ải trong một lần. Khi màn đêm ập xuống, Nhược Thủy tỉnh dậy. Say ngủ nhiều đêm, huyết mạch của cô nhóc cuối cùng cũng thoát biến, không chỉ hoàn thành việc thoát biến mà còn tấn cấp trong lúc ngủ, cũng coi như tích lũy lâu và sử dụng dần. Lúc này nhìn lại, đôi mắt như hồ nước của cô nhóc trong veo và thánh khiết, ẩn chứa ý vận, trong thời khắc tỉnh dậy, trên bầu trời thiên âm các xuất hiện dị tượng. Bích Tiêu và các trưởng lão không khỏi thở phào một hơi. Nếu nói tiên tinh băng ngọc bị đánh cắp khiến họ rất buồn bực thì việc Nhược Thủy thoát biến thành công khiến họ quá đỗi vui mừng, nghĩ lại chuyện tiên tinh bị đánh cắp cũng đâu còn thấy điên tiết như vậy nữa. Nếu không có cơ ngân, thiên âm các bị công phá, đừng nói là tiên tinh băng ngọc, tất cả mọi người đều sẽ bị giết. Nghĩ như vậy, họ thấy dễ chịu hơn một phần. Mất thì mất vậy, coi như bị chó ăn thôi. Hát, xì. Triệu Bân đang chìm đắm trong tấn cấp lại hắt xì lần nữa. Trong đêm khuya thanh vắng, luôn có một đống người hỏi thăm hắn. Đại ca ca, đêm nay Nhược Thủy vô cùng vui vẻ, chạy khắp ngọn núi tìm Triệu Bân. Tiếc rằng người nào đó giấu mình quá kỹ, đừng nói tới cô nhóc, đến cả Bích Tiêu và các trưởng lão đạt tới cảnh giới chuẩn thiên cũng không tìm ra tung tích của hắn. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, họ tới kho chứa báu vật, Báu vật nhà mình vẫn còn đây. Đủ ba ngày, không thấy Triệu Bân ló đầu ra. Đếm thứ tư mới thấy một luồng sáng màu vàng vọt thẳng lên trời, lại là dị tượng kỳ vĩ, màn đêm u ám được dị tượng màu vàng chiếu rọi rực rỡ, cho dù chỉ là dị tượng cũng ẩn chứa ý vận vô thượng, xa xưa mà mênh mông, xa vời như một giấc mộng. Tất nhiên là dị tượng của Triệu công tử. Im lìm suốt ba ngày, hắn đã nuốt hết đống tiên tinh băng ngọc, cũng tích lũy kha khá sức mạnh. Cuối cùng vượt qua cửa ải thứ ba, từ đỉnh cao địa tạng tấn cấp lên cảnh giới chuẩn thiên. Dị tượng huyền diệu quá. Tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc,
ai nấy ngước mắt nhìn lên trời mà hốt hoảng. Dị tượng huyền diệu như vậy, đây là lần đầu tiên họ được thấy, mỗi lần hình ảnh thay đổi cứ như đang đi trong cõi mộng vậy. Đây là huyết mạch gì thế, nhiều người nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu ho khan, dù hiểu nhiều biết rộng, cô ta cũng chưa từng nghe nói đến. Tới cả huyết mạch của Nhược Thủy cô ta cũng không nhận ra được, huống hồ là huyết mạch bá đạo hơn cả Nhược Thủy như Cơ Ngân. Chắc hẳn đó là một thứ huyết mạch nghịch thiên, bao nhiêu huyết mạch mà cô ta từng trông thấy không thể nào sánh bằng. Cùng là cha sinh mẹ dưỡng, sao cách biệt lại lớn quá vậy? Lão già dâu chữ bát cảm thán, lão đạo áo niệm cũng chặt lưỡi, phong thái của người nào đó chẳng thể giấu được. Nhìn họ kìa, thôi, tắm rửa sạch sẽ mà đi ngủ sớm. Sau một giấc tỉnh dậy, lại là một ngày tạm bợ. Nhược Thủy cũng ở đó, hai mắt cô nhóc mơ màng. Đó là đại ca ca, cũng là sư phụ, nếu không được tận mắt trông thấy, cô nhóc không biết rằng ân sư vỡ lòng của mình lại mạnh đến mức đó. Đùng! Trước ánh mắt của đám đông, một luồng chớp nổ tung giữa mênh mông. Sau đó, mây đen vần vũ, sấm chớp đi đùng, uy lực đè nén đáng sợ bao phủ cả đất trời. Đừng nói tới các đệ tử, cao thủ chuẩn thiên như Bích Tiêu cũng phải run rẩy, cảm nhận được uy áp nên mặt mũi trắng bệch. Đó là cơn run rẩy đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, không liên quan gì tới tu vi, mà là sự chèn ép thẳng thừng đến tận linh hồn. Nếu nhìn từ trên trời, cô ta cảm thấy có một chiếc lồng bằng ý nghĩa đang ập xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Thiên kiếp, đại trưởng lão há miệng. Không sai, đó chính là thiên kiếp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, là thiên kiếp của Cơ Ngân Thiên Tông. Nghĩ cũng phải thôi, khi tên đó tấn cấp lên địa tạng đã gây ra một trận thiên phạt. Độ kiếp ngay tại Di Chỉ Ma Vực, làm nhân tài của các nước bị sấm sét từ thiên kiếp đánh chết quá nửa. Bây giờ hắn tấn cấp lên chuẩn thiên, đâu thể thiếu số kiếp được. Nhìn uy áp khủng khiếp như vậy đủ biết thiên kiếp của hắn đáng sợ tới mức nào. Ôi chao, lão đạo áo niệm hô lên. Định kéo chúng ta độ kiếp chung à, lão già dâu chữ bát nhảy dựng lên. Độ kiếp chung. Nghe thấy bốn chữ này, toàn bộ thiên âm các, trên có các chủ, dưới có các đệ tử. Đồng loạt run lên bần bật. Thiên kiếp là thứ số kiếp kỳ lạ, trong phạm vi nhất định, không cần biết ngươi là người hay là yêu, là thú hay là ma, chỉ cần là vật sống thì nhất định sẽ gặp sét đánh bị động. Nếu là lôi kiếp bình thường còn đỡ, chứ nếu là kiếp của Cơ Ngân thì biến thành khung cảnh sét đánh hàng loạt rồi. Nhân tài các nước đi tìm kiếm báu vật ở Di Chỉ Ma Vực ngày trước chính là ví dụ đẫm máu. Nếu không phải là yêu nghiệt đồng cấp, ai lọt vào kẻ đó chết ngắc. Thứ này cũng không hề quan tâm tới tu vi của ngươi. Thiên kiếp luôn công bằng, người ở cấp bậc nào thì chịu thiên kiếp ở cấp bậc ấy. Mau, lui ra ngoài, Bích Tiêu lập tức hạ lệnh. Cũng không cần cô ta phải nói, chúng đệ tử và các trưởng lão cũng đang lui ra rồi, không muốn cùng bị sét đánh thì phải chạy mau lên, ai chạy chậm thì khỏi cần chạy nữa. Khi họ đang đi thì bầu trời đi đùng sấm chớp bỗng trở nên bình lặng. Mây đen đang vần vũ cũng lập tức rút đi, lộ ra bầu trời sao thoáng đãng. Thiên kiếp tan rồi. Hay nói cách khác, Triệu công tử tự phong ấn thiên kiếp của mình rồi. Thiên phạt là một thứ rất tốt, đồng thời hữu dụng hơn bất kỳ bí thuật nào, không thể lãng phí được. Sau này, hắn sẽ tìm một khung cảnh hoành tráng để độ kiếp, càng đông người càng tốt, đông người mới náo nhiệt. Chuyện này hắn làm quen tay rồi. Tự phong bế thiên kiếp, lão đạo áo niệm nhướn mày. Đúng là đại thần thông, Bích Tiêu chấn động trong lòng, thiên kiếp mà còn phong ấn lại được, thế thì đáng sợ quá. Chuyển ngay trong đêm nay. Các trưởng lão hít một hơi thật sâu, không ai lời ra tiếng vào thêm, thiên âm sẽ di rời tới núi Bất Tử. Cơ Ngân tấn cấp tới cảnh giới chuẩn thiên, e là đã sở hữu khả năng chiến đấu có thể đối đầu cùng thiên võ. Một gốc cây to như thế, ôm sớm thì hưởng bóng mát sớm. Tóm lại một câu, dù bị bán đi. Chúng ta cũng chấp nhận. Có được quyết tâm này, lòng ta cũng thấy an ủi. Đây là lời đáp của Triệu công tử. Bao nhiêu mỹ nữ như thế, sao có thể bạc đãi thiên âm các được? Mấy lão già ế sưng ế xỉa ế mốc ế meo ở thành Thiên Thu chỉ trông chờ vào vườn rau cải trắng muốt này để có được một tình yêu sét đánh không kịp bưng tai thôi đấy. Đêm, dị tượng của Triệu Bân cuối cùng cũng rút đi thiên âm các dao động cuối cùng cùng yên tình trở lại. Nhưng đêm nay hắn tấn cấp quả thực đã khiến người ở khu vực này lĩnh hội cảm giác sợ tè ra quần, may mà hắn phong bế thiên kiếp rồi, nếu không, sẽ có rất nhiều người bị sét đánh cùng với hắn.
đừng có quấy rầy hắn. Lời dặn của Bích Tiêu truyền đi khắp Thiên Âm Các. Khỏi cần cô ta dặn dò, chẳng ai dám đi quấy rầy hắn. Mới tấn cấp lên chuẩn thiên, cần một khoảng thời gian để ổn định tâm trí và củng cố tu vi, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Đến cả lão già dâu chữ bát và lão đạo áo niệm cũng an phận hẳn. Đêm nay hai kẻ này còn việc khác để làm. Trước đó, một người bị nhốt trong mộ, một người bế quan, thế sự nửa năm nay, nhất là những điều liên quan tới cơ ngân, họ chỉ biết rất ít, vì muốn tìm hiểu nên phải tìm người hỏi han cặn kẽ. Tìm ai để hỏi nhỉ? Tìm người của Thiên Âm Các mà hỏi. Trưởng lão Thiên Âm Các cũng không hề keo kiệt, lôi một đống bí quyển từ dưới khố phòng cho hai người xem, toàn là liên quan tới cơ ngân. Nào là tỉ thí Tân Tông, tiêu diệt nhân tài các nước ở ma vực, huyết chiến cửu vĩ ân minh, bẫy giết hàng triệu quân, đại náo nam vực, hỗn loạn Đông Hải. Bên trong đều ghi rõ rành rành. Đây không phải bí mật gì, ai mà chẳng biết. Xem xong, hai người kinh ngạc tới mức mắt mũi trợn trừng. Tới bây giờ họ mới thực sự biết được lịch sử huy hoàng của cơ ngân, chẳng trách hắn trở thành thánh tử của Thiên Tông, chẳng trách tên tuổi của hắn hữu dụng đến thế. Có được uy danh này, các thế lực lớn dù chỉ có chút kiến thức thôi cũng sẽ nể mặt, cũng như Thiên Âm Các vậy, đích thân các chủ nghênh đón, rất là nể mặt. Người so sánh với người, chỉ làm người ta tức chết. Lão đạo áo niệm xem xong mà không ngừng cảm thán. Nghĩ tới khi xưa, lão ta đạt đỉnh cao địa tạng, cơ ngân mới là võ tu chân linh. Bây giờ, lão ta vẫn ở đỉnh cao địa tạng, mà võ tu hèn kém kia đã là cao thủ chuẩn thiên, đã là cường giả nổi danh tứ hải bát hoang rồi. Sự chênh lệch trước sau này, chỉ e khiến người ta không chịu nổi. Tình cảnh này, phải làm gì đó cho đỡ sợ. Lão già dâu chữ bát hít một hơi thật sâu, tiện tay lấy ra một bộ hàng nóng. Sau đó còn nhét cho lão đạo áo niệm một bộ. Ở Thiên Âm Các mà còn phải dùng thứ này, lão đạo áo niệm liếc xéo. Thế thì, không tốt lắm đâu, lão già dâu chữ bát tự giác nhét luôn hàng nóng vừa mới rút ra vào trong lòng. Hai người này quàng vai bá cổ bỏ đi. Dưới ánh trăng, bóng dáng của hai lão già này trông rất gian xảo, như hai tên trộm vặt, lén la lén lút, mà việc họ đang làm cũng rất xứng với tư thế gian xảo của họ. Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lượn lờ khắp Thiên Âm Các, không phải trộm đồ, mà là ngắm mỹ nữ tắm. Lão đạo ác niệm nói không sai, Thiên Âm Các mà toàn là con gái, mà lại toàn là gái đẹp, không nhìn không ngắm uổng phí về cùng. Này thú vị hơn xem hàng nóng nhiều CH chi ẩn lắm, chủ yếu là rất kích thích. Không lâu sau đó, hai tiếng la thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp màn đêm tình lặng, sau đó, hai bóng người treo lủng lẳng trên một thân cây cong queo đung đưa theo gió, các trường lão Thiên Âm Các ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh cho người ta không còn hình người. Thế nhưng trận đánh này lại tặng cho lão đạo áo niệm một vận may, mắc kẹt ở đỉnh cao địa tạng bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tấn cấp lên cảnh giới chuẩn thiên. Khiến lão ta cảm động đến mức nước mắt nước mũi nhòe nhòe. Hóa ra lão ta muốn tấn cấp, không phải thiếu cơ duyên, mà là thiếu một trận đòn. Chút nhạc dạo qua đi, Thiên Âm Các lại im như tờ. Trên núi, Triệu Bân khoanh chân ngồi thiền, thể phách lấp lánh như đúc bằng vàng. Tấn cấp vào cảnh giới chuẩn thiên không chỉ là thoát biến mà còn là một lần niết bàn từ trong ra ngoài. Da thịt gân cốt phát ra ánh sáng, võ hồn bản mệnh càng thêm thuần túy. Đan hải rồi rào chân nguyên và tiên lực, sức mạnh căng tràn mang đến sự tin cho hắn tự tin có thể tìm cao thủ thiên võ mà đánh nhau. Hắn dám chắc, nếu gặp ngụy bí giả như lão tổ huyết y, hắn có thể đối đầu trực diện, không giết nổi đối phương cũng phải đánh cho lão ta tàn phế. Tâm trí chìm đắm, hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Cách đó không xa, cô nhóc Nhược Thủy đang ngồi trên một mỏm đá, len lén lau nước mắt. Lão đạo áo niệm nói với cô nhóc. Thôn nhỏ mà cô nhóc từng sống bị kẻ cướp giết sạch rồi. Đó cũng là nhà của cô nhóc. Không ngờ rằng sau khi cô nhóc rời đi thì gặp nạn. Không biết qua bao lâu, cô nhóc mới rời đi, ảm đạm và đau buồn. Triệu Bân chưa tỉnh, tâm trí vẫn còn đang chìm đắm, nhưng không hề bình lặng. Nếu chăm chú lắng nghe sẽ nghe thấy tiếng hừ của hắn, lông mày cũng khẽ nhíu lại, dường như đang mơ thấy ác mộng. Là một trận đại chiến âm thầm, quấy rầy tâm trí hắn. Bởi vì hắn thăng cấp, bất kể là lời chúc vĩnh hằng hay là nguyệt thần và lời chúc cửu thế đều có thêm sức mạnh bổ trợ, tuy ít thôi, nhưng cũng phá vỡ sự cân bằng nào đó, đã không còn bị lời nguyền đè ra đánh nữa, nhiều lúc ba người họ hợp lực còn tấn công cả lời nguyền. Cũng muốn đuổi đánh lời nguyền ra ngoài, thế nhưng thực lực không đủ. Đợi khi hắn tấn cấp lên thiên võ,
cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Hai lời Trúc không nói gì, nhưng Nguyệt Thần mắng rất hăng. Đánh bại lời nguyền và gạt bỏ lời nguyền là hai chuyện tách biệt, chỉ khi Triệu Bân thực sự tiến tới thiên võ, họ mới có sở hữu đủ sức mạnh tiêu diệt lời nguyền. Với thiên phú của Triệu Bân, ngày đó sẽ không quá lâu đâu. Đêm nay không hề bình lặng. Cách Thiên Âm Các không biết bao nhiêu dặm, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, đặt chân lên một đỉnh núi. Nhìn kỹ lại, đó là Ma Tử và Tử Linh. Sau khi Triệu Bân và Thương Khung rời đi, Thành Thiên Thu chỉ có hai người này là mạnh nhất. Nửa đêm họ chạy ra đây không phải là du sơn ngoạn thủy, mà tới để tìm ngươi. Tìm ai vậy? Tìm Liễu Tâm Như. Đúng vậy, là vợ của Triệu Bân. Cũng không sai, Liễu Tâm Như ra khỏi Thành Thiên Thu. Nói cho chính xác hơn, có người âm thầm triệu hồi nàng, hai người đuổi theo rất nhiều ngày mà không đuổi kịp. Khi đuổi tới khu vực này thì không thấy tung tích của Liễu Tâm Như nữa. Người đâu rồi? Ma Tử cầm kính viễn vọng, dồn hết thị lực để nhìn ra xung quanh. Tử Linh cũng đang nhìn, lông mày thoáng nhíu lại. So với Ma Tử thì trạng thái của cô ta rất không ổn, mặt mũi trắng bệch, khóe miệng còn rỉ ra máu tươi, là do huyết mạch và công pháp có vấn đề. Nếu không phải vì Liễu Tâm Như ra khỏi Thành Thiên Thu, lúc này cô ta vẫn đang bế quan. Ai đang triệu hồi Liễu Tâm Như? Đây là điều mà cô ta nóng lòng muốn biết. Không ai đưa ra đáp án, Ma Tử không biết, cô ta cũng không biết, chỉ biết rằng Liễu Tâm Như bị triệu hồi chẳng những không tỉnh táo về mặt ý thức, mà còn trở nên rất quỷ dị. Quỷ dị tới mức nào? Tốc độ nhanh đến sững sờ, nếu không phải vì vậy, cô ta và Ma Tử cũng không đến mức không đuổi kịp. Chạy đâu mất rồi? Ma Tử thầm mắng, vừa mắng Triệu Bân mà cũng vừa mắng đám người Thương Khung. Đã nhiều ngày nay không có tin tức của họ, khiến người ta bất giác tưởng rằng họ lạc mất rồi. Ngươi nói xem, liệu có phải là kẻ hạ chú không? Ma Tử nói. Liễu Tâm Như không trúng ma chú, chắc không liên quan tới ngụy bí giả, Tử Linh khẽ hừ. Thế thì lạ đấy, đang yên đang lành tại sao lại bị triệu hồi đi chứ? Ma Tử gãi đầu. Chia nhau ra tìm. Tử Linh để lại lời nhắn rồi bước lên tòa kỵ, bay thẳng sang hướng khác. Ma Tử không dám chần chừ, triệu hồi liệt diễm kim ưng, vừa đi vừa tìm, cũng vừa đi vừa gọi. Phù! Lại là đêm, Triệu Bân từ từ mở mắt ra. Khi hắn mở mắt, hai mắt bắn ra ánh sáng vàng như vật thể vật, mang theo sức mạnh xuyên thủng vạn vật. Phụt, phụt! Máu me tóe ra, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Đó là lão già râu chữ bát và lão đạo áo niệm, họ vừa đặt chân đến đây đã hứng chịu hai luồng sáng màu vàng, bị chọc ra hai lỗ máu trên người, nhìn thôi cũng đủ khiến Bích Tiêu giật mình. Lão già râu chữ bát thì không nói, bởi tu vi khá thấp. Nhưng lão đạo ác niệm là cao thủ chuẩn thiên hàng thật giả thật mà vẫn bị ánh mắt của Cơ Ngân đả thương, tấn cấp lên chuẩn thiên, rất cuộc tên tiểu tử này mạnh tới mức nào. Ông nội người! Râu chữ bát mắng ầm lên, chống tay vào gốc cây mà hộc máu. Lão đạo áo niệm thì bị đả kích ghê gớm lắm, trước đó vừa tiến vào cảnh giới chuẩn thiên, còn chưa kịp khoe mẽ thì phong thái đã bị đánh nát rồi. Một ánh mắt mà sở hữu uy lực như vậy, Cơ Ngân muốn thăng thiên à? Triệu Bân đứng dậy, thả lỏng thể phách, xương cốt kêu lên răng rắc. Không ít người có mặt ở đây, không thiếu cao thủ chuẩn thiên, nhìn thấy Triệu công tử mà cực kỳ đè nén. Đó là sự chèn ép đến từ huyết mạch và khí vật. Rõ ràng tên đó mới chỉ đạt tới chuẩn thiên, nhưng trong vài thời khắc, trên người hắn lại tràn trề ý vận của thiên võ. Dù họ hiểu nhiều biết rộng nhưng lần đầu mới thấy trường hợp như Cơ Ngân. Đại ca ca! Nhược Thủy là người đầu tiên bước tới, nhào vào lòng Triệu Bân khóc nức nở. Nợ máu trả bằng máu, ta đã báo thù cho họ rồi, Triệu Bân xoa đầu Nhược Thủy, biết cô nhóc này vì sao mà khóc. Ngôi nhà mà mình từng sống mười mấy năm lại bị đám trộm cướp sát hại. Đâu thể không đau lòng. Ôi! Lão đạo áo niệm thở dài. Nếu trước kia lão ta đi muộn hơn vài ngày, cũng không có chuyện thảm khốc ấy. Qua hồi lâu, cô nhóc mới bình ổn được cảm xúc, nhưng nước mắt ở khóe mắt không thể nào khô được. Có tin tức gì của Vương Dương không? Triệu Bân nhìn về phía Bích Tiêu. Bật vô âm tín, Bích Tiêu lắc đầu. Thiên Âm Các thương lượng đến đâu rồi? Triệu Bân cười hỏi. Chuyển tới núi Bất Tử. Thế thì phải mau chóng chuẩn bị tay nải, đợi ta về sẽ hành động ngay. Triệu Bân nói rồi một mình ra khỏi Thiên Âm Các. Trước hết, hắn phải tới hang ổ của ma quật một chuyến, tìm Vương Dương, tìm Tần gia ở Đông Hải,
tìm cả Thương Khung và mấy người khác. Tới Tây Nhạc lâu như vậy rồi, không thấy bóng người thì chớ, đến cả chút tin tức cũng không có. Mau lên! Triệu Bân đi rồi, Thiên Âm Các cũng bận rộn. Mấy ngày trước họ đã tiến hành thu dọn hành lý rồi, chỉ đợi Cơ Ngân tỉnh dậy. Bây giờ Cơ Ngân có việc phải ra ngoài, họ có thể thu dọn chi tiết hơn, ví dụ như hoa văn trận pháp không mang đi được có thể vẽ thêm chút nữa. Thứ gì mang đi được thì không thể trừ lại. Triệu Bân đi rồi, trừ lại một phân thân ở Thiên Âm Các. Hang ổ của ma quật cách nơi này không gần. May mà hắn đã tấn cấp tới chuẩn thiên, tốc độ tăng vọt, đi đi về về cũng không cần quá lâu. Chuyến đi này, thỉnh thoảng hắn cứ nhíu mày. Không biết tại sao, hắn cứ có dự cảm không lành giống như có chuyện không ổn sắp xảy ra. Hoặc là đám người Thương Khung gặp nạn. Cũng có thể là bên phía Thiên Tông và Đế Đô xảy ra xích mích. Dự cảm của hắn rất linh nghiệm. Đám người Thương Khung đi lạc thật rồi, lúc này họ đang chửi bới ầm ĩ giữa vùng sa mạc. Trước đó tới tìm người của Tần gia, cũng tới xử lý ma quật, đi được nửa chừng thì lạc, chỉ thấy hai mắt tối thui. Đến khi xuất hiện lần nữa đã ở chốn sa mạc chó ăn đá gà ăn sỏi, không nhành cây ngọn cỏ, không có linh lực, chỉ có cát vàng bay mù mịt, đi thế nào cũng không ra được. Họ bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày rồi, ngoài việc chửi thề, cũng chẳng có gì đáng nói nữa. Nếu như Vân U Cốc là một cái bẫy thì sa mạc này cũng là một cái hố. Chuyến đi này của bọn họ là thế, chẳng làm được chuyện gì mà chỉ toàn dính bẫy. Theo lời Nguyệt Thần chính là kiểu ăn thì giỏi mà làm thì chẳng tới đâu. Nhắc đến sa mạc này, nếu có hai lão đạo Hắc Huyền và Bạch Huyền có mặt, họ nhất định sẽ nhận ra. Trước đây, lúc họ đến biển ải Đông Nam đón Triệu Bân, đi tới đi lui khá lâu xong lại lạc vào sa mạc quỷ dị này, bị nhốt trong đây mấy tháng trời. Đám người Thương Khung đều là mấy người già đời nên khi mắc bẫy cũng toàn dính mấy thứ chuyên nghiệp. Và lại, Đế Đô và Thiên Tông cũng có biến cố. Có không ít người bị chúng chú đã bắt đầu xảy ra dị biến. Trong đó có cả Mục Thanh Hàn và Đại Hạ Long Phi, sức mạnh huyết mạch đang sói mòn, bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở thành ngụy bí giả. Đương nhiên cũng có người Triệu Bân không có cảm giác, chẳng hạn như Liễu Tâm Như. Hả? Đi được một đoạn, hắn ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc đến gần mới biết xảy ra chuyện gì, là một thôn nhỏ gần sông bị đám cướp tàn sát. Từ người già tuổi thất tuần đến trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót. Không một ai sống sót, toàn bộ chết rất thảm, mà tất cả đều có một điểm chung đặc thù. Điểm chung đặc thù nào? Toàn bộ đều bị hút thành xác khô. Gào, gào. Đại bằng nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt trở nên hung hãn, nó gào lên như đang muốn nói, quá tàn nhẫn. Triệu Bân không nói gì, hai mặt híp lại. Hắn đã từng gặp cảnh này nhiều lần. Trong đó có hai lần là khi chạm mặt Vương Dương. Cảnh tượng máu me này cực kỳ giống với thủ pháp của Vương Dương, hoặc cũng có thể là một ma tu nào đó, không chừng lại là người của ma quật. Ai có thể bảo đảm chỉ mình Vương Dương luyện bất diệt ma thân quyết chứ? Hắn lấy và rượu, tưới ra đất, nếu thật sự là Vương Dương thì hắn cũng khó thoái thác được trách nhiệm. Những cảnh tượng máu me không ngừng xuất hiện trên suốt dọc đường mà Triệu Bân đi qua. Có quá nhiều thôn làng bị đề sát hình ảnh về cùng thương tâm, cả khoảng đất rộng lớn, màu mỡ thế kia mà lại không có lấy một sinh linh, chỉ có xương máu làng đàng, cuồng phong gào thét như có tiếng oan hồn đang than khóc. Dưới ánh trăng nhuốm máu, Triệu Bân dừng chân trước một khu rừng rậm. Nếu tin tình báo không sai, sào huyệt của ma quật nằm sâu trong khu rừng này. Dù nhìn trên bản đồ, khu rừng rất nhỏ nhưng thực tế thì diện tích của nó còn lớn hơn cả núi Bất Tử. Che giấu xảo huyệt bên trong rồi dùng thêm trận pháp che lấp thì rất khó tìm ra được. Không sai, bên trong có rất nhiều trận pháp che giấu, càng tiến sâu vào trong, số lượng càng nhiều, mây mù dày đặc lấp kín hết tầm nhìn. Có điều, linh khí ở đây lại cực kỳ nồng đậm, cây cối tùm, lọt vào trong này chẳng khác nào vào rừng nguyên sinh, dây leo thòng xuống từ các cây cổ thụ còn lớn hơn cả bắp đùi người. Ngoài trận pháp che lấp ra còn có rất nhiều cấm chế. Nhưng so với ma cung, nơi này chỉ là trò trẻ con, huyền ảo ẩn bên trong sao qua được ánh mắt của hắn. Từ khi thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên, không chỉ thực lực của hắn được gia tăng mà đến cả ánh mắt và thiên nhãn cũng biến đổi. Chỉ cần không phải là cấm chế cao siêu, những thứ còn lại chỉ là đồ trang trí trong mắt hắn. Biết tìm nơi để cắm chân đó chứ? Triệu Bân thầm thì, hắn đi sâu vào trong, có thể nhìn thấy bóng dáng của một tòa thành cổ thời kỳ đầu, thấp thoáng trong mây mù. Chú ngụ giữa hai ngọn núi,
cũng có thể vì khoảng cách quá xa hoặc là vì có quá nhiều trận pháp nên không thể nhìn rõ được. Hắn đi một lúc rồi mới dừng lại, leo lên ngọn cây rồi cầm kính viễn vọng quan sát. Đẩy ra tầng mây mù là thấy được một tòa thành cổ to lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng ma quang phát sáng và khói ma cuồn cuộn. Cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được tiếng gào thét đầy đau đớn của phụ nữ, không cần nhìn cũng biết đấy là cảnh tượng gì rồi, bao nhiêu thôn làng bị tàn sát, hắn thấy xác người già, trẻ nhỏ, thanh niên nhưng lại không phát hiện xác phụ nữ trẻ, nếu hắn như đoán không sai thì họ đã bị bắt đến đây làm công cụ giải tỏa ham muốn. Thương khung, ta thay ông xử lý một mạch này. Triệu Bân rút Long Uyên ra, ánh mắt chỉ còn tia lạnh lẽo. Thống nhất năm mạch là nguyện vọng của Thương khung. Chuyện này thì hắn không phản đối, nhưng giờ cũng phải xem đối tượng là ai. Những kẻ tội ác tày trời thì không được phép tiến vào thành Thiên Thu, nói hắn ích kỷ cũng được, cố đẩy cho nhân quả cũng chẳng sao. Tối nay hắn phải đại khai sát giới, đừng nói tới việc Thương khung không có mặt, dù cho có ông ta thì hắn cũng sẽ giết hết. Hắn vừa sải bước, hư không chấn động. Có lẽ vì uy áp quá lớn, cả tòa thành cổ cũng đều rung lên. Ai? Một tiếng quát vang lên, cả đám người nhảy ra, ngặt nỗi ánh mắt quá tệ, họ không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Triệu Bân. Không nhìn rõ mặt cũng không sao, chỉ cần nhận ra Long Uyên là được rồi. Hầu như mọi thế lực đều từng nghe nói về bảo kiếm của Thánh tử Thiên Tông, cũng như tranh vẽ cơ ngân, nó đã được truyền bá khắp thiên hạ, ma quật sao có thể không biết. Cơ ngân. Các cao thủ ma quật thấy là hắn thì biến sắc. Sao sát tinh này lại tìm đến đây? Mau, giết cho ta. Một lão già áo đen đứng trên tường thành bỗng rút kiếm ra, chĩa về phía Triệu Bân. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, các xe nỏ được bố trí sẵn trên thành đều nhắm lên trời cao. Sau đó chúng đồng loạt phóng tên ra. Theo sát còn có cả sát trận, đao quang, kiếm mang dập trời. Triệu Bân tiến lên một bước, bỗng dưng biến mất, hắn dùng di thiên hoán địa, trao đổi vị trí với một xe nỏ trên tường thành, tránh né được sự tấn công. Cũng nhờ đó xuyên qua được kết giới hộ thiên, với sức mạnh của mình hắn thì khá khó nếu muốn dùng bạo lực phá vỡ kết giới kia. Bởi vậy việc dùng bí thuật thiên nhãn cũng là một việc rất cần thiết. Cơ thể hắn nặng nề đáp xuống đất một cái ầm, tường thành cũng bị dẫm sập. Các cao thủ ma quật bị chấn bay, vài người không văng ra thì liên tục lùi về sau. Sát khí của cơ ngân quá mạnh mẽ, đến cả cảnh giới chuẩn thiên cũng không chịu nổi. Người từng giết cả trăm vạn đại quân như Triệu Bân, xét về sát khí thì đến cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc sánh bằng được. Vương Dương không có ở đây. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn cảm ứng thử nhưng không phát hiện khí tức của Vương Dương. Nhưng lực lượng cao thủ trong thành lại khiến hắn phải nhíu mày, cảnh giới chuẩn thiên chỉ một, cảnh giới địa tạng lại có rất nhiều, phần lớn là tầng 5, tầng 6, đỉnh cao thì chưa đến 10 người. Hắn thấy hơi nghi ngờ. Sao huyệt của ma quật mà lại yếu vậy sao? Vậy chỉ còn một khả năng, nơi này không phải là căn cứ chính mà chỉ là nơi dừng chân hoặc chỉ là một nhánh của ma quật. Không sao cả. Bất kể là hang ổ hay là phân nhánh thì hắn đều phải san bằng hết. Bù! Hắn vung kiếm thi triển ngự kiếm phi tiên. Đánh với một đám tiểu lâu la tất nhiên phải dùng tới đại chiêu quần công. Kiếm minh vang lên, kiếm quang đầy trời bổ về phía đám đông, người bị chém chết như ngả dạ. Từng luồng kiếm khí trong đại chiêu quần công mà Triệu Bân thi triển đều mang uy lực nghiền nát, đây chính là uy lực của Thánh tử Thiên Tông, người có thể đối kháng với cả cường giả thiên võ. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thành cổ. Không ai dám đối kháng với hắn, tất cả mọi người đều cắm đầu chạy trốn, cơ ngân cảnh giới chuẩn thiên quá cuồng bạo. Đây hoàn toàn không phải đại chiến mà là đơn phương tàn sát, không ai có thể chịu được một đòn của Triệu Bân. Triệu Bân im lặng. Cầm kiếm trên tay bước đi, uy lực của hắn quá lớn, mỗi bước đi cùng vô cùng nặng nề khiến cho đại địa chấn động, hắn dùng NGW lôi, dùng hồn ngự huyền hoàng khi ngoài ra tất cả bệnh khi nằm trong chiếc nhẫn mà có ấn ký của hắn cũng đều có thể dùng hồn ngự động. Chúng như từng luồng sáng phóng ra ngoài chém ghi ớt bonfire. Á! Thành cổ ma quật dưới ánh trăng lúc này chẳng khác nào địa ngục giữa nhân gian, tràn đầy tiếng lệ quỷ kêu rên. Triệu Bân giống như một thần chết mang theo khí tức lạnh như băng, mỗi lần hắn vung kiếm lên thì liền sẽ có người ngã xuống. Không có kẻ đứng xem. Chỉ có những đợt giết chóc đẫm máu. Những tiếng kêu rên thảm thiết không biết đến tận khi nào mới mai một, cả tòa cổ thành đã bị nhuộm đỏ màu máu,
đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy máu đổ thành sông, cường giả ma quật ở trong thành đều bị tàn sát, trên tường thành, đền đài, lầu các. Chất đầy xác chết, máu tươi đổ ra giàn giụa. Thu dọn chiến trường. Triệu Bân lạnh lùng nói, hóa ra rất nhiều phân thân. Tất cả phân thân sắn tay áo chạy đi khắp mọi hướng, lần lượt lục tung các xác chết. Những thứ có thể lấy đi thì bọn họ quyết không để lại. Sau đó liền hủy thi diệt tích. Có càng nhiều phân thân nhảy vào các đền đài lầu các như một đám cường đạo lục tung khắp nơi. Vẫn là nguyên tắc đó, những thứ có thể lấy thì quyết không để lại. Lão đại, bọn họ. Trong lúc càn quét, có không ít phân thân đã truyền lời đến. Triệu Bân kết nối tầm mắt với phân thân, chỉ nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng thê thảm, đại đa số là những cô gái quần áo xộc xệch, cố gắng che kín cơ thể núp dưới chân tường và không ngừng run rẩy. Không khó để đoán được bọn họ đã từng trải qua những chuyện gì. Nhưng số mệnh của bọn họ xem như vẫn còn khá. Có rất nhiều cô gái đều đã chết, phần bị dã thú cắn xé, phần bị hút thành thây khô. Không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Ma quật chẳng khác gì địa ngục trần gian. Các người được tự do. Triệu Bân lên tiếng thông qua phân thân. Những cô gái còn sống cảm động đến rơi nước mắt, lau đi những giọt nước mắt khuất nhục. Tất cả nghiêng ngả lảo đảo trốn thoát, trong số đó có nhiều người như mất trí, những người còn sống không chịu nổi khuất nhục đều tự sát, cũng không thiếu những người cương liệt cầm kiếm điên cuồng chém vào thi thể của đám cường giả ma quật. Triệu Bân không ngăn cản, chỉ lẳng lặng quay người đi. Hắn bước vào đại điện ma quật, mở một tòa địa cung trong đại điện ra, đây chính là bảo khố của ma quật. Nhưng bên trong nhìn đâu cũng thấy xác chết. Chính giữa là một huyết trì khổng lồ. Máu huyết đỏ tươi nhuộm đầy ánh sáng quỷ dị. Bên trong huyết chỉ có oán linh dày dựa, không biết bạn chúng đã chịu dày và ở đây bao lâu rồi. Triệu Bân phất tay phóng ra một luồng kiếm khi phá cấm chế trong huyết trì. Oán linh bên trong huyết chỉ bay ra ngoài, đều tiêu tán vào hư không. Bọn chúng được giải thoát, cùng hoàn toàn bị tảng đai ớt. Phân thân cũng đã vào trong, chịu trách nhiệm càn quét bảo vật. Trong khi đó Triệu Bân đã đứng trước một bức tượng. Ma quật là truyền thừa của ma vực, lẽ ra phải thờ phụng bất diệt ma quân hoặc là ma tướng thứ hai, nhưng bức tượng này không phải bất diệt ma quân cũng không phải ma tướng thứ hai mà là một quái vật thân mọc đầy vảy, trong miệng còn có răng nanh. Huyết ma. Triệu Bân thầm nghĩ bức tượng này giống hệt huyết ma. Hắn không khỏi cau mày, có một khả năng là trên thế gian vẫn còn có một huyết ma khác, hơn nữa còn thông đồng cùng ma quật. Khiến cho ma quật vốn nên thờ cúng ma quân và ma tướng thứ hai lại đổi thành thờ cúng huyết ma. Chẳng lẽ bọn chúng đã tôn huyết ma làm lão tổ rồi hay sao? Chuyện 8.000 năm trước hắn không thể biết được rõ ràng, cũng không biết giữa ma quân và huyết ma có ân oán sâu xa gì với nhau nhưng có lẽ sự tình còn phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng, sợ rằng ngay cả Thương Khung cũng không biết rõ nguyên cớ. Hắn phất tay một lần nữa để đánh sập bức tượng. Bức tượng sụp đổ. Ma khí đẫm máu mai một dần nhưng người thường không thể nhìn thấy, thiên nhãn bình thường cũng không thể nhìn thấy. Bởi vì ma khí này cùng loại với niệm lực Phật gia, ma quật cũng không vô duyên vô cớ mà đặt bức tượng huyết ma ở đây. Bức tượng đặt ở đây để ma khí tích tụ cho huyết ma sử dụng, cũng giống như niệm lực tích tụ cho người của Phật gia sử dụng vậy. Vì vậy, đây chính là vấn đề. Chủ của ma quật bây giờ là Vương Dương hay là huyết ma? Theo hắn thấy thì có lẽ là cả hai. Nói không chừng Vương Dương đã lột xác thành huyết ma, chẳng qua vẫn chưa lộ ra hình thái huyết ma mà thôi. Nếu đúng như vậy thì sự tình càng khó giải quyết, chỉ có quỷ mới biết được còn có bao nhiêu huyết ma, nội tình của ma quật có lẽ còn hùng hậu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ngao, ngao. Trong lúc hắn đang quan sát thì Tiểu Kỳ Lân lại nhảy ra ngoài. Tên nhóc này không đánh hơi được lợi ích thì sẽ không ra mặt. Nếu như ở đây không có bảo bối thì nó cũng sẽ không nhảy ra ngoài. Mà lúc này, Triệu Bân cũng đã ngửi được mùi bảo bối. Trong địa cung này còn ẩn giấu càn khôn khác. Bên dưới huyết chỉ còn có một địa cung khác. Triệu Bân không hề khách khí, tung ra một chưởng đánh xuyên qua huyết trì. Ngay lập tức có một luồng ma quang mang theo sát khí hung ác hóa thành hàng loạt kiếm khí đen xì bổ thẳng về phía Triệu Bân, đây chính là cấm chế của địa cung. Nhưng kiếm khí còn chưa chạm được vào Triệu Bân thì đã bị khí tức cảnh giới chuẩn thiên chấn diệt. Hắn chậm rãi bước vào mới nhìn thấy được bí mật của địa cung. Bên trong không có bảo bối nào khác mà chỉ có một cây cổ thụ đen xì, kể cả thân và cành lá đều đen như mực, chỉ có một loại quả màu đủ thẩm đẫm máu tươi đang treo trên cành.
Mặc dù trông nó rất kỳ dị nhưng lại ẩn chứa tinh nguyên cùng ma lực cuồn cuộn. Xung quanh loại quả đó có dị tượng diễn hóa giống như một con rắn đen quấn quanh quả nhưng lại phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp. Tiên quả ma linh. Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt hơi nheo lại. Loại quả này cũng được ghi chép trong Thiên Thư Huyền Môn, quả được tạo ra từ ma huyết, ý uẩn được dưỡng nên từ ma linh, cũng có công hiệu thần kỳ giống như tiên quả kỳ lân. Nhưng loại quả này vốn không có ở phàm giới. Hoặc là nói nó đã sớm tuyệt tích ở phàm giới. Không ngờ bên dưới đại điện ma quật lại có được thứ này, Vương Dương cũng thật là hào phóng, biết rõ nơi này có bảo vật nhưng cũng chẳng phái nhiều cao thủ đến chấn giữ. Ngao, ngao, tiểu kỳ lân nhảy tới nhảy lui trong địa cung. Nó có vẻ không hứng thú lắm với tiên quả ma linh, có quả ăn được, có quả không ăn được, đối với nó thì loại quả này có ăn cũng vô dụng. Trong tên quả có chữ ma cho nên chỉ có sinh linh thu ma mới cần ăn nó để khai thác tối đa sức mạnh. Nó không ăn được. Triệu Bân tất nhiên cũng không ăn được. Nhưng vẫn có những người khác có thể ăn được, chẳng hạn như ma tử cùng Phượng Vũ. Không chỉ có hai người bọn họ, bất cứ ai thuộc truyền thừa của ma vực như Thương Khung cùng Huyễn Mộng cũng đều có thể ăn được, bởi vì điều kiện tiên quyết chính là bọn họ phải thu ma. Triệu Bân lấy bình rượu ra, yên lặng chờ đợi. Quả ma linh còn chưa chín, nhìn ý uẩn thì chắc khoảng 1-2 ngày nữa là chín. Đã đến đây rồi thì cũng phải mang được nó về. Bên ngoài địa cung, những cô gái khốn khổ lảo đảo bước ra khỏi thành cổ, người nào cũng giống như một cái xác không hồn biết đi, thất thần vô cảm, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy. Người còn sống nhưng nhà đã không còn. Sở dĩ bọn họ còn chưa tự sát ở đây là vì bọn họ muốn chết ở nhà mình. 2. Nhóm phân thân thở dài, dẫn tất cả ra khỏi khu rừng. Về phần các phân thân khác thì đều đã càn quét sạch bảo bối trong thành, bảo bối ở đây đúng là không ít. Còn có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, bí quyển, binh khí, vàng bạc. Cái gì cần đều có, chính là một nguồn tài phú không nhỏ. Dưới địa cung, Triệu Bân đã ngồi khoanh chân tĩnh tâm củng cố tu vi, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn quả ma linh, mỗi khi có ý uẩn dâng lên thì quả ma linh liền nở rộ thêm một chút, dị tượng cũng theo đó mà tiến hóa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khi màn đêm buông xuống một lần nữa quả ma lệnh sẽ chín thành cổ ma quật. Phân thân Triệu Bản đã tiêu tan, sau khi bạn học càn quét xong bảo bối thì cũng đã tiện tay hủy thi diệt tích nhưng sương mù máu vẫn còn lượn lờ không tiêu tan, sâu trong thành cổ vẫn còn là cảnh tượng máu chảy đầm địa. Bên dưới địa cung, Triệu Bân như một lão tăng đang thiền tọa. Khí lực của hắn vẫn tỏa ra ánh sáng ngọc như bình thường, kim quang chói lọi, khí huyết dồi dào dâng lên, tu vi cảnh giới chuẩn thiên lại mang khí uẩn của cảnh giới thiên võ khiến cho ngay cả tiểu kỳ lân cũng phải kinh ngạc. Chỉ có điều tên nhóc đó cũng rất thông minh, nó biết Triệu Bân vốn không phải là người tầm thường, hắn đã sớm khai mở được đan hải cùng võ hồn, hiện giờ hắn có thể bộc phát ra khí uẩn cảnh giới thiên võ cũng là chuyện bình thường. Hai cửa ải. Triệu Bân thầm nói trong lòng, hắn cố gắng căng mắt ra nhìn, dường như đã có thể mơ hồ nhìn ra hai cửa ải, hắn muốn tiến lên cảnh giới thiên võ thì phải vượt qua hai cửa ải đó, nhưng lúc này chúng vẫn còn mờ mịt. Chỉ có vượt qua thiên kiếp thì nó mới có thể trở nên rõ ràng hơn. Hắn phải liên tục củng cố nền tảng và nâng cao cảnh giới thì mới có thể thông suốt. Một lần nữa, đây lại là một chặng đường rất dài. Nếu không tìm được cơ duyên lớn thì rất khó để bước vào cảnh giới thiên võ. Về phần tại sao có hai cửa ải thì hắn cũng không có nhiều nghi hoặc, có thể nói là một cửa ải huyết mạch, một cửa ải thiên võ. Nói chung, chuyện về các cửa ải sau này hắn sẽ tìm người có kinh nghiệm dày dặn để hỏi. Khi mặt trời lặn ở đằng Tây hắn mới chậm rãi mở mắt rồi phun ra một ngụm chọc khí, tu vi của hắn đã được củng cố, ánh mắt của hắn lại càng thêm thâm thúy, lóe ra kim quang rực rỡ. Ngay tối nay, Triệu Bân liếc mắt nhìn tiên quả ma linh, ma khí quanh quẩn không tiêu tan, ma quang vô cùng thuần túy, dị tượng càng lúc càng rõ ràng đến mức hắn có thể nhìn thấy được. Vẫn là câu nói đó. Đừng nhìn tiên quả ma linh có bề ngoài không đẹp mà lầm tưởng, khi chín nó liền trở thành một loại quả tỏa ra hương thơm nồng đậm thấm vào ruột gan. Hắn không nhìn tiên quả ma linh nữa mà liếc nhìn bốn phía, sau đó lại len lén lấy ra một cuộn giấy, đó chính là hàng nóng mà hắn mới tìm được. Hắn ngồi xem hàng nóng hết sức nghiêm túc, đối với việc này hắn cũng tìm được cho mình một lý do chính đáng, muốn học hỏi kinh nghiệm. Hẳn là hắn xem rất mê mẩn cho nên còn không biết tiểu kỳ lân cũng đã nhảy đến bên cạnh. Nó giống như một con chó nhỏ ngồi chồm hổm bên cạnh hắn rồi cũng ghé mắt vào xem hình ảnh, đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải.
cảnh tượng trông rất buồn cười. Triệu công tử chảy máu mũi, Tiểu Kỳ Lân cũng chảy máu mũi. Nguyệt thần thấy vậy thì thở dài không thôi, nếu để vua Kỳ Lân phát hiện ra chuyện này thì rất có thể nó sẽ tát chết Triệu Bân, đường đường là thánh thú Tiểu Kỳ Lân, đi theo ngươi chẳng học được chuyện gì tốt, chỉ học được thói mặt dày vô sỉ. Đây cũng là một loại tu hành. Đừng hỏi, nếu như hỏi thì đều là do sư phụ dạy tốt. Triệu công tử bình thường vẫn hay để lỗi như thế, vốn gì hắn là một thanh niên nghiêm túc, tất cả là do tù nhi dạy hư hẳn. Him, trong một khoảnh khắc, Triệu Bân đột nhiên ngước mắt lên có người tiến vào thành cổ ma quật giống như một bóng ma, khi tức lúc ẩn lúc hiện nhưng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Chưa suy nghĩ nhiều, hắn liền thu lại hàng nóng, chậm rãi bước ra khỏi địa cung. Hắn vừa bước ra ngoài thì đã gặp một thân ảnh màu đỏ, không nhìn rõ ngũ quan bởi vì tấm áo choàng đỏ đã che chắn rất kỹ khuôn mặt cùng dáng vóc của đối phương, chỉ thấy trong đôi mắt lộ ra sự âm trầm cô quạnh, ma sát quanh thân mãnh liệt quay cuồng, bất luận nhìn thế nào thì cũng giống hệt một đại ma đầu. Cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân thầm lẩm bẩm, hắn đã có thể nhìn ra tu vi của đối phương. Nguyên nhân chính là vì nhìn ra cho nên ánh mắt của hắn mới lộ ra vẻ kỳ quái, đối phương rất giống hắn. Tuy có tu vi cảnh giới chuẩn thiên nhưng lại bộc phát khí ẩn cảnh giới thiên võ, cho dù lúc ẩn lúc hiện nhưng vẫn tồn tại. Không đúng. Trong khi quan sát, hai mắt của hắn chợt nheo lại. Không đúng chỗ nào, nội tình không đúng. Đây không phải là chân thân mà là một phân thân. Chính xác mà nói thì đây là một ma thân, như vậy mới đáng dọa người, chỉ là ma thân mà đã có tu vi cảnh giới chuẩn thiên cùng khí ẩn cảnh giới thiên võ, vậy thì chân thân còn mạnh mẽ đến mức nào nữa? Chẳng lẽ lại là một cường giả thiên võ hàng thật giá thật? Là do ngươi tiêu diệt sao? Kẻ áo đỏ nhếch miệng cười nhìn Triệu Bân hỏi. Không thể phủ nhận, lửa giận có hơi lớn một chút. Triệu Bân nói xong còn nhìn quét qua đối phương từ trên xuống dưới, muốn từ ma thân này tìm ra tung tích của chân thân. Đáng tiếc, trên người đối phương có bí pháp che lấp, vượt xa ma thân của Vương Dương, hắn có thể nhìn thấu ma thân Vương Dương nhưng không thể nhìn thấu kẻ này. Ngươi là người của thế lực nào? Kẻ áo đỏ tỏ ra hứng thú hỏi Triệu Bân. Từ nơi sơn giã mới chạy ra ngoài, Triệu công tử tùy tiện trả lời. Ương bướng. Khóe miệng của kẻ áo đỏ nhếch lên, trước đó hắn ta còn đứng cách Triệu Bân vài trượng, bây giờ lại giống như một bóng ma lướt tới, một tay vươn ra tóm lấy Triệu Bân, giữa lòng bàn tay có ma văn lưu chuyển, đó hẳn là một loại bí pháp phong ấn cường đại, hắn ta đang muốn phong ấn Triệu Bân rồi bắt về nghiên cứu kỹ càng. Triệu công tử chưa nhúc nhích, chỉ mở ra thiên cương hộ thể. Kẻ áo đỏ bất ngờ không kịp trở tay, còn chưa chạm đến Triệu Bân thì đã đụng phải lá chắn, bị thiên cương hộ thể chấn trở mình, mà sát toàn thân bị hóa diệt không ít cho nên bí pháp che lấp cũng tiêu tán. Nhìn thấy bộ mặt thật của hắn ta, Triệu Bân liền nhướng mày. Khuôn mặt này hắn đã nhìn thấy ngày hôm qua. Hắn đã nhìn thấy ở đâu? Chính là ở dưới địa cung, đúng vậy. Bức tượng huyết ma mà ma quật thờ phụng có khuôn mặt giếng kẻ này y như đúc. Cùng có thể nói huyết ma mà ma quật thờ phụng chính là chân thân của kẻ ác đệ này. Như vậy thì chuyện cùng đã dần sáng tệ. Kẻ áo đỏ này hơn nửa đêm còn chạy tới đây rõ ràng không phải để du sơn ngoạn thủy mà là để lấy tiên quả ma linh, trùng hợp làm sao lại gặp phải Triệu Bân hắn. Đã nói mà, có thể được ma quật thờ phụng thì tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Ngay cả ma thân còn tà hồ đến như vậy thì chân thân 8-9 phần phải là cường giả thiên võ. Kẻ áo đỏ đáp đất đánh ầm một tiếng khiến cho địa cung chấn động dữ dội. Triệu công tử nhướng mày, kẻ áo đỏ cũng nhướng mày, cả hai thật sự đã đánh giá thấp đối phương, không ngờ đối phương lại có nội tình cường hãn đến vậy, chính vì không ngờ cho nên mới lộ sơ hở và trở tay không kịp. Tiền bối, có thể xưng ra quý tánh đại danh không? Triệu Bân cười nói. Kẻ như ngươi còn chưa có tư cách biết, kẻ áo đỏ thè đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi rồi nói. Hay là sợ không dám nói ra, Triệu Bân bĩu môi. Đợi ta trấn áp ngươi xem ngươi có còn mạnh mồm mạnh miệng như vậy nữa không, kẻ áo đỏ cười lạnh nói, sau đó biến mất chỉ trong chớp mắt, tốc độ hết sức kinh người, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở ngay sau lưng Triệu công tử, điểm một ngón tay vào gáy Triệu Bân. Triệu Bân không sợ, lại mở ra thiên cương hộ thể. Nhưng lần này thiên cương hộ thể không có tác dụng, ngón tay của đối phương đã xuyên thủng thiên cương hộ thể ngay lập tức. Triệu Bân cũng không đứng yên chờ chết, ngay lập tức phi thân nhảy ra khỏi phạm vi công kích, cũng ngay lập tức quay đầu lại. Ở phía đối diện hắn lúc này có một con ma long đang gầm giống lao tới.
Triệu Bân thậm chí còn không thèm nhìn, lập tức tung ra một quyền oanh diệt, nhưng ma long rất quỷ dị, sau khi bị oanh diệt thành xương máu thì lại ngưng tụ thành kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém tới. Công kích yếu cỡ này thôi thì đừng đánh nữa, Triệu Bân lãnh đạm nói, dùng hồn ngự huyền hoàng khí phóng ra quanh thân đánh bật kiếm khí của kẻ áo đỏ, tạc ra không khí một ánh lửa lớn, không hề làm tổn thương đến khí lực của hắn. Thế này thì sao? Kẻ áo đỏ nở nụ cười âm hiểm rồi kết ấn. Ngay lập tức địa cung ông chấn động, một tòa ma tháp đen kịt trong nháy mắt ngưng tụ thành hình rồi vây chặt lấy Triệu Bân. Ma tháp vừa là bí thuật vừa là thiên phú thần thông, có khi hư ảo có khi rắn chắc, bên trong ngoài tiếng sấm rền đinh tai nhức óc còn có ma khí mãnh liệt quay cuồng, đó không phải là ma khí bình thường mà là niệm lực ma khí được hình thành qua hương hỏa thờ phụng, có năng lực không khác mấy niệm lực Phật gia. Điểm khác biệt duy nhất chính là một bên độ hóa thành Phật, một bên độ hóa thành ma. Trăm sông đổ về một biển, từ đối thủ lại trở thành tín đồ. Người có vẻ rất thuần thục phương pháp của Phật gia để xung sát Triệu Bân thân nhiên nói hắn quan quanh bên trong ma tháp, chỉ có quỷ mới biết được huyết ma này đã nhận được bao nhiêu hương hoa thờ phụng mà niệm lực ma khi lại cường hàn đến thế. Cường giả chuẩn thiên bình thường bị mắc kẹt ở đây nếu như không nhanh chóng ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị luyện hóa. Cho dù có thể chống đã niệm lực ma khi thì cũng chưa chắc có thể phá được ma tháp, bởi vì ma tháp không chỉ là bí thuật mà còn là thiên phú thần thông huyết ma dường thành, cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên, thứ này vẫn vô dụng đối với hắn. Đối với kẻ áo đỏ này hắn chỉ cần dùng một chiêu thuấn thân tuyệt sát liền có thể kết liễu, sở dĩ hắn kéo dài trận chiến cho tới bây giờ chính vì hắn muốn thông qua ma thân tìm ra chân thân đứng sau. Luyện hóa, kẻ áo đỏ quát lớn một tiếng. Đột nhiên, niệm lực ma khí trong tháp hóa thành hình thái ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó tụ lại thành biển lửa nhấn chìm Triệu Bân, mang theo lực luyện hóa mạnh khủng khiếp. Triệu Bân không quan sát nữa, ngay lập tức tung ra một quyền phá ma tháp. Bí thuật này nếu như được chân thân thi triển ra thì có lẽ hắn không phá được, nhưng đây chỉ là một ma thân, hắn ta muốn vây khốn và luyện hóa hắn là chuyện không thể nào. Hự! Kẻ áo đỏ kêu rên, từng bước lui về phía sau, khóe miệng phun ra máu tươi. Ma tháp bị Triệu Bân mạnh mẽ đánh nát khiến cho hắn ta cũng gặp phản phệ dữ dội. Chuyện này khiến cho hắn ta cảm thấy rất khiếp sợ, cảnh giới chuẩn thiên sao lại có thể mạnh đến thế, bên trong ma tháp chẳng những có niệm lực ma khí mà còn có thêm ma huyết nhưng vẫn không thể giam cầm được đối phương. Keng! Hắn ta chưa kịp định thần thì đã thấy một luồng lôi điện đánh tới từ phía trước, tiếng lôi điện rền vang đinh tai nhức óc, lôi uy cực kỳ bá đạo. Lôi điện màu vàng. Kẻ áo đỏ hơi nheo mắt lại nhìn huyền hoàng khí đang phóng ra quấn quanh thân Triệu Bân, hắn ta đã có thể xác định chính xác thân phận của Triệu Bân. Thảo nào chiến lực của đối phương lại cường đại đến như vậy, hóa ra hắn là thánh tử Thiên Tông, nhưng theo tin tình báo thì cơ ngân mới đạt tới cảnh giới địa tạng, hắn bước vào cảnh giới chuẩn thiên từ lúc nào. Ông! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lôi điện đã đánh tới. Kẻ áo đỏ vội vàng phóng ra một tia máu chặn luồng lôi điện. Triệu Bân nhanh chóng giết tới, tung ra hám thiên quyền đánh nát thân thể kẻ áo đỏ. Giết! Kẻ áo đỏ gầm lên một tiếng, lập tức biến đổi hình dạng, trên người mọc ra đầy vảy, miệng đầy răng nanh, ma sát vốn mãnh liệt quay cuồng lại càng trở nên hung bạo hơn, ma lực cuồn cuộn còn mạnh hơn trước một bậc, địa cung vốn đã là một đống hỗn độn bây giờ lại có thêm đất đá văng tung tóe, dường như còn sắp sụp đổ. Bí pháp che lấp thật huyền ảo. Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn từ đầu đến cuối đều cố gắng tìm kiếm chân thân huyết ma thông qua phân thân nhưng không thể tìm ra, đối với việc chiến lực của kẻ áo đỏ tăng đột ngột thì hắn cũng không quá kinh ngạc, dù sao nếu như không có nội tình chống đỡ thì ma thân cũng không trụ được bao lâu. Đài ớt khở trong trạng thái huyết mai kẻ ác độ trận đầy uy áp, tung ra một trường từ trên không giáng xuống. Tất nhiên ngay sau khi tung đòn đó thì chiến lực của hắn ta cùng tuột dốc không phanh. Triệu Bân mạnh mẽ tung đòn đối kháng. Hàm thiên quyền xanh diệt trưởng ấn của kê áo đệ ngay lập tức, cánh tay của kẻ ác đệ cùng bị chấn nát, lớp vảy trên người văng tung tóc hóa thành xương máu trong không trung. Sao có thể mạnh như vậy? Kẻ áo đỏ giật mình kinh hãi, hắn ta đã nghe nói về sự lợi hại của thánh tử Thiên Tông từ lâu nhưng vẫn không thể nào tin được. Hôm nay thật sự chiến đấu với Triệu Bân thì hắn ta mới biết chiến lực của đối phương vô cùng kinh người, hơn nữa nội tình còn cực kỳ hùng hậu. Đúng là không thể dùng biện pháp thông thường để xử lý được hắn. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn ta chợt lóe lên một tia sắc lạnh, hắn ta chuẩn bị mở ra cấm pháp, từ trên đỉnh đầu của hắn ta bắn ra một tia sáng phóng thẳng lên 9 tầng mây, uy lực mạnh đến mức khiến cho địa cung thật sự sụp đổ.
Trên bầu trời ngay lập tức diễn hóa ra một vòng thái dương hắc ám, nở rộ ánh sáng quỷ dị có thể làm điên đảo thần hồn, còn mang theo lực hóa diệt vạn vật, ma quang chiếu tới đâu thì nơi đó liền bị công phạt. Lại là một quả cầu. Triệu Bân liếc mắt một cái, cũng không thèm lấy ra bá vương cung, chỉ thi triển Chu Tiên Quyết phóng thẳng vào vòng thái dương hắc ám kia rồi chém nó thành hai nửa, ma quang chiếu dọi ra ngoài cũng chậm rãi tiêu tán. Phụt! Kẻ áo đỏ phun máu, một cái cánh tay đã bị nổ thành máu thịt be bét. Bởi vì đã mở ra cấm pháp cho nên hắn ta cũng gặp phản phệ dữ dội, bộ dạng của hắn ta lúc này hết sức thê thảm, chỉ có điều chân thân có lẽ đã tu bất diệt ma thân quyết cho nên ma thân cũng có khả năng tái tạo lại cánh tay đã bị nổ. Ngươi đã làm ta tức giận rồi. Kẻ áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc nói chuyện thì ma khí toàn thân của hắn ta đã chậm rãi hóa thành máu loáng, mỗi một tấc máu loáng đều khiến cho địa cung đã bị phá hủy bị nhuộm đỏ huyết tinh. Cho đến khi ma khí toàn thân hắn hoàn toàn hóa thành máu loãng thì không gian cũng hoàn toàn thay đổi, trở thành một thế giới đỏ tươi màu máu, chính xác mà nói thì thân thể của hắn đã biến thành một không gian thế giới mới. Triệu Bân đã từng chiến đấu với một huyết ma ở núi Địa Long nên tất nhiên biết được điều này. Rất nhanh đã có những tiếng lệ quỷ kêu rên vang lên, có rất nhiều oán linh từ trong vách tường chui ra, xông về phía hắn từ bốn phương tám hướng, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn và kéo linh hồn của hắn xuống địa ngục. Nào, đến đây đồng hóa với ta, kẻ áo đỏ âm hiểm cười nói, tiếng nói giống như ma chú vang vọng trong thế giới màu máu. Triệu Bân không hề để ý đến lời nói của hắn ta, khi đánh nhau với huyết ma ở núi Địa Long vì hắn ta là chân thân hàng thật giá thật cho nên Triệu công tử. Báu vật, đây là báu vật. Thanh niên áo đen thấy thế mà ánh mắt như sáng lên, trong thần sắc của thánh tử thì dường như lò luyện này có tiềm năng của một báu vật. Thứ có thể lọt vào mắt thánh tử đâu thể là vật tầm thường. Đúng là mờ mắt mà. Qua hồi lâu, Triệu Bân mới lầm bầm. Hắn lấy bảo liên đăng, dùng tiên lực để thắp sáng nó, dùng ngọn lửa của bảo liên đăng châm sang lò luyện đan, ngọn lửa cháy mãi thì lò luyện đan thay đổi hình thái, hoa văn trên đó cũng dần tươi sáng và sắc nét hơn. Ngoài ra, còn có khải tượng diễn hóa. Trong khải tượng, dường như có một luồng tiên quang lấp lánh, thoáng thấy sấm sét. Ảo ảnh mê ly, Triệu Bân nhìn thấy mà tâm trí như đắm chìm, hai mắt thoáng chốc mất đi ánh sáng, toàn thân đờ đẫn, một tay cầm bảo liên đăng, một tay cầm lò luyện đan, cứ đứng đó như trời trồng. Thánh tử, thanh niên áo đen thấy thế bèn xòe tay ra hơ hơ trước mặt Triệu Bân. Triệu Bân không phản ứng, giống như con rối vô hồn, thần sắc ngơ ngẩn, hai mắt vô hồn, cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không hề nhúc nhích, đến cả tiên lực rồi rào cũng bình lặng hơn. Tâm trí chìm đắm. Thanh niên áo đen lầm bầm, nhìn ra chút manh mối. Chắc hẳn đây là ý cảnh tiềm ẩn bên trong lò luyện đan, khiến tâm trí thánh tử xa vào trong. Cậu ta đoán không sai, đích thực là ý cảnh, Triệu Bân cũng đang đứng đó xem xét. Thật trùng hợp, hắn rơi vào trong ý cảnh, bị lôi vào một thế giới hư ảo rất mênh mông. Lại gặp may rồi à? Triệu Bân thầm nghĩ, dương mắt nhìn khắp xung quanh. Thế giới bên trong ý cảnh tuy là ảo mộng nhưng lại rất chân thực, phóng mắt nhìn ra có thể thấy được đỉnh núi sinh động như thật, trong mơ hồ còn nghe thấy tiếng dòng sông rì rào, vô cùng rõ nét. Trên đỉnh núi, hắn trông thấy một bóng người. Người này đứng lặng giữa dòng chảy của tháng năm như một tấm bia đá, cổ kính và tương thương, tuy có thể trông thấy, nhưng lại xa xôi hơn cả trong giấc mộng, khoảng cách ấy, dường như chỉ ngắm chứ không chạm vào được. Tâm trí của Triệu Bân bay đi rất xa. Hắn leo lên đỉnh núi. Đứng sánh vai cùng người đó rồi, hắn mới chậm rãi ngước nhìn sang, tiếc rằng không thể nhìn rõ dung mạo, bất kể là ngũ quan hay đường nét đều vô cùng mờ nhạt, chỉ loáng thoáng thấy được một góc trong vài khoảnh khắc, tràn ngập dấu vết đau thương, cổ kính đến mức khiến người ta quên cả thời gian. Khi hắn đang nhìn, trước, tiếp, cũng không biết là do cảm thán hay do tâm huyết trào dâng, người này há miệng hô lên, động tĩnh không hề nhỏ. Dường như có cả trăm triệu tia chớp gầm rú, vang vọng khắp bầu trời cổ kính. Với tư cách là người đứng xem, Triệu Bân thấy cây gỗ trên núi bị nổ tung từng mảng một, đến cả hư không rộng lớn cũng sập mất một nửa, ánh chớp lóe lên, dòng điện chạy tán loạn. Ực, Triệu Bân thầm nuốt nước bọt vì chấn động. Người này là thần linh ư, chỉ một tiếng hét đã làm sập cả trời đất. Trong thời khắc hắn hoảng hốt, người bên cạnh đã biến thành một làn khói hư ảo. Ý cảnh này cũng theo người kia vỡ tan vỡ nát, vỡ thành văn tự, bay vào cơ thể hắn. Ý thức của Triệu Bân mơ hồ,
tiếng nổ đi đùng trong đầu không hề dứt. Văn tự được hình thành từ những mảnh vỡ mang theo khí thế rất bá đạo. Lôi thần nổ. Triệu Bân lầm bầm, bấy giờ mới biết đây là một bộ bí pháp. Lôi thần nổ chính là tên của nó, là một bí thuật sóng âm rất bá đạo, khá giống với hổ gầm rồng ngân, nhưng khi so với nó thì hổ gầm rồng ngân không cùng đẳng cấp được. Thứ này gắn chữ thần tất nhiên không để đùa, đòn tấn công lôi thần nổ của người kia đúng là hủy diệt đất trời, đến mức này, tâm trí của hắn vẫn còn chấn động đến mức chưa hồi phục được. Ý cảnh tan đi, hắn quay về với hiện thực. Thế nhưng, ý thức của hắn vẫn rất mơ hồ, ngã xuống rồi hôn mê. Lò luyện đan kia đã mất đi ánh sáng vốn có, keng một tiếng rơi xuống đất, nứt toác ra khiến thanh niên áo đen đau lòng vô cùng, đây là một báu vật đó. Hay cho một lôi thần nổ. Trong lúc hôn mê, Triệu Bân không ngừng nói mớ. Thanh niên áo đen không dám cảm giảm, cứ ngoan ngoãn trông chừng với ánh mắt kỳ lạ. Xấu hổ ghê, cậu ta lấy được lò luyện đan bao lâu nay mà không rõ huyền cơ, vừa tới tay thánh tử đã ra được ý cảnh. Tóm lại, đây là vấn đề về nhân phẩm. Triệu Bân ngủ một giấc mất mấy ngày, ngủ rất ngon giấc, lông mày thỉnh thoảng sẽ nhíu chặt, thỉnh thoảng lại giãn ra. Hắn lĩnh ngộ lôi thần nộ trong giấc mơ, tuy có môn pháp nhưng bí thuật này không hoàn chỉnh, cần phải luyện hóa và thử nghiệm nhiều lần mới dần diễn tiến môn pháp tan nát này thành phiên bản hoàn chỉnh. Đến ngày thứ sáu, hắn mới tỉnh dậy. Ngủ một giấc mà đôi mắt trở nên thâm thúy hơn hẳn. Thấy vậy, thanh niên áo đen vội vàng tiến tới. Người đúng là một phúc tinh, Triệu Bân mỉm cười. Suy cho cùng thì cơ duyên này là do thanh niên áo đen mang tới, nếu tên này mà là nữ. Chắc hắn sẽ kích động lao tới hôn một cái, bí pháp có chữ thần, đúng là bá thiên tuyệt địa. Thanh niên áo đen cười gượng, đọc tiếp: tại ngần này tuổi rồi lần đầu có người gọi cậu ta là phúc tinh, học xong rồi thiêu hủy đi đừng truyền ra ngoài. Triệu Bân không keo kiệt, đưa môn pháp lôi thần nộ truyền cho cậu ta, dù sao thì là luyện đản cũng là của người ta, hắn hưởng hệ thối. Trước, tiếp, lúc lên đến tầng thứ 8, hắn có thể nhìn thấy Phật quang tỏa sáng, cũng có thể ngửi thấy khí tức của từ thiện. Còn cả cái đầu chọc bóng loáng đó nữa, Triệu công tử thấy mà ngứa ngáy tay, hắn rất muốn tìm một cái chày sắt thật to, đập một cái thẳng tay, nói chung cứ đập cho chết là được. Thực tế là hắn cũng đã lôi gậy ra thật. Chớp mắt cái đã đến tầng thứ 9. Trạng thái của Từ Thiện có vẻ không được tốt lắm. Bị không gian cắt bị thương là chuyện nhỏ, Kim Phật hộ thể và Tu La Môn bị hủy mới nguyên nhân chính khiến ông ta bị trọng thương, hai loại phản vệ đó cực kỳ bá đạo. Đến lúc này vẫn còn có thể nghe thấy tiếng rên đau đớn, trong tình thế này, đừng nói là dùng đến lực chiến đấu đỉnh cao, dù chỉ là muốn dùng Phật quang hộ thể thôi, e là cũng khó. Hả? Triệu Bân vẫn chưa tấn công là đã thấy Từ Thiện mở mắt, không phải vì ông ta phát hiện ra có người ngoài mà do Triệu công tử đã bất cẩn dẫm phải cấm chế, khiến nó phát tín hiệu cảnh báo, đánh thức Từ Thiện. Ai? Đại gia ông? Triệu Bân tấn công, gõ một gậy lên đỉnh đầu của Từ Thiện. Chà! Đã thật! Từ Thiện vừa mở mắt ra là đã bị đánh cho tối đen hai mắt. Đùa chứ, thứ mà Triệu Bân cầm là chày sắt, không phải là loại bình thường mà là thứ chuyên dùng để đánh tinh thần. Á! Từ Thiện rên đau, phi thân ra sau né tránh. Mới phải lao lực, kẻ trước mặt đây chẳng qua chỉ là một ma thân, muốn nuốt chửng Triệu công tử đúng là mộng tưởng hão huyền. Mở! Triệu Bân quát lớn. Lôi thần nộ phối hợp cùng võ hồn không ngừng chấn diệt oán linh, uy thế của hắn thậm chí còn khoét ra một lỗ thủng lớn trong thế giới màu máu. Phụt! Kẻ áo đỏ hộc máu giàn giụa. Thế giới màu máu bị phá cũng giống như chính ma thân bị phá, khiến cho ma thân không còn ra hình người, thậm chí còn không thể đứng vững. Triệu công tử chỉ mới bước vào cảnh giới chuẩn thiên nhưng chiến lực của ma thân vẫn còn kém hẳn quá xa, bé pháp của ma thân tuy không tệ nhưng vẫn vô dụng đối với hắn. Triệu Bân dậm chân phóng lên trời tung ra thiên thủ đại la từ trên bầu trời giáng xuống. Kẻ áo đỏ lộ ra nét mặt dữ tợn, thủ thế đứng vững, hai tay giơ lên trời. Đáng tiếc hắn ta không thể chặn được một kích này, đã bị một chưởng của Triệu Bân chấn quỳ xuống đất, xương cốt trong cơ thể nứt vỡ, cho dù có bất diệt ma thân quyết cũng vô dụng, khó có thể tái tạo khí lực, hắn ta chỉ là một ma thân, không thể sử dụng được hết sức mạnh của bất diệt ma thân quyết. Á! Kẻ áo đỏ rít gào, ma lực cuồn cuộn trào dâng. Nhưng cho dù hắn ta có gầm rú như thế nào thì ma lực của hắn ta cũng không thể chống nổi một chưởng của Triệu Bân. Chân thân ở đâu? Triệu Bân lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám khiêu chiến chân thân của ta sao?
Kẻ áo đỏ đã không còn chống cự nữa, chỉ nở nụ cười âm hiểm. Trong lúc hắn ta nở nụ cười thì thân thể cũng đã nổ tung thành bùn máu. Từ trong đống bùn máu có một tia sáng màu đen bắn ra nhanh như chớp. Triệu Bân bất ngờ trở tay không kịp, đã bị tia sáng bắn trúng. Đó không phải là một tia sáng đen bình thường, nó đã bắn thẳng vào võ hồn của hắn rồi hóa thành một ma văn tỏa ra ánh sáng đen quỷ dị. Huyết ma chú. Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào ma văn khắc trên võ hồn. Hắn tuyệt không nhìn lầm, đó chính là huyết ma chú, cấm pháp của dòng dõi huyết ma, phải hiến tế sinh mệnh mới có thể thi triển. Cấm pháp này không chỉ tà ác mà còn bá đạo, rất khó tiêu trừ, hắn đã từng đọc qua điều này trong bí quyển ma gia. Ma thân có ý thức cùng tư tưởng độc lập cũng xem như một sinh mệnh, có thể hiến tế chính sinh mệnh mình để yểm ma chú lên người hắn. Dòng dõi huyết ma quả thật rất đáng sợ. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Huyết ma chú lóe ra u quang, đã bén rễ vào võ hồn của hắn, cắn nuốt lực võ hồn của hắn, lan cả ra ngoài thân thể của hắn, tiên lực minh mông cũng đều bị huyết ma chú hút vào để nuôi dưỡng ma chú. Phá! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, dùng tiên lực thanh tẩy võ hồn, cũng chậm rãi thanh tẩy huyết ma chú, muốn mạnh mẽ luyện diệt nó. Nhưng hắn đã đánh giá thấp huyết ma chú, một khi nó đã bén rễ thì nó liền khắc sâu vào trong võ hồn của hắn. Phá! Ánh mắt Triệu Bân lúc sáng, điều động căn nguyên huyết mạch. Tuy nhiên vẫn không có hiệu quả trong thời khắc nguy và hiền đột nhiên nữ dệ ánh sáng bao phủ lấy và hon. Hiểm từ hồn châu treo trên không ngờ ánh sáng của từ hồn châu lại có tác dụng rất tốt, ma chủ vừa đụng phải ánh sáng của từ hồn châu thì liền dần dần mất đi uy đờ cham rãi trở nên loang lễ rồi sau đó ma chủ đã bị hóa diệt từng chút một. Đúng là vật tốt. Hai mắt Triệu Bân trở nên rạng rỡ khi quan sát từ hồn châu. Viên Linh Châu lấy được từ Vân U Cốc quả nhiên có năng lực phi phàm, hắn còn chưa luyện hóa được hoàn toàn ấn ký trên nó nhưng không ngờ nó vẫn tự bảo vệ hắn, có vẻ như nó là khắc tinh của ma chú thấy nó liền giống như chuột thấy mèo, không thể gây ra sóng gió thêm nữa. Phá! Hắn khẽ quát một tiếng, lực huyết mạch cùng căn nguyên đều xuất hiện để hóa diệt hoàn toàn tàn dư của ma chú, ma lực cùng ma khí còn sót lại cũng đều bị tử hồn châu hóa diệt, thuận tiện còn góp phần tẩy luyện võ hồn. Nếu như kẻ áo đỏ còn sống mà nhìn thấy cảnh này thì không biết sẽ có cảm tưởng gì, hắn ta hiến tế sinh mạng của mình để thi triển huyết ma chú nhưng huyết ma chú lại bị Triệu công tử hóa diệt một cách dễ dàng, chẳng khác nào cái chết của hắn ta là hoàn toàn vô giá trị. Không tệ. Triệu Bân mỉm cười, càng lúc càng cảm thấy thích tử hồn châu, nếu như hôm nay tử hồn châu không đại triển thần uy thì hắn sẽ còn phải chịu đựng đau khổ không biết bao nhiêu ngày. Huyết ma chú của ma thân không tầm thường. Tuy không phải không thể phá nhưng muốn phá cũng rất lao lực. Cho nên mới nói tử hồn châu đúng là bảo bối, hắn phải bớt thời gian luyện hóa hết ấn ký của nó càng sớm càng tốt. Như vậy thì hắn mới có thể sử dụng toàn bộ năng lực của nó. Một lúc sau hắn mới thôi không nhìn tử hồn châu nữa mà chậm rãi trở lại chỗ quả ma linh. Giờ phút này, màn đêm đã buông xuống, quả ma linh đã chín, vẫn đẫm máu đỏ tươi. Ma lực cùng ma khí bao phủ lấy nó đã trở nên vô cùng tinh túy, dị tượng diễn hóa cũng vô cùng rõ ràng. Giờ nó là của ta. Triệu Bân hái quả ma linh xuống, bỏ nó vào hộp ngọc rồi phong ấn lại cất vào kho, ngoài ra còn thêm vào hơn chục loại phong ấn để tránh chuyện tinh hoa của quả ma linh bị thất thoát. Về phần hắn sẽ đưa quả này cho ai dùng thì còn phải thương lượng sau. Theo hắn thì đưa cho ma tử là thích hợp nhất, vì hắn thích ma tử đó. Ngao. Ngao! Tiểu Kỳ Lân kêu lên, nhảy vòng quanh cái cây có quả ma linh. Triệu Bân cũng nhìn lại, sau khi hắn hái quả ma linh thì cái cây cũng chậm rãi héo rũ, lá rụng từng mảng, thân cành cũng mất đi ma lực. Hắn cũng không ngạc nhiên về điều này, việc cái cây héo rũ chứng tỏ nó là hàng thật, nếu không héo rũ thì nó là hàng giả rồi. Một cây ma linh cả đời chỉ kết một quả ma linh thì đã hao phí hết tất cả tinh hoa, nếu như muốn có quả ma linh thì chỉ có thể tự trồng cây, Tính ra quả ma linh trong tay của hắn cũng có chứa hạt giống. Đó là cách mà loại cây này tồn tại từ đời này sang đời khác. Đi thôi. Triệu Bân liếc nhìn thoáng qua xung quanh một lần cuối rồi xoay người rời đi. Tiểu Kỳ Lân kêu lên ngao ngao rồi lại chui vào đan hải của Triệu Bân. Không lâu sau lại có thêm một tiếng nổ vang vọng thiên địa. Thành cổ ma quật lớn như vậy đã bị Triệu Bân sang bằng, biến thành một mồ chôn tập thể. Nhưng việc còn chưa hoàn mỹ chính là đây chỉ là một căn cứ chứ không phải hang ổ.
Tới bây giờ hắn vẫn chưa có tin tức chính xác về hang ổ của ma quật, ngoài ra còn có huyết ma và vương dương vẫn chưa giết được, hắn còn phải tiếp tục tìm. Hửm! Mới ra khỏi rừng thì Triệu Bân đã gặp một người. Đó là một lão già áo đen có khuôn mặt khá xấu xí trông lấm la lấm lét đang cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh. Thánh tử! Vừa nhìn thấy Triệu Bân đi ra thì lão già áo đen đã vội vàng đi tới. Triệu Bân liếc nhìn lão ta từ trên xuống dưới, nhìn thoáng qua đã biết đó là do thám của ma gia. Tìm được ngươi rồi, lão già áo đen cười nói. Còn mấy người thương khung và đại trưởng lão đâu, Triệu Bân hỏi, còn người của Tần gia thì sao? Ta không tìm thấy mấy người đại trưởng lão già áo đen vội vàng nói, người của Tần gia đã tìm được rồi, hiện tại đang ở thành cổ Ngọc Thiên. Có biết mấy người đại trưởng lão đã đi đâu không? Ta không biết. Thật kỳ quái, Triệu Bân lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã bị giết rồi sao? Ma tử truyền tin đến, lão già lấy ra một phù chú, hai tay dâng lên. Triệu Bân nhận lấy, dùng một ngón tay mở cấm chế trên phù chú, một đoạn văn tự liền được chiếu ra. Vừa nhìn thấy thì Triệu Bân đột nhiên biến sắc. Rõ ràng đó chẳng phải là một tin gì tốt, thê tử của hắn đã biến mất. Đúng vậy, Liễu Tâm Như đã biến mất, theo thông tin nhận được thì nàng đã bị triệu hồi đi, ma tử cùng tử linh còn đang tìm kiếm. Ma tử đi đâu, Triệu Bân hỏi. Đến Thiên Hà. Nhanh chóng trở về thành cổ Ngọc Thiên dẫn người của Tần gia đến Thiên Âm Các. Triệu Bân để lại một câu rồi đi thẳng về phía Tây, phía sau còn để lại một phân thân. Phân thân không dám chậm trễ. Lão già áo đen không dám sơ suất. Cả hai cùng nhau biến mất vào màn đêm. Ở bên này, Triệu Bân đã triệu hồi đại bằng và lấy ra bản đề có thể tìm được thiên hà trên bản đồ. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi đến cực điểm từ khi ra khỏi núi Địa Long, hắn không hề liên lạc với Thành Thiên Thu, cứ nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề lớn, không ngờ giữa đường lại có biến cố xảy ra. Hắn không nghĩ ra cùng không thể hiểu kẻ nào đã triệu hồi Liễu Tâm Như, hơn nữa kẻ đó dựa vào thứ gì để triệu hồi nàng. Chẳng lẽ lại là huyệt mắc? Suy đoán này nhanh chóng bị hắn bác bỏ. Theo như lời ma tử nói thì Liễu Tâm Như đã không còn ý thức, nàng phóng đi với tốc độ cực nhanh trong trạng thái vô thức, nếu không thì ma tử cùng tử linh cũng không đến mức không đuổi kịp. Nếu như không liên quan đến huyết mạch thì chuyện này thật tà hồ. E rằng chỉ khi tìm được Liễu Tâm Như thì mới có thể tìm ra manh mối. Nhân quả vẫn không ngừng rối loạn. Nguyệt Thần bớt thời gian nhìn thoáng qua, không khỏi thở dài một tiếng. Triệu Bân không biết nhưng cô ta thì có thể biết được rõ ràng. Không cần nhìn Liễu Tâm Như cũng biết ai đã triệu hồi nàng, đó chắc chắn là Phật. Tại sao lại chắc chắn là Phật? Tất nhiên là vì Hoa Bồ Đề. Khi Liễu Tâm Như luyện hóa cùng Hoa Bồ Đề thì cũng đã tạo nên một đoạn nhân quả với Phật. Về phần là Phật nào đã triệu hồi Liễu Tâm Như thì Triệu Bân 89 phần sẽ nhận ra, không đúng, là hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Nhanh hơn một chút. Triệu Bân phất tay, không ngừng dán thêm bùa tốc hành. Không cần hắn nói thì đại bằng cũng tâm linh tương thông với hắn, nó phóng đi với tốc độ cực nhanh, nó là thông linh thú của Triệu Bân cho nên Triệu Bân niết bàn lột xác thì nó cũng hưởng lợi không ít. Đến lúc này thì nó cũng đã có tu vi ngang cấp chuẩn thiên. Trong toàn bộ đại hạ, ngoại trừ thông linh thú cấp thiên võ thì không có loài nào có thể so sánh tốc độ với nó. Thiên Hà là một con sông. Nhưng con sông này không phải là một con sông bình thường, nó vô cùng hùng vĩ. Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển ầm ầm, từ trên cao nhìn xuống trông nó giống như một con rồng khổng lồ vắt ngang qua đại địa. Nghe đồn từng có một vị tiên ngồi bên bờ sông ngộ đạo, cái tên Thiên Hà cũng ra đời từ đó. Nhưng con sông này cũng hết sức tà hồ, từng có không ít người nghe danh chạy đến ngắm cảnh, nhưng vừa đến thì liền một đi không trở lại. Tại đây lâu lâu lại có người mất tích, thậm chí còn có rất nhiều người có tu vi cao. Thời gian dài trôi qua, tại Thiên Hà lại xuất hiện thêm lời đồn khác, đồn rằng dưới sông có thủy quỷ nhảy ra bắt người. Lâu dần lại càng có ít người dám đến đây. Nhưng đêm nay Thiên Hà lại náo nhiệt lạ thường. Không có ai chạy đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh nhưng lại có kẻ chạy đến đây để đánh nhau. Ai đang đánh nhau, chính là Ma Tử và Vương Dương. Thật là trùng hợp. Ma Tử tới đây để tìm Liễu Tâm Như nhưng còn chưa tìm được Liễu Tâm Như thì lại đụng phải thánh từ ma quật. Kẻ thù gặp mặt liền để mắt không nói chuyện được thì cử xông vào đánh nhau thôi, xem chiến cuộc thi ma tử đang gặp bất lợi. Cho dù hắn ta đã thi triển hung hề hóa thì cùng không phải là đối thủ của Dương Dương, hiện giờ Dương Dương rất đáng sợ,
cảnh giới chuẩn thiên định phong bộc phát được ma lực cuồn cuộn cùng khi ẩn cảnh giới thiên võ. Trái lại, ma tử rất chật vật, tu vi cảnh giới địa tạng không thể thi triển ra chiến lực mạnh mẽ bằng đối phương, cho dù đang ở trong trạng thái hung hổ hóa thì cũng chẳng phải là trạng thái đỉnh phong, như vậy hắn ta có thể đánh bại Vương Dương mới là lạ. Hai người chiến đấu gây ra động tĩnh vô cùng lớn, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn. Vũ động đầy trời, khiến cho ngay cả thiên hà bên dưới cũng dậy sóng, những ngọn núi cao san sát nhau liên tiếp sụp đổ, khung cảnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đã có thể mạnh đến thế này rồi sao? Ma tử nghiến răng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn ta nghĩ khi mình thi triển hung hổ hóa thì đã đủ mạnh, trong số những người cùng thế hệ ngoại trừ Triệu Bân cùng Long Phi thì ít ai có thể làm đối thủ của hắn ta, nhưng hôm nay lại có thêm Vương Dương. Đối với chiến lực của Vương Dương, ngay cả Đại Hạ Long Phi cũng chưa chắc có thể đối chiến, phải là Triệu Bân thì mới có thể. Ta đã quá xem trọng ngươi rồi. Vương Dương cười lạnh, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sự dữ tợn khát máu cùng khinh miệt, khi đánh nhau với ma tử, ngay cả một lá bài tẩy hắn ta cũng không thèm dùng đến. Tối nay thật là may mắn, hắn ta vốn định tới thiên âm các giết chết cơ ngân rồi dung nhập hắn vào cơ thể, dùng máu huyết của cơ ngân để luyện thể. Không ngờ trong lúc tung chiêu lại bị không gian đẩy đến chỗ của thánh tử Ma Gia. Thậm chí thánh tử Ma Gia nay còn đang giữ thái thượng hung hổ của Ma Khôi, đúng là quá may mắn cho Vương Dương. Ma tử không lên tiếng, chỉ cố hết sức công phạt. Khóe miệng Vương Dương nhếch lên, hắn ta mạnh hơn ma tử rất nhiều, bộc phát ma sát ngập trời khiến cho không gian xung quanh trở nên tối đen. Ở bên này náo nhiệt, ở một nơi khác gần đó cũng náo nhiệt không kém. Đại chiến không chỉ diễn ra giữa ma tử và Vương Dương mà còn diễn ra giữa tử linh và ma thân Vương Dương. Tối nay ma tử đã chật vật mà tử linh còn chật vật hơn hắn ta, cô ta là cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật nhưng vẫn không đánh lại một ma thân. Bởi vì cô ta đang ở trong trạng thái quá tồi tệ, huyết mạch cùng công pháp đều gặp phản phệ, cô ta bây giờ đáng lẽ ra phải bế quan điều dưỡng khí lực thế nhưng Liễu Tâm Như lại đột nhiên bị kẻ nào đó triệu hồi cho nên cô ta mới phải chạy đi tìm. Bây giờ chiến lực mà cô ta thi triển ra còn lâu mới đạt được tới trạng thái đỉnh phong, cho dù đối thủ chỉ là ma thân thì cũng có thể khiến cho cô ta liên tục bị thương. Triệu Bân không có ở đây. Cường giả Thành Thiên Thu cũng không có ở đây. Chỉ có hai người bọn họ xem ra không thể chống đỡ được thêm bao lâu, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ chắc chắn sẽ táng thân tại thiên hà này. Tử Linh nên mừng vì Liễu Tâm Như không có ở đây, nếu không thì nàng cũng sẽ không tránh được kết cục thê thảm. Người đã chạy đi đâu rồi? Ma tử thầm mắng, hắn ta đang mắng Triệu Bân, trong thời khắc mấu chốt lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Chủ yếu là, hắn ta không thể chống đời hơn nữa. Thiên hà dậy sóng, thiên địa rung chuyển. Ở một nơi hoang vắng không có khán giả theo dõi đang có một trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Tình trạng của ma tử cùng tử linh vô cùng thảm thiết, một người bị chân thân Vương Dương đánh không ngẩng đầu lên nổi. Một người bị ma thân Vương Dương liên tục đả thương, đội hình hai chọi hai nhưng hai người bọn họ dường như có thể gục chết bất cứ lúc nào. Người chạy đi đâu cả rồi? Những lời này không biết ma tử đã thầm lẩm bẩm trong lòng bao nhiêu lần. Hắn ta thật sự không đánh lại Vương Dương, lúc này rất cần có người khác đến trấn áp thế cục. Trong số những người cùng thế hệ, Triệu Bân không ra mặt thì không ai có thể trấn áp được. Tất nhiên. Nếu mấy người thương khung có ở đây thì cũng có thể trấn áp được. Nếu như một mình đánh không lại thì cứ quần ẩu là được. Tuy nhiên, so với mấy người thương khung thì hắn ta cảm thấy tin tưởng Triệu Bân hơn. Mấy lão già đó vào những thời khắc quan trọng thường hay làm hỏng việc. Vương Dương lại giết tới, tung ra một trường từ trên trời giáng xuống. Năng lượng hung hổ hóa trong nháy mắt đã bị hút hết. Ma tử lảo đảo đứng không vững như bị hút vào một vũng bùn, tốc độ cùng sức mạnh đều bị trói buộc. Phế vật! Vương Dương cười lạnh, lại từ trên không trung giáng xuống thêm một trường. Trường ấn của hắn ta hết sức bá đạo, ngay lập tức thổi bay một nửa thể hung hổ. Ma tử hộc máu giàn giụa, liên tục bị ma sát ăn mòn, vô cùng khổ sở. Phá cho ta! Trong thời khắc nguy hiểm, ma tử gầm giống, chuẩn bị khai triển cấm pháp. Mỗi khi khai triển cấm pháp đều phải tiêu hao nguồn năng lượng khổng lồ, để đổi lấy năng lượng cường đại hắn ta đã hy sinh lực sinh mệnh, ma sát mạnh mẽ hóa thành một con dao long lớn xông về phía Vương Dương. Một chiêu này còn miễn cường xem được, Dương Dương nhếch miệng,
Từ đỉnh đầu của hắn ta bắn ra một luồng ma quang phóng thẳng lên 9 tầng mây rồi diễn hóa thành một vòng thái dương màu máu. Đây là bí pháp của huyết ma, ma quang màu máu quỷ dị mang theo lực hủy diệt, chiếu rọi tới đâu là nơi đó phải chịu công phạt, thể hung hệ của ma tử bị ma quang liên tục đả thương, cho dù hắn ta có mở ra cấm pháp, chiến lực tăng vọt thì cũng không phải là đối thủ của Dương Dương. Thật là nhàm chán, Dương Dương gian ác cười nói. Vậy để ta cho người thêm vài phần thú vị. Ma tử còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy một mũi tên lôi điện mà vàng xẹt qua bầu trời bắn diệt vòng thái dương màu máu kia. Đúng vậy, Triệu công tử đang ở đây, hắn nghe được động tĩnh cho nên mới chạy tới đây. Tuy rằng có chút muộn nhưng vẫn vừa kịp lúc, mũi tên bắn ra vẫn bá đạo như thường ngày, vòng thái dương màu máu được Vương Dung ngưng tụ lại từ ma sát cuồn cuộn đã ngay lập tức bị mũi tên của Triệu công tử đánh diệt. Ma quang chiếu rọi trong nháy mắt mất đi uy lực. Vương Dương là kẻ thi thuật cho nên cũng ngay lập tức gặp phản vệ dữ dội, kêu rên một tiếng rồi từng bước lui về phía sau. Cơ ngân. Nhìn thấy Triệu Bân, Vương Dương liền lộ ra bộ mặt dữ tợn, ma quang kích động lóe sáng. Hắn ta vốn định sau khi giết chết ma tử và tử linh thì sẽ quay lại thiên âm các. Không ngờ cơ ngân lại tự mình tìm đến đây. Như vậy cùng đỡ công hắn ta phải chạy qua chạy lại. Thù mới hận cũ giải quyết hết trong một lần này đi. Không ngờ ngươi còn biết đường đến đây, ma tử cầm huyết kiếm đứng loạng choạng nói. Như nhì đâu, Triệu Bân đặt một tay ở trên lưng hắn ta, truyền cho hắn ta tiên lực. Chưa tìm được, ma tử áy náy nói. Tất cả đều là do hắn ta sơ suất, Triệu Bân xem trọng hắn ta cho nên mới đem thành thiên thu giao cho hắn ta, thế mà hắn ta lại để cho thê tử của Triệu Bân biến mất. Nếu như Liễu Tâm Như xảy ra chuyện gì thì hắn ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Ta không trách ngươi, Triệu Bân cố nặn ra một nụ cười rồi tiếp tục truyền tiên lực cho ma tử. Nếu như đối phương đã có thể triệu hồi được Liễu Tâm Như ra khỏi núi bất tử thì rõ ràng cũng không phải là hạng người vô danh, cho dù lúc đó hắn có mặt ở thành thiên thu cũng chưa chắc có thể giữ nàng lại được. Cơ ngân, đến chiến nào? Vương Dương gầm giống, trông hắn ta giống y hệt một đại ma đầu đang đánh tới. Ma sát cuồn cuộn hóa thành ma hải nhấn chìm nửa bầu trời. Triệu Bân thu tay lại, phóng thẳng lên trời như diều gặp gió. Ma tử cũng không nhàn rỗi, hắn ta vượt qua thiên hà phóng thẳng đến chỗ của tử linh để hợp lực đối kháng ma thân Vương Dương, phải mau chóng giải quyết xong chuyện ở đây rồi đi tìm Liễu Tâm Như, trì hoãn càng lâu thì tình hình của Liễu Tâm Như lại càng nguy hiểm. Về phần Vương Dương cứ giao cho Triệu Bân là được. Nếu như hắn dốc toàn lực chiến đấu thì cho dù không đánh chết được Vương Dương cũng có thể đánh hắn ta tàn phế. Phụt! Bên này Triệu Bân đã vung kiếm chém đôi ma hải. Vương Dương đang tràn đầy ma khí, trong khoảnh khắc ma hải bị phá liền phải kêu rên thêm lần nữa, lùi về sau nửa bước, sắc mặt càng thêm hung tợn, không ngờ chỉ mới vài ngày mà Triệu Bân cũng đã tiến vào cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân đạp gió bước trên không trung, tung ra hám thiên quyền bá thiên tuyệt địa. Vương Dương cười gằn, ma quang quanh thân nở rộ tụ lại thành một bộ áo giáp ma quang. Chiếc áo giáp này thật sự rất vững chắc, cũng khá quỷ dị. Triệu Bân tung ra một đấm nhưng sức mạnh của nắm đấm lại lập tức bị giảm đi mất 60%, 40% còn lại có vẻ không thể làm Vương Dương bị thương mà chỉ làm chiếc áo giáp tóe lửa. Vương Dương quát lạnh, huyết quang từ trong mắt phóng ra. Triệu Bân không quan tâm, dùng hồn ngữ lôi bạo lực chém tắt tia sáng. Giết! Vương Dương hét lớn lên, nói sao làm vậy, một lò luyện đan to như một ngọn núi đột nhiên xuất hiện, vây nhốt Triệu Bân. Bên trong nó là ngọn lửa màu đen đang bùng cháy, đó không phải lửa chân chính mà chỉ là hình thái của bí thuật, mang theo sức hủy diệt đáng sợ như muốn thiêu đốt Triệu Bân thành tro. Một lò luyện đan rách nát mà cũng muốn nhốt ta sao? Triệu Bân quát lớn, đấm thủng một lỗ to rồi nhảy từ trong ra. Hắn vừa ra là lập tức chạm mặt Vương Dương. Chẳng ngờ lại được từ trong người hắn ta phóng ra một sợi dây xích màu đen. Đấy không phải là xích bình thường mà là dây xích được tạo thành bởi những lá bùa, nó giống như một con rắn, bất chấp xác thịt bên ngoài, khóa chặt lấy võ hồn của Triệu Bân một cách nhanh như chớp, không ngờ có thể nuốt hồn lực nữa. Xích ma hồn. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn nhận ra được bí pháp này. Nó do bất diệt ma quân sáng tạo, chuyên nhắm vào võ hồn, có thể cưỡng chế nuốt hồn lực. Nghe đại trưởng lão nói, bí pháp này đã bị thất truyền từ lâu, đừng nói đến các trưởng lão, đến cả Thương Khung cũng không hề biết, vậy Vương Dương đã học được từ đâu? Bí pháp này cũng lợi hại đấy.
Vương Dương cười nham hiểm, để lộ hàm răng trắng ẩn, bộ dạng rất thích thú. Hồn lực của Triệu Bân đa phần đều bị hút vào trong thân hắn ta, trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ thể phách. Phải thừa nhận rằng hồn lực của Cơ Ngân rất tinh thuần, cực kỳ phù hợp để tẩy luyện. Triệu Bân không nói gì, chỉ có Tử Hồn Châu khẽ rung lên. Hạt châu này rất hữu dụng, có thể làm xích ma hồn nát vụn chỉ với một kích. Dương Dương mới vừa cười nơi, cười nham hiểm nu thì giờ khóe miệng đã rướm máu tươi, mặc dù xích ma hiền bá đạo nhưng sức mạnh phản phê cùng không hề yếu. Nó liên kết với và hồn của Dương Dương và thể phách của hắn ta giờ nói nát thì chẳng khác nào linh hồn bị chém một đạo, có thể không đau đớn được sao? Tết lắm, Dương Dương nở nụ cười dữ tợn, thay đổi hình thái trong nháy mắt. Hình thái nào đây? Là hình thái huyệt mao. Triệu Bân đoán không sai, đối phương lột xác thành huyết ma, đây là hình thái được đắp nặn nên từ máu của bao nhiêu sinh linh. Huyết ma. Ma tử nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ thánh tử ma quật lại thu thành cơ thể huyết ma. Đây cũng là một loại trạng thái mà trạng thái này còn rất bá đạo, bất kể là sức mạnh, tốc độ hay là phòng ngự, ở trạng thái này toàn bộ đều được gia tăng toàn diện. Là hắn ta đã đánh giá thấp Phương Dương, rõ ràng là truyền nhân của một mạch của ma vực nhưng lại có quan hệ với huyết ma. Phải biết rằng, rất lâu trước đây, ma vực và huyết ma chính là kẻ thù của nhau. Huyết ma vẫn chưa bị diệt sạch sao? Mặt Tử Linh trắng bệch, đôi chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Ma tử nhận ra được hình thái huyết ma thì đương nhiên cảnh giới chuẩn thiên như cô ta cũng đã từng nghe nói đến. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hàng thật. Soạt! Lúc hai người họ đang nhìn thì ma thân của Vương Dương liền tấn công qua. Khi hắn ta biến thành hình thái huyết ma, sức mạnh của ma thân cũng bộc phát, bao gồm cả tốc độ và phòng ngự, tất cả mọi mặt đều được nâng cao. Đánh không lại bản thể, chẳng lẽ không đánh lại được ngươi sao? Ma tử lớn tiếng mắng, cầm kiếm xông tới, khí thế bị Vương Dương thật đánh tan lúc nãy đã khôi phục, hắn ta có tư cách để nói câu đó. Dù cho không còn ở trạng thái đỉnh cao nhưng hắn ta vẫn có thể đánh bại được ma thân như thường. Chưa nói là còn có Tử Linh hỗ trợ nữa. Bùm, uỳnh, ầm. Bầu trời rung chuyển, những tiếng động to lớn liên tục vang lên bởi ma sát của Vương Dương. Khi biến thành trạng thái huyết ma, hắn ta không chỉ thay đổi về thể phách mà đến sức chiến đấu cũng được gia tăng, cao thêm một cấp. Vảy trên thân đều lấp lóe tia sáng, đáng sợ nhất là hai chiếc răng nanh, nhìn thôi cũng thấy hãi rồi. Giết! Mắt Phương Dương đỏ như máu, hắn ta hét lớn lên rồi lại nhào sang đánh. Người vẫn chưa đến nơi thì ma sát đã đến trước. Ma sát của trạng thái huyết ma quá ư khủng khiếp, dường như từng tia ma sát đều mang sức mạnh vô biên. Biến thành từng tia kiếm khí, chém về phía Triệu Bân. Triệu Bân không nói nhiều mà rút Long Uyên ra, dùng thuấn thân tuyệt sát. Phụt! Người đến thì kiếm cũng đến. Kiếm đến là đầu rơi xuống đất. Máu tươi bắn ra, vắt ngang trên bầu trời đêm. Từ khi Dương Dương trở thành thánh tử của ma quật thì đây đã là lần thứ ba hắn ta bị Triệu Bân chém rơi đầu. Giống như hai lần trước, hắn ta không hề chết. Tên này tu được bất diệt ma thân quyết nên làm gì chết dễ dàng thế được. Dù không còn đầu, chỉ còn lại cơ thể nhưng vẫn có thể hoạt động như thường, cuốn theo từng luồng kiếm khi ma quang, cường chế tấn chém Triệu Bân lùi về sau. Hay cho thuấn thân tuyệt sát. Cơ thể Vương Dương run lên dữ dội, một cái đầu mới lại mọc ra, còn cái đầu bị chém rơi lúc nãy lại biến thành một vũng máu đặc, sau đó loãng ra, cuối cùng thì biến thành khói ma. Hắn ta bị chém đứt một cái đầu nhưng khí thế lại trở nên mạnh hơn. Hơn nữa. Hình thái của hắn ta cũng đã thay đổi, lúc nãy chỉ có một số chỗ có vảy cá, giờ thì khắp người đều có, trên trán còn mọc thêm một cái sừng, trông như một con dao với ma quang lấp lánh. Hình thái rất giống một con quái vật. Thể biến dị của huyết ma sao? Triệu Bân lẩm bẩm, mỗi lần Vương Dương biến đổi là sức mạnh lại tăng thêm một phần. Chỉ xét về sức mạnh thôi thì Vương Dương lúc này đã vượt qua hắn rồi. Tối nay nhất định phải giết ngươi. Vương Dương hét lên. Búng người lên không, sau lưng hắn ta là một biển ma khí, những con mãnh thú được hình thành từ ma sát từ trong biển nhảy ra, gào thét, phóng từ trên trời xuống, số lượng nhiều đến mức nổi da gà. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân thầm hét rồi vung kiếm chĩa lên trời. Tiếng kiếm lập tức vang lên, kiếm quang nối đuôi nhau phóng thẳng lên trời. Kiếm uy bá đạo. Kiếm ý đáng sợ. Những con mãnh thú ma sát đang ập đến lần lượt bị chém tan. Tiếng gào thét đau đớn vang khắp trời. Triệu Bân cũng xem như đã nương tay rồi,
ít ra hắn vẫn chưa dùng đến kỳ lân hóa. Vẫn là câu nói đó, đánh bại Vương Dương rất nhẹ nhàng nhưng muốn giết chết hắn ta thì rất tốn sức, cảnh giới chuẩn thiên như hắn cũng không thể nào đánh Vương Dương thành cho chỉ với một chiêu được. Vì vậy, hắn đang chờ cơ hội, chờ Vương Dương dùng hết các át chủ bài, hoặc chiến đấu đến lúc chân nguyên đối phương cạn kiệt, hắn không còn chịu sự đè ép của sức mạnh nữa. Muốn giết Vương Dương khi hắn ta đã tu thành bất diệt ma thân quyết thì chỉ có thể dùng cách cục mịch đó thôi. Nếu như cảnh giới thiên võ thì sẽ không cần phải rắc rối như thế, chỉ cần trưởng một trưởng là có thể tiễn thẳng hắn ta đến cầu nại hà luôn rồi. Vẫn chưa hết hả? Vương Dương giơ tay lên trời, tạo ra một xoáy lốc đen thui, ma quang bên trong bắn ra khắp nơi, sấm rền chớp giật, khả năng cắn nuốt cực mạnh, mà nó chỉ nhắm tới Triệu Bân cùng kiếm khí ngự kiếm phi tiên của hắn. Còn hung thú ma sát của hắn ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Xoáy lốc rất mạnh, nhiều kiếm khí bị nuốt vào bên trong, cả tiên lực và khí huyết của Triệu Bân cũng bị nuốt mất khá nhiều. Nếu chỉ có như vậy thì không phải thánh tử của ma quật rồi. Bầu trời xuất hiện hiện tượng lạ, nền đất cũng có động tĩnh. Lấy Triệu Bân làm trung tâm, từng dòng hoa văn chuyển động, nói cho chính xác hơn là hoa văn trận pháp, thoáng chốc đã hình thành nên trận pháp. Người đứng ở bên trong sẽ bị phong ấn từ mọi hướng, trận pháp này có thể làm chậm động tác, tức là đã phong ấn thể phách rồi. Keng! Triệu Bân sử dụng khí huyền hoàng, không cần biết cách phá trận pháp gì hết, cứ chém bừa đâm loạn, chặt đứt từng dòng hoa văn, trận pháp cũng vì thế mà mất hiệu lực. Growl, growl! Hung thú ma sát từ trên trời giáng xuống như cơn thủy triều. Cút! Triệu Bân thét lên đầy kiên định, lôi thần nổ cộng hưởng cùng võ hồn. Hung thú ma sát nhào tới đa số bị hất văng, nhưng dù là vậy, vẫn có rất nhiều con không sợ chết, nối đuôi nhau ập tới. Hắn dùng võ hồn điều khiển sấm chớp bay xung quanh cơ thể. Hung thú nhào tới bị chém chết, hết con này tới con khác. Tiến vào cho ta. Vương Dương cười điên cuồng, thôi thúc lốc xoáy đen ngòm từ trên trời giáng xuống, sức mạnh cắn nuốt đáng sợ đó đến cả Triệu Bân cũng không thể kháng cự nổi, lập tức bị hút vào trong. Luyện hóa. Vương Dương chập hai bàn tay, toàn thân phát sáng. Cỡ như ngươi mà cũng đòi luyện hóa ta. Bên trong xoáy lốc vọng ra tiếng nói đĩnh đạc. Triệu Bân vừa bị hút vào trong vung trưởng tạo ra một khe hở, cưỡng ép lao ra, dùng Chu Tiên Quyết chém Vương Dương bay ra,